Kính mời ông ạ. Vâng, cảm ơn anh Hải. Xin chào các anh chị một lần nữa. Sáng hôm qua thì có thể các anh chị đã nghe một số các cái thông tin liên quan đến các cái chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Và sáng hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một cái nội dung nó cụ thể hơn liên quan đến cách thức vận hành của một cái dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Và đây là một cái chủ đề nó mang tính cốt lõi trong tất cả các cái chương trình huấn luyện. Dù là ngắn ngày hay dài ngày gì thì cũng có cái nội dung này, đó là nội dung hoàn thiện mô hình kinh doanh theo hướng đổi mới sáng tạo. Đây là một cái cách thức chúng ta có thể xây dựng nên một cái mô hình kinh doanh để chúng ta có thể chuyển đổi các cái mô hình kinh doanh mang tính truyền thống sang hướng đổi mới sáng tạo. Và để chúng ta làm được cái việc đó, và để chúng ta làm được cái việc đó thì chúng ta sẽ phải hiểu thế nào là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nó khác với cái khởi sự kinh doanh truyền thống ở cái điểm nào? Có thể là cái khái niệm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chúng ta đã nghe rất nhiều trong thời gian gần đây. Chúng ta thấy nó xuất hiện rất nhiều ở trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Chúng ta thấy rất là nhiều các cái diễn đàn và bây giờ TechFest đang diễn ra xung quanh cái chủ đề là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nhưng chúng ta thực sự hiểu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hay chưa? Cái khái niệm này nó thực sự nó là một cái gì nó rất là rõ ràng đối với mỗi chúng ta hay chưa? Đặc biệt với vai trò là cái người đi hỗ trợ cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở tại địa phương hoặc là ở tại cái khu vực mà chúng ta đang làm việc, thì chúng ta phải nhận thức nó rõ ràng thì chúng ta mới làm đúng được. Tức là chúng ta phải hiểu đúng thì chúng ta mới làm đúng. Về cái thông tin cá nhân thì chắc tôi cũng không có mất thêm nhiều thời gian của các anh chị để giới thiệu. Thì các anh chị qua phần giới thiệu của anh Hải cũng đã nắm một vài thông tin về tôi. Và nếu anh chị nào muốn biết thêm nhiều thông tin và có thể là chúng ta cũng có thể tham khảo những cái chia sẻ của tôi trên các báo chí thì các anh chị có thể gõ từ Trương Thanh Hùng, Finno ở trên internet, các anh chị sẽ có những cái thông tin nhiều hơn và những cái bài bài báo mà các báo đã phỏng vấn, thì chúng ta sẽ hiểu sâu hơn những cái khái niệm này nó liên quan ở trong cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của chúng ta. Còn bây giờ thì xin được đi vào cái chủ đề chính của ngày hôm nay. Như ở trên màn hình các anh chị thấy thì chúng ta đang phải làm việc trong một cái hoàn cảnh mới và chúng ta phải thích ứng với nó. Và bản chất tất cả các cái mối quan hệ ở trong cuộc sống của chúng ta nó vẫn chỉ là cái mối quan hệ giữa con người và con người mà thôi. Dù chúng ta đang ngồi với nhau đây trong một cái chương trình hội thảo để chia sẻ những kiến thức, nhưng bản chất vẫn là cái mối quan hệ giữa tôi và các anh chị. Và dù cái điều kiện mới chúng ta phải làm việc với nhau qua cái màn hình như thế này, nhưng tôi rất mong muốn các anh chị hãy cố gắng chúng ta liên kết với nhau, tương tác với nhau như ở trong một cái chương trình trực tiếp mà chúng ta có thể gặp mặt để nói chuyện. Cái hoàn cảnh thì nó vẫn vậy, nhưng mà cái việc mà chúng ta ứng phó và chúng ta sẽ điều tiết cái hoàn cảnh đó như thế nào là hoàn toàn thuộc thuộc vào chúng ta. Vậy để cái sáng hôm nay nó không có mất thời gian của các anh chị cũng như là những cái giá trị của tôi cố gắng nỗ lực để chia sẻ, nó sẽ đồng lại được ít nhiều gì đó đối với các anh chị. Và cái này là nó giúp cho chính cái cuộc sống của chúng ta chứ không phải là công việc. Tôi muốn làm sao một cái buổi nói chuyện của tôi thì nó phải mang lại ít nhất một cái giá trị gì đó cho người mà tôi có cái điều kiện may mắn được tương tác cùng. Vậy thì để việc đó nó diễn ra thì mong các anh chị hãy thể hiện cái sự cam kết trong sáng hôm nay bằng cách là hãy bật camera lên. Đầu tiên là tôi muốn được nhìn thấy các anh chị. Tôi muốn nhìn thấy các anh chị là ai, tôi đang nói chuyện với các anh chị. Các anh chị cảm thấy có hào hứng hay không? Lúc nào các anh chị thấy buồn ngủ thì tôi sẽ điều chỉnh lại. Đấy, tôi muốn nhìn thấy các anh chị như là những cái con người thực. Đấy, vậy thì anh chị nào đang ngồi trước máy tính hoặc là các anh chị nào đang sử dụng điện thoại cũng hãy vui lòng bật camera lên để tôi còn thấy được các anh chị nhé. Thứ hai, nếu các anh chị đang ở trong một cái môi trường mà nó ồn ào thì các anh chị có thể là sử dụng cái tai phone để các anh chị
vừa nghe được cái âm thanh nó dễ hơn mà nó cũng không ảnh hưởng đến người khác. Đồng thời khi các anh chị tương tác thì các anh chị có cái tai phone như tôi đang đeo như thế này đó, thì các anh chị nói cái âm nó sẽ rõ ràng hơn đó, và chúng ta sẽ cùng nhau có những cái tương tác hiệu quả. Và thứ ba, nếu trong quá trình trao đổi tôi có những cái câu hỏi đưa ra các anh chị để chúng ta cùng trao đổi thảo luận, khi chúng ta nói ra một cái gì đó thì lập tức cái câu trả lời nó cũng sẽ xuất hiện ở trong đầu chúng ta. Còn nếu chúng ta cứ ngồi một chỗ mà chúng ta nghe thì các anh chị sẽ cảm thấy nó rất là mệt, mà cái khối lượng các cái thông tin chúng ta tiếp nhận nó cũng bị hạn chế. Cho nên nếu được thì các anh chị hãy sẵn sàng bật mic và tương tác cùng tôi. Tôi đã thấy một số anh chị bắt đầu hưởng ứng cái lời kêu gọi là cái sự cam kết là bật camera lên. Rất hoan nghênh, xin cảm ơn anh ở ở trên này nó không hiện đủ cái tên cho nên là cũng không có đọc được. Đấy, anh chị nào mà có thể bật camera lên thì vui lòng hãy bật lên nhé. Tôi rất muốn nhìn thấy các anh chị. Đấy, và khi tôi có tương tác rồi, cảm ơn thêm một chị nữa. Đây chắc chị là chị Hương ở Sở Khoa Công nghệ Hải Phòng. Rồi. Chúng ta là tương tác với nhau và nó phải có cái sự gắn kết. Và tôi cũng không muốn rằng chúng ta gặp nhau ở đây rồi đi ra ngoài đường, lỡ mà gặp nhau mà cũng không biết là đã từng gặp nhau. Cái điều đó là cái điều rất đáng tiếc. Vậy chúng ta hãy cho nhau cái khoảng lặng để chúng ta có thể nghe cho cái âm thanh nó tốt hơn. Nhưng có đừng có im lặng. Được không các anh chị? Rồi, xin cảm ơn các anh chị. Sáng nay thì chúng ta chỉ cần giữ được cái sự cam kết như thế thôi thì các anh chị sẽ có được một buổi sáng nó hiệu quả, và tôi cũng sẽ có thêm rất là nhiều năng lượng để chia sẻ. Các anh chị nào mà chưa bật camera thì vui lòng bật lên nhé. Trong cuộc sống thì không phải mọi việc nó sẽ diễn ra lúc nào nó cũng thuận lợi. Nó chắc chắn nó sẽ có những cái rào cản, nó sẽ có những khó khăn. Và như Covid nó đang diễn ra vậy, là một cái điều mà chúng ta không có lường trước được, và nó đang diễn ra và nó sẽ tiếp tục diễn ra. Và cuộc sống là nó như vậy, nó luôn đầy rẫy những khó khăn. Trong hành trình khởi nghiệp cũng vậy, một hành trình vô cùng chông gai. Dù chúng ta đi theo cách thức là khởi sự kinh doanh truyền thống hay là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thì hành trình nào nó cũng là một hành trình đầy thách thức. Và những thất bại nó sẽ diễn ra trong cái hành trình đó. Có những sai lầm và chúng ta bắt buộc phải nhìn lại và chúng ta phải sửa sai. Những điều đó là nó là một quy luật, nó là một quy luật. Chúng ta đừng có vội vàng, sợ hãi trước những cái khó khăn, những cái thách thức. Vậy khi có cơ hội để chúng ta dừng lại và chúng ta bắt đầu lại thì đừng có sợ. Vì đó là một cơ hội để chúng ta có thể làm nên một cái việc nó tốt hơn. Và bất kỳ một cái việc gì nó thành công trong cuộc sống này, và đặc biệt là trong cái hành trình về khởi nghiệp, thì nó được xây dựng nên bởi những cái thất bại. Cái thành công đơn giản là chúng ta đẩy nhân những cái thất bại, và chúng ta tích lũy được càng nhiều trong thời gian cuộc đời của chúng ta, càng sớm thì chúng ta sẽ đạt được cái thành tựu sớm hơn những người khác. Ở trong các cái chương trình đào tạo dài ngày, ví dụ cái chương trình huấn luyện dành cho các giảng viên các trường đại học, chương trình 10 ngày để các thầy cô có thể nắm bắt được cái chương trình này và chuyển hóa nó thành cái chương trình đào tạo ở trong các trường đại học cho các sinh viên, thì chúng tôi sẽ nói rất là nhiều về cái mặt gọi là văn hóa trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nói những cái nền tảng về tư duy và những cái nền tảng về văn hóa. Nếu khi chúng ta bắt đầu vào cái hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mà chúng ta không có nắm bắt được cái nền tảng văn hóa này thì rất khó để chúng ta dấn thân, bởi vì nó là một cái thứ nó hoàn toàn rất là khác. Ở trong đó có một cái văn hóa mà có thể các anh chị đã nghe đâu đó trong các cái diễn đàn, đặc biệt là diễn đàn trong khởi nghiệp quốc gia TechFest, đó là văn hóa hãy độ lượng, hãy bao dung với các cái thất bại. Bởi vì đổi mới sáng tạo nó luôn gắn liền với rủi ro. Mức độ đổi mới sáng tạo càng cao thì rủi ro càng lớn. Mà chúng ta không chấp nhận được cái văn hóa thất bại bao dung trước những người dám dấn thân, những người dám tạo
dấn thân để tạo ra những cái thứ mới mẻ cho xã hội. Và đâu đó trong cái hành trình để tạo ra cái thứ hay ho đó, họ phải gặp phải những cái thất bại nho nhỏ. Nếu chúng ta không có cái văn hóa bao dung thì chúng ta đang đang tự hủy diệt chính những cái champion đấy trong hệ sinh thái, gọi là những champion, những quán quân, những người dám dấn thân để tạo ra những cái thứ mới mẻ, những cái thứ đổi mới mang lại cái giá trị tốt hơn so với những thứ nó đã tồn tại. Vậy đừng sợ phải bắt đầu lại, vì đó là cơ hội để chúng ta có thể xây dựng nên một thứ tuyệt vời hơn. Và trong chương trình này cũng vậy, nếu các anh chị đã nghe đâu đó về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, về cách hoàn thiện mô hình kinh doanh, thì cũng đừng ngại, hãy bắt đầu lại. Càng nghe chúng ta sẽ càng thấm nhiều hơn, và mỗi người họ sẽ chia sẻ dưới một cái góc nhìn khác nhau. Kiến thức là nói chung, nhưng hơn nhau ở chỗ là chúng ta vận dụng nó như thế nào, và mỗi người sẽ có một cách vận dụng khác nhau. À, như tôi đã chia sẻ lúc nãy thì để hiểu được một cái mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì chúng ta phải hiểu thế nào là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nó bắt đầu từ đâu và nó khác biệt với khởi sự kinh doanh truyền thống như thế nào. Nếu mà chúng ta chỉ đi vào cái phần lưng chừng ở giữa, hoặc là cái phần ngọn thì cái phần gốc chúng ta không có nắm, thì chúng ta học một thì chúng ta chỉ biết một. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được cái gốc rồi đó thì rất đơn giản là cái chồi, cái nhánh nó sẽ tự đâm hoa, nó sẽ tự nảy nở. Chúng ta sẽ tự vận dụng từ cái gốc đó, và chúng ta sẽ tự phát triển cái kiến thức của mình, mà không phải là học theo kiểu nhánh lá nữa. Vậy đầu tiên tôi sẽ chia sẻ với các anh chị là cái hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nó diễn ra như thế nào. À, trong cái cụm từ là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đó thì các anh chị thấy nó có hai cái cụm từ chính. Là hai cụm từ nào các anh chị có thể nhận diện giúp tôi không? Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là nó đến từ hai cái cụm từ chính. À, có lẽ là tôi sẽ bắt đầu mời một anh chị nào đó sẽ bật mic lên và tương tác giúp tôi. Cụm từ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nó đến từ hai cụm từ chính là cụm nào ạ? Em xin trả lời là đến từ hai từ chính là từ sáng tạo này và từ khởi nghiệp này. À, từ sáng tạo và từ khởi nghiệp. À, xin lỗi, là anh tên chị và đến từ đâu ạ? Các anh chị khi chúng ta bật Em mic tên là Lê lần Tuấn đầu Linh tiên. Vâng, đến lần đầu tiên. Hải Dương ạ. Vâng. À, rồi anh Tuấn Hưng đến từ Sở Khoa Công nghệ Hải Dương. Anh Hưng. Như vậy là có hai cụm từ anh Hưng đã nhận diện ra là từ sáng tạo và từ khởi nghiệp. Ừ. Vậy thì trước khi mà tôi nói sâu hơn thì tôi cũng muốn hỏi cái cụm từ này trước. Cụm từ mà anh Hưng có đề cập đó là từ sáng tạo. Cái từ mà chúng ta nói hiện nay ở trong hệ sinh thái là từ đổi mới sáng tạo, đúng không các anh chị? Đây. Vậy thì trong cái từ đổi mới sáng tạo thì nó có cái từ đổi mới sáng tạo. Và anh Hưng có đề cập đến từ sáng tạo trước. Vậy cho tôi hỏi, từ đổi mới sáng tạo theo các anh chị nó là một từ hay nó là ghép của hai từ hay bốn từ hay như thế nào? Nó là một từ, tức là một cụm từ đấy. Ừ. Nó là một thuật ngữ hay nó là được ghép bởi hai cái từ khác nhau hoặc bốn từ khác nhau? Theo các anh chị thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ cố gắng hiểu sâu tận gốc rễ của những cái gì mà chúng ta nghe từng ngày từng giờ, và đâu đó chúng ta còn mơ hồ. Vâng. Theo em, xin phép Vâng, mời, xin mời Hưng. vâng. Theo em cái cụm từ đổi mới sáng tạo nó được cấu thành từ hai hai từ 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 hai từ từ đổi mới và từ sáng tạo À, theo anh Hưng là nó là một cái từ ghép của hai từ, là từ đổi vâng. mới và từ sáng tạo. Rồi, xin mời có anh chị nào có ý kiến khác không?
Đấy là cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp chúng ta phải hiểu được những cụm từ Quyết định tăng tăng. thì trong đề án 844 của chúng ta, đúng không? À, chúng ta là cái người triển khai cái đề án 844, hoặc là bên Bộ Giáo dục là 1665. Hội phụ nữ thì có cái chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp quốc gia, thanh niên cũng có cái chương trình hỗ trợ đoàn viên thanh niên khởi nghiệp. Đấy, thì trong đó nó đều có cái cụm từ là đổi mới sáng tạo. Ở đây tôi thấy cũng có rất là nhiều các chị ở hội phụ nữ này, nhưng mà không biết, không thấy hình, mà không biết là các chị có đang nghe được không, và các chị đang là những người đang nghe độc lập từng cá nhân, hay là chúng ta cũng đang ngồi như ở trụ sở Hải Dương đấy ạ, Sở Khoa Công nghệ. Sẽ rất vui nếu các chị bật được camera lên để tôi còn thấy được các chị như thế nào thì dễ điều phối cái chia sẻ hơn. Phía đầu cầu Sở Khoa Công nghệ Hải Phòng thì thế nào ạ? Hải Phòng là một đơn vị được thực hiện rất nhiều các cái chương trình tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cũng là một cái hub của khu vực ở dưới đó đấy, một cái nơi, một cái nôi để chúng ta lan tỏa cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho khu vực. Vâng, kính chào anh Hùng và các anh chị ở Sở Hải Dương. Hôm nay thì Hương cũng tham dự dự thính cái buổi tập huấn này. Thế thì trả lời cho cái câu hỏi của thầy Hùng có hỏi lớp là đổi mới sáng tạo, thì cái cụm từ này nó bắt nguồn từ chữ gì? Thế thì kính thưa anh chị, là cũng theo cái nghiên cứu của Hương thì đổi mới sáng tạo nếu mà theo tiếng Anh thì nó bao gồm chỉ một từ duy nhất là innovation. Thế thì cái từ innovation này nó bao hàm tất cả các cái hoạt động liên quan đến hoạt động đổi mới sáng tạo. Thế và cái cụm từ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì nó bao gồm hai từ, từ khởi nghiệp và từ đổi mới sáng tạo. Thế thì cũng trong một số các cái nội dung gần đây ấy, liên quan đến đề án 844 và cũng như một số triển khai các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở địa phương, thì chúng tôi cũng bỏ cái từ đổi mới và chúng tôi có để là từ khởi nghiệp sáng tạo. Thế thì nó cũng có rất nhiều yếu tố bao hàm, do là việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở địa phương để mà có thêm cái hoạt động đổi mới nữa thì nó cũng là một chặng đường rất là gian nan, và nó cũng liên quan đến việc là tìm các cái đối tượng liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo để mà đưa vào cái chương trình hỗ trợ của địa phương. Thì tôi cũng xin phép có một số các cái chia sẻ như thế ạ. Vâng, cảm ơn chị Hương rất nhiều. Chị Hương đã là một chuyên gia rồi, cho nên là những chia sẻ của chị thì đã không thể nào sai được, đúng không? Đấy. À, bản chất cái từ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của chúng ta nó đến từ hai cụm từ là khởi nghiệp và cụm từ đổi mới sáng tạo. Và trong cụm từ đổi mới sáng tạo, bản chất nó chỉ có một từ thôi, các anh chị nhé. Nó là một từ mà thôi, đổi mới sáng tạo. Nó không phải ghép của hai từ đổi mới và sáng tạo, mà nó chỉ là đổi mới sáng tạo. Nó đến từ gốc từ là innovation, từ tiếng Anh. Lý do thực ra các anh chị chia sẻ thêm với các anh chị, cái đề án 844 á, những cái cụm từ này nó xuất hiện đầu tiên là trong cái đề án 844 năm 2016 đó, thì là do nhóm chuyên gia là một trong những cộng sự của chúng tôi là chị Phan Hoàng Lan, đấy là một trong 10 IPP coach. Nhưng chúng tôi hồi đó là những người đầu tiên ở tại Việt Nam được chuyển giao toàn bộ cái chương trình này từ các cái chuyên gia của Mỹ và châu Âu đó, để về đặt những cái nền tảng cho cái hệ sinh thái khởi nghiệp của người sáng tạo chúng ta. Thì đề án 844 là do chị Phan Hoàng Lan chị đặt bút viết đó. Thì cái cụm từ đổi mới sáng tạo là nó lấy từ cái gốc từ innovation trong cái chương trình của chúng tôi đấy. Và khi dịch sang tiếng Việt thì không thể dịch là đổi mới hoặc sáng tạo, bởi vì nó sẽ trùng với hai cái khái niệm khác nó đã tồn tại trên thế giới, nó liên quan đến cái gốc từ tiếng Anh rồi. Ví dụ như từ đổi mới thì nó sẽ có cái từ là ví dụ change, thay đổi, nó cũng là đổi mới mà, transform nó cũng là đổi mới đấy. Rồi là sáng tạo thì nó có cái từ creativity đó, nó lại là cái cũng là cái từ sáng tạo, nó sẽ trùng, thành ra phải dùng cái từ đổi mới sáng tạo. Và khi được huấn luyện, được chuyển giao một cách bài bản thì các anh chị sẽ thấy rằng cái từ đổi mới sáng tạo này là cái từ nó đúng với cái nội hàm của innovation. Đó.
Khi chúng tôi phải thực hiện chuyển giao thì phải sử dụng bằng cái ngôn ngữ của tiếng nước ngoài, và tất cả các cái bài giảng gốc mà chúng ta đang sử dụng hiện nay mà chúng tôi Việt hóa nó tùy vào mỗi chuyên gia thì có cái cách Việt hóa của mình. Đó, thì nó đến từ những cái nội dung tiếng Anh 100% là tiếng Anh, tất cả những tài liệu chúng tôi tham khảo và để viết ra soạn thành những cái bài giảng như thế này đều là từ cái gốc tiếng Anh cả, không có cái tài liệu tiếng Việt nào hết để tham khảo. Đây. Thì đầu tiên là từ đổi mới sáng tạo là nó đến từ cái từ là innovation và nó là một cụm từ. Được chưa? Đây. Chúng ta thống nhất với nhau cái đó nha, các anh chị đừng có băn khoăn gì nữa hết á, đừng có nghĩ nó là hai từ hay gì hết. Chúng ta ghim vào trong đầu đổi mới sáng tạo nó là một từ thôi, và bây giờ chúng ta đang gọi tắt nó là thành là từ sáng tạo trong cái khái niệm là khởi nghiệp sáng tạo. Vui lòng hãy hiểu là nó chúng ta chỉ gọi tắt nó trong cái khái niệm chung là khởi nghiệp sáng tạo thôi. Bản chất của khởi nghiệp sáng tạo là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Còn trong khi chúng ta dùng từ sáng tạo với cái một cái gốc từ riêng lẻ thì chúng ta phải dùng nó là đổi mới sáng tạo. Chúng ta dùng cái từ sáng tạo thì nó sẽ nhầm với một cái khái niệm khác, và đặc biệt là trong khoa học. Đó. Rồi bây giờ cái hành trình để mà nó từ cái đổi mới sáng tạo đến khởi nghiệp thì nó diễn ra như sau. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nó phải đến từ gốc là đổi mới sáng tạo. Chúng ta muốn tạo ra những cái nhà khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì chúng ta phải cho họ cái đầu tiên, đó là cái nền tảng tư duy đổi mới sáng tạo. Không có cái này thì đừng nói đến câu chuyện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Vậy nên trong các cái bootcamp, ví dụ dành cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp chúng tôi làm 5 ngày, thì cái ngày đầu tiên chúng tôi chỉ tập trung nói duy nhất một chủ đề thôi, đó là xây dựng nền tảng về tư duy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi cái hệ điều hành trong cái đầu của những ai muốn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. À, ví dụ như bây giờ chúng ta muốn tạo ra một cái phần mềm nó rất là tối ưu, à, một cái công cụ gì đó để chạy trên cái máy tính của chúng ta, nhưng bây giờ chúng ta chạy cái hệ điều hành 98, Windows 98 thì không bao giờ nó tương thích được. Vậy luôn luôn khi một chúng ta muốn chuyển đổi một cái gì đó cho nó hiệu quả thì phải chuyển đổi cái hệ điều hành trước rồi công cụ mới tích hợp vào sau. Rồi anh chị nào mà trước đây đã sử dụng cái hệ điều hành của Windows và chuyển sang hệ điều hành của Mac OS của MacBook đấy, à, thì chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt rất là nhiều. Một bên thì nó có độ trễ, nó bị treo, rồi nó bị nào là virus, bị đủ các cái thứ, mở lên thỉnh thoảng nó lại tự tắt. Còn qua chuyển qua Mac OS thì không bao giờ có cái chuyện đó nó xảy ra hết. Chúng ta dùng cái hệ điều hành Mac OS thì chúng ta mở cái máy tính lên nó cũng y như là chúng ta mở cái điện thoại lên, nó không có độ trễ đâu gì cả. Đấy. Và rất là hiếm khi mà chúng ta bị virus hay bị sự cố mà đang dùng mà nó bị treo máy, vô cùng hiếm. Phần cứng này hầu như không bị lỗi. Đấy, vậy thì những cái công cụ mà người ta phát triển, những cái phần mềm đấy mà phát triển khi mà tích hợp vào cái hệ điều hành Mac OS, à, thì nó rất là tối ưu, nó cũng rất là nhanh nhạy. Vậy thì chúng ta lấy những cái chương trình đó chúng ta cài qua cái máy của Windows không cài được. Mặc dù chúng ta biết nó có ưu việt như thế, nhưng chúng ta không cài được. Các anh chị ạ, những người đang làm cái công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hãy vui lòng hiểu cái này cho tôi. Nếu chúng ta chỉ nói vào công cụ mà chưa nói về cái hệ điều hành, cái tư duy chuyển đổi tư duy về đổi mới sáng tạo thì chúng ta cài cho vui thôi. Chúng ta sẽ quay lại, những người đó họ sẽ quay lại với cái hệ điều hành cũ và cái bộ công cụ mới không bao giờ dùng được. Vậy trong bất kỳ cái chương trình gì sau này các anh chị làm cho cả cái doanh nghiệp là một chương trình bài bản, ví dụ như tối thiểu nó phải 3 ngày. Đấy. Thì luôn yêu cầu từ phía chuyên gia nhận dạng hãy có một cái ngày để nói về cái hệ điều hành đó trước, tức là tư duy hệ tư tưởng đó, hệ tư tưởng của chúng ta nó phải tư tưởng mà không thông thì bác Bình Đông cũng không có đằng, các anh chị có hình dung không? Vậy thì làm sao để chúng ta chuyển đổi từ một cái hệ điều hành vốn đã rất mặc định, rất là truyền thống ở trong đầu của mỗi con người sang một hệ điều hành mới? Việc đó nó không hề đơn giản, nhưng mà chúng ta phải làm để làm gì? Làm để chúng ta bắt đầu ươm mầm chuyển đổi cái hệ điều hành đó. Như là nó có một cái con đường như tôi hay nói trong các cái chương trình đấy, là trái đất chúng ta khi sinh ra làm gì có đường, đường là cho chúng ta đi nhiều thì nó thành đường thôi, mà cái tư duy đủ sáng tạo trong đường của chúng ta đó
nó cũng phải là từ nhân bình thân, mà chúng ta phải khai mở nó và đi nhiều trên đó thành một cái lối mòn, thì nó trở thành một lối mòn tư duy đổi mới sáng tạo. Vậy cả cái chương trình của chúng ta là chỉ mục tiêu làm được là mở, khai mở cánh cổng ra để cho mọi người bắt đầu bước những bước đầu tiên trên cái lối mòn tư duy đổi mới sáng tạo đó. Và mọi người sẽ sau đó sẽ rèn luyện từng ngày từng giờ theo phương pháp đó, thì cái lối mòn nó sẽ trở thành một con đường, và con đường đó gọi là con đường đổi mới sáng tạo. Trên con đường đó chúng ta cần dùng những phương tiện gì, chúng ta sẽ đi xe đạp hay đi ô tô hay đi máy bay, đi phương tiện gì, thì đó chính là các cái công cụ mà chúng ta sẽ trang bị cho những người đi trên cái hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đấy. Vậy hãy mở con đường ra trước, rồi hãy trang bị cái công cụ, cái phương tiện cho những người đi, sau thì chúng ta mới đạt được cái hiệu quả. Quay lại với cái câu chuyện là từ đổi mới sáng tạo để khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. À, cái từ mà khởi nghiệp chúng ta đang nói trong hệ sinh thái hiện nay các anh chị là muốn nói đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Quán triệt và triển khai thực hiện một cách toàn diện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp và kết luận và quy. Cảm ơn ban tổ chức. Cái từ khởi nghiệp chúng ta đang nói đến hiện nay là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các anh chị nghe ở đâu mà nói đến khởi nghiệp thì các anh chị phải hình dung nó là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoặc là viết tắt hơn là khởi nghiệp sáng tạo. Có thể là trong 5-7 năm nữa cái từ khởi nghiệp nó sẽ được mở rộng sang một cái khái niệm khác, nhưng đó là cái thời điểm đó. Còn bây giờ cứ các anh chị thấy trên báo chí truyền thông mà nhắc đến khởi nghiệp có nghĩa là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Và đối với các cái chương trình dành cho giảng viên thì tôi sẽ phân biệt cái khởi nghiệp với lập nghiệp nó khác nhau như thế nào, nhưng đó không phải là nội dung ngày hôm nay. Nếu cái nội dung nào mà chỉ trong một buổi mà tôi cũng muốn để làm rõ cho các anh chị thì không bao giờ đủ thời gian cả. Nhưng các anh chị chỉ tạm thời biết cho tôi là khởi nghiệp mà chúng ta đang nói đến có nghĩa là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, và nó hoàn toàn khác với lập nghiệp. Hành trình đó từ đổi mới sáng tạo khởi nghiệp nó đi qua đến 4 giai đoạn. Đầu tiên là tưởng tượng, các anh chị ạ. Chúng ta không thể nào có được một tư duy đổi mới sáng tạo nếu chúng ta không bay bổng. Cho nên các anh chị bây giờ nhìn quân thể trong đội nhóm của mình, hoặc là đồng nghiệp bạn bè mình, mà anh chị nào mà suốt ngày cứ nằm ngồi mơ mơ màng màng đấy là biết có tiềm năng để khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bay bổng, mơ mộng. Chúng ta nói đến đổi mới sáng tạo, chúng ta hay nghe nói đến là out of the box, thinking out of the box ấy. Hãy suy nghĩ ra khỏi cái vùng an toàn của mình, cái vùng mặc định ở trong não của mình. Vậy thì để mà ra khỏi cái vùng đó là chúng ta phải bay bổng. Nhưng mà bay bổng một cách có cơ sở, và cơ sở đó như thế nào thì chúng ta sẽ xem. Đầu tiên là chúng ta đến từ cái sự tưởng tượng nhé. Thì tôi kể một cái câu chuyện để các anh chị, tôi lấy câu chuyện nào tôi dẫn 4 cái bước này các anh chị dễ hình dung hơn. Có anh chị nào biết cái câu chuyện ra đời của cái chiếc máy bay mà chúng ta đang dùng ngày nay không? Máy bay thương mại đó. Máy bay là do ai sáng chế các anh chị? Có anh chị nào nhắc cho tôi cái câu chuyện của sự ra đời của máy bay không? Chứ máy bay là do ai sáng chế ạ? Ai là người ra ý tưởng mà sẽ tạo ra một cái mà nó có thể bay trên trời được ạ? Có anh chị nào biết câu chuyện đó không? Nhưng mà cái chiếc máy bay đó thì là do một anh em nhà Wright, tức là hai anh em nhà Wright. Hai ông này đó, ông thấy này, chim nó bay trên trời được. Ông họ nói là vì sao chim bay trên trời? Vì sao nó bay được mà con người chúng ta không bay được? Thấy nó bay nó thoải mái quá, nó muốn đi đâu thì đâu. Đi nó chỉ cần cất cánh lên nó bay, vèo cái nó đến. Mà tại sao con người chúng ta không làm được? Đấy, ông đặt câu hỏi như vậy. Và ông nói là nó có gì khác chúng ta? Đó. Nếu con người chúng ta bay lên thì cần có phải cái gì mới bay được? Nó tưởng tượng nó bay được mà tại sao chúng ta không bay được? Đấy, và hai ông quan sát ra thì thấy rằng là có con chim nó bay được là nhờ có cái gì các anh chị? Nhờ có đôi cánh. Nó có đôi cánh. Vậy thì con người chúng ta có đôi cánh thì có bay được không? Vậy thì muốn biết
nó có bay được hay không, thì hai ông này tạo ra đôi cánh bỏ vào hai tay đấy, lắp vào xong vậy 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 như thế này, vậy vậy như con như cánh chim vậy. Thì đúng là nó có nhấc, nó có nhấc cái trọng lượng của cơ thể lên một chút, có nhấc chưa nhấc lên hẳn đâu, nó có gọi là nó có đẩy lên một xíu đấy. Thì anh em nhà này mới đầu nghĩ rằng là ồ như vậy là khả năng chúng ta tư duy đúng, bắt tắt mic từ phía các chị nào đang à, này đấy. Nhưng mà tại sao không bay được? À thì hai anh em mới đầu quan sát thêm là thấy rằng con chim nó bay được là cho cái cánh của nó đó và cái thể so với cái cơ thể của nó có một cái tỷ lệ nhất định, và cái cánh mà hai ông nó tạo ra nó đang rất là nhỏ, nó đang rất là nhỏ cho nên là không thể nâng được con người chúng ta lên. Xin lỗi cả các chị một lát nhé, điều chỉnh cái đấy. Thì là do cái đôi cánh so với cái cơ thể nó nhỏ quá, hai ông làm ra hai cái đôi cánh to hơn lắp vào, nhưng mà tờ cánh to quá đó thì không thể nào mà cái tay cánh tay có thể vẫy được nổi, cho nên hai ông mới nghĩ rằng là bây giờ không có dùng sức người để vẫy nữa, mà chúng ta phải dùng một cái hệ thống gì đó nó kéo nó cái cặp cánh đó nó vẫy giúp chúng ta, và dùng cái hệ thống là rồng rọc bằng bằng cái sức đạp của đôi chân để làm ra một cái cổ cổ máy đơn sơ và nó sẽ dùng chân để đạp và kéo hai đôi cánh đó vậy. À thì nó lên được thực sự. Đây, từ khi hai ông này lắp đôi cánh chạy nhông nhông ngoài đường rồi cho đến tạo ra những cái cổ máy mà có cái cánh bên nó vẩy vẩy như vậy, thì hàng xóm nhìn chỉ có cười thôi, bảo rằng xóm mình xuất hiện hai thằng tâm thần. Suốt ngày nó cứ chạy lắp đôi cánh vào chạy nhông nhông ngong ngong ngoài đường vậy 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 vậy, đến khi cái máy bay đó cái đôi cánh đó nó có thể nâng lên nhưng mà nó lại rơi xuống, nó vỡ hết tan tành, hai ông mình không dừng lại, nhìn rằng là nó đã nâng lên được rồi nhưng mà do cái tốc độ đập cánh nó không đều, nó không liên tục cho nên là không giữ được, chúng ta lơ lửng trên không trung. Thì hai anh này tiếp tục nghĩ ra một cách khác là bây giờ đôi cánh là phải giữ, nhưng mà không dùng cái lực để vậy vậy đôi cánh nữa mà dùng cái lực quạt để đẩy nó đi. Đó. Bây giờ là đẩy lui chứ không phải là nâng nâng lên nữa. Và khi cánh cánh quạt vào và giữ nguyên đôi cánh ở một cái vị trí nhất định thì nó đẩy và bay được một đoạn, và hai ông cảm thấy rằng con đường để có thể tạo ra một thứ nó bay được như cánh chim đã bắt đầu hình thành. Và từ những cái sự thất bại liên tục rơi nâng lên rơi xuống bờ tan tần làm đi làm lại bao nhiêu lần, thì cuối cùng hai anh em nhà Roy cũng đã tạo ra được một cái thứ nó có thể bay ở trên không trung và nó chở được những con người và nó phát triển thành chiếc máy bay như chúng ta đang sử dụng hiện nay. Đó. Vậy thì cái hành trình từ khi tưởng tượng cho đến khi tạo ra một cái thứ gì đó có thể giúp cho con người chúng ta bay lên, và khi chúng cái thứ đó giúp cho chính anh em nhà Roy bay lên và có nhiều người khác cũng mong muốn được bay như anh em nhà Roy, tức là những người khác sẵn sàng bỏ tiền ra để được bay như anh em nhà Roy, thì sản phẩm đó nó được gọi là được thương mại hóa, được áp dụng vào đời sống xã hội, phục vụ một cái nhu cầu của con người, thì hành trình đó nó được gọi là hành trình entrepreneurship, hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Từ khi tưởng tượng để tạo ra một thứ gì đó đấy, và từ cái thứ đó nó có thể áp dụng được cho những người ở ngoài kia, họ sẵn sàng bỏ tiền ra để mua cái giải pháp đó để sử dụng, thì hành trình đó nó được gọi là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nó đến từ cái gốc là đổi mới sáng tạo.
Thì cái hành trình này thì được để trường đại học Stanford của Mỹ họ đưa vào một cái vòng tròn gọi là Inventure Cycle, từ tưởng tượng để tạo ra một thứ gì đó và áp dụng cái đó vào đời sống và thương mại hóa nó, hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Rồi bây giờ chúng ta chỉ tôi chỉ có thể là nói với các anh chị là cái hành trình đó nó diễn ra như thế nào như vậy thôi, và không đi thêm các cái nội dung khác là ví dụ như các cái loại hình của đổi mới sáng tạo, các cấp độ của đổi mới sáng tạo. Và tôi sẽ đi vào cái nội dung thứ hai để các anh chị phân biệt được thế nào là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nó khác với cái khởi sự kinh doanh truyền thống như thế nào. Đây là khái niệm thứ hai mà chúng ta cần phải hiểu rất là rõ. Tôi đã gặp rất là nhiều các cái giảng viên họ cũng đang giảng dạy cái môn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở các trường đại học, và khi họ tham gia chương trình này thì họ cũng thú thực rằng là cái cách để mà họ phân biệt được thế nào là cái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với khởi sự kinh doanh truyền thống là vô cùng thách thức, rất là khó khăn luôn. Thì trong cả cái chương trình của tôi luôn một cố gắng làm sao mà mọi thứ nó đơn giản nhất mà ai cũng có thể hiểu. Hy vọng trong sáng nay các anh chị cũng sẽ hiểu rõ được hai cái khái niệm này. Khi chúng ta phân biệt cái gì đó trong cuộc sống thì các anh chị nhớ cho tôi một nguyên tắc đơn giản thôi, là hãy bám vào một cái cột mốc. Nếu có hai thứ để chúng ta phải phân biệt nó thì hãy lấy một thứ làm mốc. Rồi chúng ta so sánh cái thứ khác với cái cột mốc đó thì chúng ta sẽ phân định rất rõ ràng ở trong đầu của chúng ta cái gì với cái gì. Vậy có hai cái khái niệm nó xuất hiện ở đây, là một là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một thứ chúng ta nghe hàng ngày hàng giờ hiện nay, và thứ hai là khởi sự kinh doanh mà tôi hay thêm cái từ truyền thống để các anh chị dễ hình dung. Vậy theo các anh chị hai khái niệm này cái nào là cái anh chị dễ nhận biết nhất để chúng ta lấy nó làm cột mốc, cái nào là cái thân quen với mình nhiều hơn, cái nào mình dễ hiểu nó hơn theo các anh chị? À, vâng, trong hai cái khái niệm này em xin phép được thấy là cái khái niệm niệm khởi sự kinh doanh nó gần gũi nhất và nó dễ dễ nhất ạ. Rồi. Rồi, cảm ơn anh Hưng. Đúng rồi, vì cái khái niệm này nó xuất hiện và nó gắn kết với đời sống chúng ta rất là lâu năm rồi. Đấy, ví dụ như chương trình khởi nghiệp quốc gia đó của VCCI triển khai là đến thời điểm này là cũng gần 20 năm. Đó, và bên đó thì triển khai liên tục các cái chương trình trong vòng 20 năm qua là mang tên là khởi sự kinh doanh. Khởi sự kinh doanh nó đến từ bắt nguồn từ cái chương trình của ILO, đúng không ạ? Start a business. Vậy thì chúng ta bám vào cái mốc đó. Khởi sự kinh doanh là gì? Theo anh Hưng khởi sự kinh doanh là gì? Cái thứ mà nó thân quen với chúng ta đó. Thì chúng ta hiểu nó như thế nào chúng ta cứ nói thôi, không không sợ đúng sai gì hết. Alo Rồi vậy anh Hưng. ạ. Theo em hiểu cái khởi sự kinh doanh ấy thì là mới là người bắt đầu tạo dựng một doanh nghiệp mới và phát triển kinh doanh. Thì theo em hiểu là như vậy ạ. Nó Rồi, là là một sự lựa chọn của một tổ chức hay của một con người để khởi sự một công việc kinh doanh gì đó. và khởi sự hoặc lựa chọn một cái công việc nghề nghiệp nào đó để kinh doanh Rồi. thì đó, và Rồi, cảm ơn anh Hưng. Thực ra khởi sự kinh doanh nó đơn giản lắm. Chúng ta bắt đầu kinh doanh, buôn bán một thứ gì đó, gọi là khởi sự kinh doanh. Mở một quán cà phê, mở một cái shop bán hàng áo quần, kinh doanh online. Tất cả những thứ đó đều là khởi sự kinh doanh cả. Chưa nhất thiết nó phải trở thành một doanh nghiệp. Các anh chị có thể bắt đầu cái hoạt động kinh doanh buôn bán được gọi là khởi sự kinh doanh. Nó đơn giản vậy thôi. Đừng có cầu kỳ gì hết, suy nghĩ gì nhiều cho nó mệt. Nhớ đây cái từ cho tôi. Khởi sự kinh doanh là cứ bắt đầu làm một cái việc gì kinh doanh buôn bán thì gọi là khởi sự kinh doanh. Đúng như bản chất của từ đó. Và khi chúng ta làm cái việc đó thì nó ra một cái thứ ở trong cái xã hội chúng ta gọi là doanh nghiệp nhỏ và vừa.
tạm thời tôi đưa vào trong một cái cụm từ như vậy hết là SME đấy, doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì nó gồm cả những cái doanh nghiệp siêu nhỏ, những cái mô hình kinh tế gia đình, rồi là hợp tác xã, rồi doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, đó, tất tần tật những cái thứ đó. Nhưng mà nó luôn bắt đầu với cái việc chúng ta khởi sự kinh doanh buôn bán một cái gì đấy, đơn giản vậy thôi. Lấy cái đó làm mốc. Rồi còn cái thứ hai mà chúng ta cần phải rất là đau não để mà chúng ta hiểu nó, đó là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hay viết tắt là khởi nghiệp sáng tạo, hoặc ngắn hơn là khởi nghiệp, là từ mà chúng ta đang nói hiện nay. Thì khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đó, nó sẽ ra một cái thứ mà trong xã hội chúng ta gọi là startup. Startup mà từ này nó được xem là vừa Việt hóa luôn rồi. Đấy, bây giờ chúng ta không cần phải nói là cái từ bằng tiếng Việt là gì, chúng ta cứ gọi là startup startup. Đây. Vậy thì khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nó có cái mốc như thế này để chúng ta so này. Cái gì nói thì phải có sách, mà mất thì phải có chứng. Đấy. Có hai cái cột mốc, có hai cái mà chúng ta dựa vào đó để chúng ta phân biệt đâu là một cái doanh nghiệp truyền thống và đâu là một cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Thì cái đầu tiên là tôi đi từ cái góc độ là từ quốc tế trước, rồi sau đó mới đến Việt Nam. Khái niệm startup mà được nhiều chuyên gia, nhiều tổ chức ở trên thế giới sử dụng là do ông Steve Blank, một giáo sư của Đại học Stanford Mỹ, ông đưa ra và được dùng phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Thì ông nói rằng startup là một tổ chức tạm thời, nó là một tổ chức tạm thời thôi, nó chứ phải là doanh nghiệp hay gì hết á, một nhóm người cũng được nữa. Ví dụ bây giờ tôi với chị Hương hôm nay gặp nhau nói về câu chuyện khởi nghiệp, nghe người ta nói khởi nghiệp, tôi và chị Hương nói là bây giờ cái lĩnh vực khởi nghiệp trong trong cái việc cung cấp các cái dịch vụ cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đấy, ở khu vực là Hải Dương và Hải Phòng là có tiềm năng lắm nhé, thì chưa có cái tổ chức nào họ làm một cách bài bản và chuyên nghiệp cả. Đã, chị Hương hôm nay gặp nhau và nghĩ rằng là chúng ta phải start up trong lĩnh vực này. Vậy thì tôi và chị Hương để với nhau là khi đó là chưa có pháp nhân, chưa có cái gì hết, chỉ là một tổ chức tạm thôi, hai người trở lên thì được gọi là một tổ chức, một nhóm người chỉ cần hai người trở lên đó, thì nó được gọi là một tổ chức tạm thời. Và tôi và chị Hương đến với nhau để làm gì? Để tìm kiếm một cái mô hình kinh doanh để mà triển khai cái ý tưởng mà tôi và chị Hương đang trao đổi với nhau đó. Tôi và đến, tôi và chị đến không phải để tìm khách hàng để làm cái gì hết á. Tôi với chị ngồi với nhau cùng làm việc có thể nó mất 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, nhưng mà để tìm một thứ thôi, tìm mô hình kinh doanh, và đó là chính là chủ đề chính của ngày hôm nay của chúng ta nha. Bây giờ tất cả là chỉ là dần vào cái đó thôi, phải tìm cho ra một cái mô hình kinh doanh cho cái ý tưởng mà tôi và chị Hương trao đổi với nhau. Mà cái mô hình kinh doanh này nó có một cái đặc điểm là nó phải lặp đi lặp lại và mở rộng ra được, tức là nó tăng trưởng được, áp dụng cho Hải Dương được, cho Hải Phòng được, cho Quảng Ninh được, cho Hà Nội được, và thậm chí sau này qua Singapore nó vẫn hoạt động được. Đó. Vậy khi mà tôi và chị Hương ra được cái mô hình kinh doanh cho cái ý tưởng đó và vận hành nó, thì cái và tôi và chị Hương đang làm nó được gọi là một startup, một startup đấy. Chưa cần phải đăng ký doanh nghiệp hay cái gì gì hết đấy. Và trong cái quy trình khởi nghiệp tinh gọn mà anh chị nào đã từng tham gia các cái chương trình của các cái diễn giả trước đây đó, thì các anh chị đã nghe chương trình này thì biết rằng là cái hành trình mà chúng ta thành lập một cái doanh nghiệp nó nằm đâu đó gần cuối của cái hành trình khởi nghiệp tinh gọn, chứ không phải là hôm nay tôi với chị Hương có ý tưởng một cái là ngày mai ra sở kế hoạch đầu tư đăng ký luôn cái doanh nghiệp, trong khi mô hình kinh doanh chưa có, cách thức vận hành chưa có cái gì hết. Đó là cách khởi sự kinh doanh trước đây. Còn bây giờ là chúng tôi sẽ vận hành trong đó, thử nghiệm ra mô hình mô kinh doanh rồi thử nghiệm nó trong vòng 1, 2, 3 tháng trời. Khi mọi thứ đã được thị trường chấp nhận và chúng tôi biết cái cách để vận hành một cách bài bản, chúng tôi mới chính thức thành lập doanh nghiệp. Đó. Thậm chí khi đó chúng tôi đã có khách hàng sẵn rồi. Cái hành trình khởi nghiệp chúng ta nó lại đi như vậy. Thì đây là khái niệm về mặt quốc tế được nhiều người chấp nhận, do giáo sư Steve Blank ông đưa ra. Và Việt Nam chúng ta
Thấy thì cái định nghĩa duy nhất nó liên quan đến doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đó nó nằm trong đề án 814. Thì tại vì khi đưa vào trong cái đề án 814 ấy, là nó được mang tính là chính thức hóa rồi, nó được luật hóa để sau này còn dồn tiền đề cho các cái luật về liên quan đến các cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Và bây giờ trong cái luật doanh nghiệp vừa và nhỏ chúng ta bắt đầu tích hợp các cái điều khoản nhân dân riêng cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đấy, thì chúng ta phải gọi nó luôn là doanh nghiệp, là một cái loại hình pháp nhất để có luật điều chỉnh được. Đấy, thì trong đề án 844 lúc đó cũng phải sau nhiều cái tranh luận, nhiều thảo luận thì phải dùng luôn cái từ là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chứ không phải gọi là một cái startup, bởi vì startup thì là từ tiếng Anh mà không thể trong luật chúng ta mà lại dùng một cái từ tiếng Anh được. Đấy, mà khi dịch sang tiếng Việt thì cũng là đưa nó là thành một doanh nghiệp luôn để còn các cái luật khác nó điều chỉnh. Thì doanh nghiệp đổi mới sáng tạo là loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh. Các anh chị thấy cái đặc tính của nó cũng tương đồng như cái định nghĩa của giáo sư Stipland, vì bản chất cái định nghĩa của ông Stipland là cái gốc để chúng ta lấy nó ra và chuyển hóa cho nó phù hợp với cái điều kiện của Việt Nam. Ở trên kia là khả năng lặp đi lặp lại, tức là khả năng tăng trưởng nhanh đấy các anh chị ạ, chỉ cả ngôn từ nó khác nhau thôi. Nó là loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh, và tăng trưởng nhanh thì dựa vào cái gì? Nó dựa vào hai thứ. Các anh chị lưu ý cái này cho tôi. Cái mô hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh mà nó dựa vào hai thứ. Một là dựa vào cái việc khai thác tài sản trí tuệ hoặc công nghệ. Ví dụ các anh chị là các nhà khoa học, các anh chị tạo ra được một cái công nghệ gì đó, công nghệ vi sinh tạo ra một cái loại loại enzyme hay là một cái sản phẩm sinh học nào đó, các anh chị thương mại hóa nó đi, hoặc các anh chị tạo ra được một thiết bị máy móc nào đó à, và các anh chị thương mại hóa nó đi, thì cái doanh nghiệp đó của các anh chị được gọi là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đó. Tất nhiên là phải tạo ra cái thứ đó mà rất là nhiều người cần á, nó tăng trưởng nhanh được đúng không, nhưng mà dựa vào cái các cái sản phẩm về công nghệ hoặc là sản phẩm nghiên cứu khoa học đấy. Nhưng mà cái này là khó đúng không ạ, cái này là chỉ dành cho những cái nhà nghiên cứu có cái hàm lượng khoa học kỹ thuật rất là cao, nó khó. Trong khi khởi nghiệp trên thế giới thì nó là dành cho phần lớn những người ngoài kia. Trong cái giới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các anh chị thấy đó, những cái bạn trẻ mà không phải là các cái nhà khoa học á, là chiếm rất là nhiều. Vậy thì các bạn đó làm thế nào để trở thành một cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hay là một cái startup, thì nó dựa vào cái thứ hai là cái phổ biến trên toàn thế giới được gọi là mô hình kinh doanh mới. Đây, mô hình kinh doanh mới, và chủ đề ngày hôm nay là tôi cũng muốn để các anh chị nào, đặc biệt là các cái mô hình ở các hội phụ nữ, vì tôi làm việc cho với trung ương hội và các cái hội của các tỉnh thành đó rất là nhiều, thì phần lớn các cái mô hình của bên hội phụ nữ là đều là mô hình kinh doanh truyền thống cả. Vậy thì cách thức thế nào để chúng ta chuyển đổi từ một mô hình kinh doanh truyền thống sang một cái mô hình kinh doanh mới, đó là vấn đề mà chúng ta đang cần phải giải quyết ở tại cái môi trường kinh tế ở tại Việt Nam hiện nay. Phần lớn các cái mô hình vẫn là mô hình kinh doanh truyền thống. Thì bao nhiêu năm và làm về cái công tác là hỗ trợ cố vấn và huấn luyện cho các cái doanh nghiệp theo phương pháp đổi mới sáng tạo, thì trước đây tôi cũng lúng túng, thực sự là thực tâm là trước đây tôi lúng túng không biết thế nào tôi giải thích cho mọi người một cách dễ hiểu nhất thế nào là mô hình kinh doanh mới. Riêng cái từ mô hình kinh doanh đó là nó đã khó với các anh chị rồi, còn thêm cái từ mới nữa thì làm sao. Cả cái chương trình mà bạn huấn luyện bài bản thì nó sẽ có thời gian để chúng ta giải thích cái mô hình kinh doanh, là gồm có cái khung chỉnh cấu phần, và để muốn nó là một mô hình kinh doanh mới đó thì phải đổi mới cái này cái kia trong đó. Rất là phức tạp. Còn trong đời sống hàng ngày thì thế nào? Ví dụ tôi gặp một ai đó và tôi muốn nói cho người khác biết là cái mô hình kinh doanh mới là cái gì trong vòng 1 phút thôi, ví dụ như vậy, mà người ta vẫn hiểu để mà vận dụng thì rất là thách thức à. Và rất may mắn thì một ngày nọ thì tôi cũng phát hiện ra một cách thức, tức là sau khi nghiên cứu tìm hiểu rồi vận dụng rồi, nói chung là tôi bị ám ảnh bởi cái câu hỏi đó.
Làm sao để cho tôi nói mà mọi người dễ hình dung nhất là cái mô hình kinh doanh mới là cái gì? Thì nó ra được một cách thức. Mà khi ra được cái này thì các anh chị hình dung đó là tôi vui mừng, mà như kiểu mà hồi xưa ông Archimedes ông phát hiện ra cái định luật Archimedes đó, nổi đó trên mặt nước mà ông đang tắm ở trong cái bồn mà ông chạy nhông nhông ra ngoài đường luôn. Thì tôi cũng vui kiểu như vậy đó. Lúc đó mà tôi đang tắm chắc tôi cũng chạy như vậy. Thì các anh chị sẽ thấy này, đơn giản lắm. Để phân biệt một cái mô hình kinh doanh cũ và một cái mô hình kinh doanh mới, các anh chị nhớ cho tôi cái câu này thôi. Đây. Các anh chị thấy cái gì ở trên màn hình ạ? Tôi muốn biết là phía phà chị Phạm thì tôi cái màn hình nó rất là nhỏ không thấy được. Thôi chị Hà thì Thu Hoài đấy. Chị Hà thì Thu Hoài có đang nghe tôi nói không? Tôi muốn nghe từ phía các chị một chút. Em có. Rồi. Rồi nhờ chị Hoài đọc giúp cho tôi, chị thấy cái câu gì ở trên màn hình, chị đọc giúp cho tôi cái câu đó thôi. Kinh doanh cái đó nhưng không phải để bán cái đó. Rồi, cảm ơn chị Hoài. Xin lỗi chị Hoài là đã cùng đang đến ở từ Sở Khoa Công nghệ luôn ạ. Dạ vâng ạ. Vâng. Cảm ơn chị Hoài. Cái câu này các anh chị ạ, cái câu đơn giản như thế này mà nó giải quyết được cái một cái khái niệm vô cùng phức tạp. Kinh doanh cái đó nhưng không phải để bán cái đó. Bất kỳ một mô hình kinh doanh nào mà nó kinh doanh cái đó nhưng không phải để bán cái đó thì nó được gọi là một mô hình kinh doanh mới. Và trên hình ảnh thì các anh chị nhìn thấy đây là hình ảnh được chụp thực tế từ một quán cà phê ở tại Lâm Đồng, ở Đà Lạt đấy ạ. Vợ đây người ta nói này, ở đây không bán cà phê, ở đây chỉ bán lối về bình yên. Tôi tin chắc rằng là bạn founder của hệ thống cà phê này đó là bạn cũng đã được huấn luyện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo rất là kỹ, và bạn đã ngồi ra được cái vấn đề này, bạn đã ứng dụng ngay ở quán. Chúng ta sẽ phân tích từ xem. Cái câu mà tôi đưa ra đó là kinh doanh cái đó mà không phải để bán cái đó. Vậy thì kinh doanh cà phê nhưng không phải để bán cà phê, kinh doanh mỹ phẩm nhưng không phải để bán mỹ phẩm, kinh doanh áo quần nhưng không phải để bán áo quần. Mà tôi hay nói đùa với các chị bên hội phụ nữ đó, ví dụ nuôi heo nhưng không phải để bán heo. Nếu chúng ta chuyển đổi được như vậy thì chúng ta sẽ trở thành một mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, và nó được gọi là một startup, chứ nó không còn là một cái mô hình kinh doanh truyền thống nữa. Vậy thì con người đặt ra hỏi là ủa sao kinh doanh cà phê mà không phải bán cà phê thì phải bán cái gì? Kinh doanh trà sữa mà không phải bán trà sữa thì phải bán cái gì? Trong cả cái lớp học trực tiếp với nhau thì các học viên cũng hay đùa là bán cô chủ quán. Tôi bảo không phải. Như vậy thì nó biến tướng, nó trở thành mô hình khác hết rồi. Vậy kinh doanh cà phê, bây giờ chúng ta nói câu chuyện này đây. Các anh chị nhìn vào cái ví dụ thực tế ở đây, người ta tuyên bố rõ ràng luôn, ở đây không bán cà phê, ở đây chỉ bán lối về bình yên. Vậy thì các anh chị ạ, chúng ta vào cái quán cà phê này, chúng ta trả tiền, có phải là trả cho ly cà phê không? Các anh chị vào ở đây nó có bán cà phê không ạ? Đầu tiên tôi hỏi cái dễ hơn, vào cái quán này, đây là quán cà phê nhá, ở đây nó có cà phê không ạ? Có, đúng rồi, nó là có bán cà phê này, và cà phê phải là sản phẩm chủ đạo ở trong quán này, đúng rồi ạ. Đúng rồi đấy. Nhưng lý do để khách hàng đến đó không phải là để không muốn cà phê. Em nghĩ là không gian của quán ạ. Đúng rồi ạ. Cảm ơn chị. Chúng ta đến đó, chúng ta không phải mua ly cà phê, chúng ta mua một thứ khác. Và cụ thể ở đây là gì ạ?
không gian, nhưng mà chúng ta muốn lấy cái không gian này để làm gì ạ? Để làm gì cho mình ạ? Để thư giãn. Để thư giãn, hay nói cách khác là chúng ta muốn lấy, mua lấy cái sự bình yên cho chính tâm hồn mình. Chúng ta trả giá cho cái đó. Chúng ta muốn thoát khỏi cái sự xô bồ của thế giới ngoài kia. Chúng ta muốn có một cái gốc riêng thật là thân mình cho mình. Đấy. Chúng ta trả tiền cho cái đó. Mặc dù ở đó nó có cà phê, nó có nước ngọt, nó có bánh trái, nó có đủ như những quán cà phê khác. Đấy. Nhưng chủ quán không phải bán cái đó. Nhưng mà không bán cái đó thì làm sao mà lấy cái gì ra mà định lượng cho khách hàng? Chẳng lẽ là khách hàng vào bảo rằng là thôi bán cho hôm sáng nay bán cho tôi 1 kg sữa bình yên à? Hay là bán cho tôi 1 giờ sữa bình yên à? Nó phải có một cái thứ gì đó làm phương tiện giao dịch. Và bây giờ ly cà phê, cái bánh, ít hoa quả nó trở thành cái phương tiện để giao dịch, chứ nó không phải là sản phẩm để bán cho khách hàng nữa. Nó chỉ là sản phẩm, cái thứ để mà đem ra giao dịch mà thôi. Và khi chúng ta đã xác định ra cái quán chúng ta nó như thế thì mô hình kinh doanh chúng ta nó hoàn toàn thay đổi, đúng không ạ? Đầu tiên là vị trí cái quán này nó phải như thế nào các anh chị? Nó có thể đặt ở ngay thành phố, được ngoài xe nó chạy ầm 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 được không? Nó có đặt ở trong cái nhà phố, đi vào trong một cái hộp như như tù ngục vậy được không? Không, đúng không ạ? Đấy, vị trí nó cũng phải là tìm một cái nơi, và đặc biệt cái quán này trong cái đóng gói để mà nó nhân chuỗi đó, là nó đóng gói luôn, là nó luôn luôn phải là có view một cái dòng sông, và bên kia phải là núi, một nơi tách biệt hoàn toàn với cái sự xô bồ của thành phố. Nhưng mà nó không nằm quá xa thành phố, nó nằm ở đâu, khi đóng gói thì nó sẽ phải nằm trong cái phạm vi là 2 km từ trung tâm thành phố. Đó. Rồi nó phải có những cái hàng cây. Đó. Nó phải có những cái thiết kế về bàn ghế, nó phải mang tính rất là mộc, và ở đâu nó cũng phải có cái chữ là ở đây không có bán cà phê, ở đây chỉ bán lối về bình yên. Rồi đấy là về cái mặt thiết kế. Còn về âm nhạc thế nào? Âm nhạc nó cũng phải sử dụng những cái loại âm nhạc nó mang tính thư giãn, âm nhạc mang tính là như là các anh chị mà tập yoga hay là tập thiền nó đó. À, chứ ở đây tuyệt đối không có nhạc trẻ, ở đây cũng không có nhạc của nước ngoài. À, không có nhạc thời thượng, nếu mà nhạc có lời thì cùng lắm chỉ là nhạc của Trịnh Công Sơn. Cái mô hình nó sẽ hoàn toàn khác khi mà chúng ta xác định nó là một cái bán cà phê, nhưng mà không phải là để bán cà phê. À. Rồi còn có một thứ nữa là các anh chị cũng lưu ý trong cái mô hình kinh doanh, đó là mùi hương. Mùi hương để tạo ra một cái điểm nhấn cho cái không gian của chúng ta thì mùi hương cũng rất quan trọng. Ở đây nó có thể nó sẽ dùng những cái mùi hương để làm cho mọi người bước chân vào quán thì cảm thấy là thoải mái ngay tức thì, ví dụ như là mùi tinh dầu xả, như chúng ta bước vào spa vậy đó. Mặc dù nó là một cái không gian mở nhưng mà nó có thoang thoảng cái hương rất là thoải mái, tinh dầu xả hoặc là tinh dầu quế hay là cái gì đó, nó tùy vào cái nhận diện của chúng ta. Cái mùi hương là thứ để giúp cho khách hàng nhớ đến chúng ta rất là dễ. Âm nhạc và hương vị, có 3 thứ này. Nếu các anh chị nào đang vận hành cái công tác kinh doanh ấy, công việc kinh doanh thực sự, thì để ý cho tôi 3 thứ nó đập vào, nó tạo được cái cảm xúc cho khách hàng lớn nhất. Đầu tiên là hình ảnh, thứ hai là âm nhạc, thứ ba là mùi hương anh chị nhé. Cho nên anh chị nào đang vận hành dù là một cái shop thời trang hay là một cái cửa hàng mỹ phẩm, những cái thứ nó rất là truyền thống như thế thôi, các anh chị hãy lưu ý những cái đó cho tôi, đừng bỏ quên, thì các anh sẽ có tạo ra được một cái điểm nhấn rất là đặc biệt cho cái mô hình của mình. Hình ảnh thì ai cũng làm rồi đúng không ạ, nhưng mà hay bỏ quên 2 thứ đó là âm nhạc và mùi hương. Các anh chị làm sao mà để sau này khách hàng đến đó đó không phải để là mua thời trang hay mua mỹ phẩm nữa, mà chỉ để đến để tìm cái cảm giác thân quen
của cái mùi hương và cái âm nhạc đó mà thôi. Ví dụ các cái chương trình mà huấn luyện dài ngày của tôi đó, đối với các cái lớp trực tuyến, các anh chị thế này, thì trong lớp học thì tất nhiên tôi không thể làm ra cái mùi hương được, đúng không ạ? Thì cái mùi hương thì cùng lắm thì là cái mùi nước hoa hay cái gì đó, nhưng mà cái đó nó không phải là nó bao bao trùm cái lớp học được đấy. Nhưng mà cái âm nhạc là tôi rất chú trọng, để sau này mọi người nhớ đến lớp của thầy Hùng là nhớ đến nghe cái nhạc đó, là nhớ đến cái lớp học của tôi. Nó tạo ra một cái cảm xúc đặc biệt. Và các anh chị biết là từ một cái lớp mà chương trình dành cho đặc biệt cho các cái giảng viên là thường chúng tôi làm dài ngày liên tục 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, thì nó những cái cảm xúc mà quý thầy cô viết lại đó là nó được đến từ tận cái đáy lòng của họ. Thì một thứ một ít nó sẽ tạo giúp chúng ta đạt được cái hiệu quả. Tôi chỉ dùng một cái loại nhạc duy nhất trong suốt cái chương trình học thôi, cứ bất kỳ có cái giờ giải lao nào hoặc là bất kỳ cái chương, lúc nào mà các nhóm làm việc nhóm với nhau đó thì tôi sẽ dùng một cái loại âm nhạc. Nó ám ảnh vào các con người, những cái người tham gia đó ngày này qua ngày khác, đến khi họ rời lớp học ngày sau họ không được nghe cái âm nhạc đó nữa, họ cảm thấy bồi hồi, họ cảm thấy nhớ nhung mọi người, họ cảm thấy rằng là một cái gì đó mà chúng ta bị hụt hẫng trong cuộc sống này, và họ mong chờ được tham gia cái lớp tiếp theo, không phải là họ mong chờ gặp tôi. Các anh chị ạ, hãy hình dung như vậy. Nhưng mà biết đâu là họ cũng có, nhưng mà cái phần những cái cảm xúc khác thì nó là mang đến cái cảm xúc cho người ta nhiều hơn. Đấy. Đôi lúc người ta không định vị được đâu. Khách hàng cũng vậy. Khách hàng họ không định vị được, họ đến đó vì cái gì? Tại sao họ sử dụng sản phẩm của chúng ta? Họ không định vị được, họ chỉ cảm thấy rằng khi dùng sản phẩm chúng ta là họ thích. Đấy. Nhưng không ai đủ tỉnh táo để họ cắt nghĩa được cái gì, bởi vì nó cần cái chuyên môn sâu. Những cái này thì tôi cam đoan được anh chị rất ít các cái diễn giả ở tại Việt Nam hiện nay nói đến. Có những việc rất đơn giản để chúng ta có thể, với tôi gọi là hoàn thiện cái mô hình kinh doanh, nhưng mà nói đơn giản hơn, các anh chị như các anh chị kinh doanh đó, hay mong muốn đó là làm sao để có nhiều khách hàng hơn và lưu giữ được cái khách hàng cũ với mình, thì đó là những cách thực hiện rất đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Lát nữa trong cái phần mô hình kinh doanh tôi sẽ chia sẻ hơn với các anh chị về cách, nó có một cái cấu phần là quan hệ với khách hàng đấy. Thì làm sao để chúng ta tăng cường cái hiệu quả hơn đấy. Hoặc các anh chị sau này có thể dùng những cái này để mà chia sẻ lại với các cái doanh nghiệp các anh chị đang hỗ trợ hoặc tư vấn. Bất kỳ chương trình nào tôi chia sẻ thì tôi đều móc gan móc ruột của mình, những cái gì mà tôi thực chiến để mà chia, tôi đang là người huấn luyện cho các cái doanh nghiệp các anh chị nhé, cố vấn cho các doanh nghiệp, chứ không phải là người làm thầy giáo hay là người người đi đi giảng dạy gì đâu. Thì bao nhiêu cái mà tôi đã dùng và các doanh nghiệp họ đã cảm thấy vô cùng hiệu quả thì tôi sẽ chia sẻ hết. Bất kỳ lớp nào cũng vậy, tôi có cơ hội tôi chia sẻ là tôi sẽ nói hết, không có giấu giếm bất kỳ một cái gì hết. Rồi quay lại cái mô hình kinh doanh, các anh chị thấy không? Đó, rất đơn giản, các anh chị chỉ đặt cho tôi một câu hỏi thôi, kinh doanh cái đó nhưng không phải để bán cái đó. Thì các anh sẽ biết được đâu là mô hình kinh doanh truyền thống và đâu là cái mô hình sáng tạo. Và đây cũng là cái mà tôi đã giúp cho các cái hội đồng giám khảo, tôi tham gia hội đồng giám khảo cho nhiều cái cuộc thi cấp tỉnh lắm. Thì các tỉnh cũng loay hoay như các anh chị vậy đó, khi chấm này. Đang giai đoạn này là mùa mùa thi đây. Khi chấm các anh chị cũng đặt cái tiêu chí là mô hình đổi mới sáng tạo thường là cái tiêu chí đầu tiên, nhưng mà không biết làm sao để phân biệt hết. Rồi cãi nhau, một người nói một ý, ông làm về doanh nghiệp thì ông nói ý này, ông này thì ông hiểu theo cách đó, ông nói ý đó. Thì bây giờ hãy dùng cái này làm thước đo. Các anh chị thấy mà mô hình kinh doanh nào mà nó kinh doanh cái đó, nó bán cái đó thì nó chắc chắn là mô hình kinh doanh truyền thống. Không cần nói gì nhiều. Còn cái gì mà kinh doanh cái đó nhưng mà không phải để bán cái đó. Và từ bán cái đó ở đây chúng ta phải để trong cái nhảy nhảy nhé. Đấy. Tất nhiên là quán cà phê nó phải là sản phẩm chính của nó là cái ly cà phê. Còn có nhiều bạn lại bảo rằng là vậy thì em sẽ bán trà sữa, thêm vào nhiều trà sữa trong cái quán cà phê của em, thì nó trở thành cái quán trà sữa mất tiêu thôi. Cứ sản phẩm gì là chủ lực ở trong đó thì người khác sẽ nhớ đến đó với cái sản phẩm đó và sẽ gọi đó là cái quán mang tên cái sản phẩm đó. Cho nên nếu chúng ta thêm cái sản phẩm khác vào đó để chúng ta hy vọng rằng là kinh doanh cái đó, không phải để bán cái đó, thì nó sẽ chuyển thân bán cái kia. Đấy.
kinh doanh trà sữa, à kinh doanh cà phê nhưng mà lại muốn là không bán cà phê thì chuyển sang là thêm nhiều cái sản phẩm trà sữa vào, thì một hồi người ta sẽ gọi là cái quán đó là quán trà sữa chứ nó không còn gọi là quán cà phê, và vẫn là quán trà sữa mà bán trà sữa thì không phải là mô hình kinh doanh sáng tạo. À, mà chúng ta đang bán những thứ đơn giản thôi là vô hình. Mô hình kinh doanh sáng tạo là nó thường tập trung vào yếu tố vô hình. Đấy, bán những thứ vô hình. Và cái sản phẩm chính đó nó trở thành cái phương tiện để giao dịch mà thôi. À. Rồi, cái này là rất quan trọng cho nên là phần này được chưa? Các anh chị thấy có chỗ nào mà nó đang còn lúng túng không ạ? Tôi nhắc lại này. Có hai thứ để chúng ta phân biệt đâu là cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Thì một là cái doanh nghiệp đó nó có khả năng tăng trưởng nhân nhưng mà dựa trên khai thác tài sản trí tuệ công nghệ, tức là nó phải chỉ dành cho những nhà khoa học, nhà nghiên cứu thôi, họ mới làm ra được cái công nghệ gì đó nó mới và thương mại hóa nó. À. Nhưng cái thứ hai là có thể dựa vào đó là mô hình kinh doanh mới, và cái này thì không dành cho nhà khoa học công nghệ gì cả, và đây là mô hình mà trên thế giới được áp dụng nhiều nhất, dựa vào mô hình kinh doanh mới. Và mô hình kinh doanh mới thì đơn giản là kinh doanh cái đó nhưng không phải để bán cái đó. À. Rồi, và bây giờ tôi sẽ giới thiệu nhân qua để chúng ta hình dung theo cái mô hình tăng trưởng của hai loại hình là doanh nghiệp truyền thống và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Nếu doanh nghiệp truyền thống thì nó tăng trưởng theo cái biểu đồ rất tinh tiến. Đấy, như bên trái các anh chị thấy, nó cứ hôm nay mở ra thì ngày mai sẽ bán được một sản phẩm, và ngày kia hy vọng bán thêm một sản phẩm nữa, ngày kia cứ thêm một sản phẩm, cứ đều đều nó cứ đi lên, nó cứ đi lên như thế này. À. Và cái mô hình này thì tôi hay gọi là chúng ta sẽ vất vả với nó. Bởi vì sao? Bởi vì để ngày sau bán hơn ngày trước một sản phẩm thì chúng ta phải nỗ lực từng ngày. Chúng ta cứ bò trên cái tiền dốc vậy. Hôm nay là phải lo cái chuyện ngày mai. Còn nếu không ngày mai chúng ta thả một cái thế, không khéo nó không bán được thêm một sản phẩm mà nó lại mất đi thêm một sản phẩm. Nó nằm ở trong kho. Hành trình phát triển của một cái doanh nghiệp truyền thống là nó đi như vậy, không có cái gì đột biến ở đây. Còn doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hay là startup thì nó đi một cái hành trình rất là lạ, các anh chị thấy không? Nó mới mở ra, tức là tôi và chị Hương rồi hôm nay đến với nhau để hình thành nên tìm ra một cái mô hình kinh doanh. Thì chúng tôi mất đến 2-3 tháng trời, thậm chí có doanh nghiệp mất đến 2-3 năm chứ có sản phẩm để bán. Đã. Mặc dù thời gian đã công sức đã bỏ ra rồi đó. Thì nó đi lên này, nó đi thì nó đi xuống như thế này. À, càng thêm thời gian thì tôi và chị Hương lại tiếp tục tiêu tốn thêm công sức, tiền bạc, trí tuệ vào đó. Nhưng mà nó chưa ra một sản phẩm nào để bán hết. Vậy thì chúng tôi không phải đi tìm sản phẩm để bán, mà chúng tôi đi tìm cái mô hình kinh doanh mà. Đối với tôi, chúng tôi trong cái giai đoạn đó là chúng tôi đang hoàn thiện hai thứ. Một là cái mô hình kinh doanh, hai là cái sản phẩm để nó tương thích với cái thứ ở ngoài kia khách hàng họ đang thực sự mong muốn nó xuất hiện. Và để làm việc đó chúng tôi không phải làm ngày một ngày hai được. Đấy. Vì nó có một cái vùng trũng ở đây, và cái vùng trũng này các anh chị thấy là nó đi theo hình parabol đúng không ạ? Và trong và khởi nghiệp thì người ta gọi đây là cái mô hình phát triển, cái con đường phát triển chữ G, chữ G là những chữ G vậy đó. À. Và cái vùng trũng này được gọi là cái Valley of Death, tức là thung lũng chết. Phần lớn các cái doanh nghiệp khởi nghiệp thất bại là nằm ở trong cái thung lũng chết này. Mà cái thất bại mà do không tìm ra được cái mô hình kinh doanh hoặc sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường đó, thì nó cho đần. À. Đây có những cái doanh nghiệp là bởi vì không hiểu được cái con đường đi là nó như vậy, thành ra là nó dừng chân ở ngay cái điểm này này, cái điểm nó bắt đầu đi lên. Tức là tìm ra được rồi đó, bắt đầu rồi, nhưng mà đến giai đoạn này là cạn kiệt. Đầu tiên là về năng lượng, sức khỏe tinh thần đó. Phải càng ngày càng làm mà sao mà không thấy sản phẩm bán ra được, là vì không hiểu con đường đi của nó. Và dừng lại. Khi nó bắt đầu chuẩn bị đi lên thì dừng lại. Có cái đã bắt đầu đi lên rồi, nhưng mà đi thấy nó chậm quá. À, sao mà cái sản phẩm này nó sắp hoàn thiện rồi mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi thế này, không thấy khách hàng đâu. Đó, và dừng lại thì lúc nó chuẩn bị cất cánh là lên khỏi cái mặt đất này, cái đường ngang này thì cũng dừng lại.
Đó là những cái sự gọi là chết yểu rất đáng tiếc của các doanh nghiệp khởi nghiệp, chỉ vì không hiểu được cái quy luật, cái con đường đi của nó. Và trong cái hành trình phát triển của một doanh nghiệp khởi nghiệp thì nó đi qua 6 giai đoạn như thế này. Tạo ra một cái ý tưởng này, tôi với chị Hương gặp nhau hôm nay là có ý tưởng thôi, còn bây giờ là phải ra một cái mô hình kinh doanh mẫu để chúng tôi đo lường chứ. Chúng tôi phải ngồi với nhau để làm hoàn thiện, ít nhất là hoàn thiện ra cái mô hình kinh doanh và cái thứ mà chúng ta sẽ nói tiếp theo đó. Rồi dựa trên cái mô hình kinh doanh như là cái bản kế hoạch phác thảo chứ không gì hết đấy, chúng tôi phải đi đo lường nó, hoàn thiện nó, xem cái đó nó có ổn hay không. Khi mà ổn xong cái mô hình thì tôi bắt đầu mới ra những cái sản phẩm. À, tôi biết là khách hàng của tôi, phân khúc khách hàng mục tiêu là ai, họ thực sự cần gì. Vì chúng tôi đang nói đến cái dịch vụ cung cấp, dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đấy, nhưng mà ở Hải Dương và Hải Phòng là hoàn toàn khác nhau, vì cái hệ sinh thái ở cấp độ phát triển nó hoàn toàn khác nhau, đặc thù kinh tế xã hội ở Hải Dương, Hải Phòng cũng khác nhau. Vậy thì ở Hải Dương cái mô hình phải như thế nào, và sản phẩm tôi chúng tôi đưa ra đầu tiên là phải là sản phẩm gì, cái nào nó quan trọng hơn đó. Và các cái doanh nghiệp ở tại Hải Dương họ thực sự đang cần cái gì, chúng tôi phải đang quá trình hoàn thiện cái sản phẩm của mình mà thôi đó. Thì đến đến cái bước mà số 4 này, các anh chị thấy là chúng tôi vừa mới xong được cái mô hình và cái gọi là như là cái sản phẩm đã được test rồi. Chúng tôi tạo ra một cái, ví dụ là một khóa học trong dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp thì nó có nhiều thứ, nhưng mà tôi lấy một cái đơn giản nhất là cái khóa học để cho mọi người dễ hình dung. Thì khóa học đó không phải là tôi và chị Hương tạo ra một cái thì nó đúng ý của các cái doanh nghiệp khởi nghiệp ở tại Hải Dương được. Chúng tôi phải chạy test thử chứ. Thì test thử bằng cách gì? Tôi và chị Hương sẽ chấp nhận bỏ ra khoảng, chúng tôi sẽ làm khoảng 3 cái ngày đào tạo miễn phí cho cộng đồng doanh nghiệp Hải Dương. Đấy. Và 3 cái ngày đào tạo đó nó sẽ tập trung vào 3 cái chủ đề. Và sau 3 chủ đề đó tôi đều lấy cái phản hồi của cái học viên tham gia lớp học đó, là xem các anh chị đạt được bao nhiêu phần trăm cái kỳ vọng, hoặc là các anh chị mong muốn cái thứ gì khác mà so với thứ chúng tôi nghĩ. Đó. Thì chúng tôi sẽ bắt đầu điều chỉnh lần thứ nhất. Điều chỉnh lần thứ nhất xong chúng tôi lại thấy, à bây giờ là không phải là cái chúng ta nghĩ được mà cái của học viên họ mong muốn này. Đây, không phải cái đó là cái chắc ăn đâu. Chúng tôi test thêm một lần nữa, tổ chức tiếp một chương trình miễn phí lần thứ hai. Và sau lần thứ hai, ví dụ may mắn thì những gì chúng tôi cung cấp và những gì học viên mong muốn nhận được hoàn toàn phù hợp với nhau thì tôi mới chính thức là release cái sản phẩm, tức là chúng tôi bắt đầu có cái sản phẩm tương thích với thị trường và chúng tôi bắt đầu thương mại hóa nó. Vậy khi tôi chuẩn bị thương mại hóa nó một cái thì trong quá trình tôi chạy thử đó thì chúng tôi đã tạo ra một cái tập khách hàng tiềm năng và chúng tôi đã xây dựng cái thương hiệu của mình trong khi chúng tôi chưa chính thức thương mại hóa nó. Hành trình này gọi là hành trình khởi nghiệp tinh gọn, và cái câu chuyện ra đời của Finno chúng tôi hoàn toàn cũng dựa trên như vậy luôn, đúng như câu chuyện tôi vừa mới chia sẻ như vậy. Finno chính thức mà có cái logo mà các anh chị thấy ở trên màn hình này, cái góc phải này, là vào cuối năm 2016 là Finno bắt đầu, và là cái nhóm khởi nghiệp của Finno đó là các chuyên gia. Finno là một cái cộng đồng các cái chuyên gia của IPP cả này, của chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam Phần Lan. Thì chúng tôi có ý tưởng là sẽ có một cái đơn vị chuyên nghiệp để mà huấn luyện và cố vấn cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đầu tiên của Việt Nam. Chúng tôi được chuyển giao năm 2015, và 2016 thì chúng ta bắt đầu mới có những cái hoạt động đầu tiên mà ở cái tầm là quốc gia đó, để mọi người hiểu là cái hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nó như thế nào. Thì bằng cái Tech Fest đầu tiên là 2016, anh chị hình dung, và cái đề án 814 chúng ta cũng ra đời vào cuối năm 2016. Thì chúng tôi đến với nhau và chúng tôi cũng làm thử đúng những cái như vậy. Làm cả cái workshop cộng đồng, mời mọi người đến tham gia. Rồi chúng tôi đưa những cái chương trình mới của mình vào để thử nghiệm. Đó, thì đến chúng tôi mất đến hơn 1 năm rưỡi thì mới hoàn thiện đóng gói được các cái chương trình. Và khi đó chúng tôi thấy rằng cái trong quá trình đó là chúng tôi đã xây dựng thương hiệu nhé, đi đâu chúng tôi cũng nói rằng chúng tôi là founder của Finno cả, đặc biệt là tôi. Bất kỳ chương trình nào của tôi ngay từ thời điểm đó đều có cái logo Finno này từ đó đến giờ. Khi đó chưa có Finno, chưa phải là doanh nghiệp các anh chị nhé. Thì đến khi mà
Chúng tôi thành lập doanh nghiệp thì Finno là trong cộng đồng là người ta biết hết cả rồi và người ta đã tín nhiệm. Chúng ta gọi là xây dựng cái thương hiệu ngay từ khi chúng ta chưa có gì đó. Vậy thì chúng tôi đưa cái sản phẩm ra. Cái việc thành lập doanh nghiệp cũng chỉ có chúng tôi biết chứ không có ai biết hết. Người ta cứ tưởng rằng Finno đã hoạt động rất là lâu năm rồi. Các anh chị hình dung không? Đó là cách thức chúng ta tạo ra tập khách hàng ngay khi chúng ta chưa chính thức thành lập doanh nghiệp. Chúng ta đang quá trình test cái sản phẩm của mình thôi. Nhưng trong quá trình đó chúng ta đã xây dựng được thương hiệu và đã xây dựng được những cái tập khách hàng tiềm năng. Khi chúng ta đưa ra sản phẩm chính thức thương mại hóa thì lập tức đã có khách hàng sẵn sàng bỏ tiền ra để mua. Hành trình khởi nghiệp tinh gọn nó đi theo cái hướng như vậy đấy các anh chị nhé. Và khi mà nó ra thì nó ra rất là nhanh, bởi vì chúng tôi đã mất thời gian đến hơn 1,5 năm mà để chuẩn bị cho hành trình đó, chứ không phải là như cả cái cách thức hiện hiện tại là hôm nay có ý tưởng ngày mai thành lập doanh nghiệp thì cái hành trình 1,5 năm đó nó sẽ khó khăn. Và khi đó chúng ta phải chịu những cái áp lực về nào là thuế, nào là về vận hành tổ chức, văn phòng, tiền mặt bằng đủ thứ. Và phương pháp của nó không được gọi là phương pháp tinh gọn. Thì sẽ trong chương trình huấn luyện đầy đủ các anh chị sẽ có một cái chủ đề nó mang tên là khởi nghiệp tinh gọn, các bước đi nó như thế nào. Bây giờ tôi chỉ vắn tắt như vậy để các anh chị hình dung thôi. Rồi, tôi nghĩ là trước khi chúng ta đi thêm thêm những cái vấn đề tiếp theo đó và liên quan đến cái mô hình kinh doanh thì chúng ta cũng nghỉ giải lao để các anh chị có hồi phục năng lượng một chút và tôi cũng nghỉ ngơi một chút được không ạ? Chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 10 phút được không ạ? Vâng, nhất trí anh ạ. Vâng, vậy chúng ta sẽ nghỉ bây giờ là 9 giờ 47 phút, chúng ta sẽ quay lại đúng 9 giờ 57 phút các anh chị nhé. 9 giờ 57 phút Vâng. chúng ta sẽ quay lại. Rồi, mời các anh chị nghỉ.
Tình hình là có thầy giáo và Hải Phòng mới vào thôi thầy ạ. 9:57, chắc anh chị vẫn còn đang mải giải quyết công việc. Các anh chị không có bật cam nên là cũng không biết là ai đang theo dõi ai không nữa. Ở phía đầu cầu của Hải Dương thì tôi thấy có một số các anh chị đang ngồi rồi đúng không? Màn hình nó hơi nhỏ. À, dạ vâng ạ, à, thầy cứ tiếp tục ạ, à, vì là bên em kết hợp quậy sang biên phòng có chút việc ạ. À rồi, vậy chúng ta cứ tiếp tục thôi nha. À. À, tôi định thêm vào một cái phần là khởi nghiệp cần có gì để mà chia sẻ với các anh chị sáng hôm nay, nhưng mà có vẻ thời lượng thời gian không cho phép, cho nên là tôi sẽ không có nói cái phần khởi nghiệp cần có gì này, mà tôi sẽ đi vào cái chủ đề chính luôn, đó là hoàn thiện mô hình kinh doanh. Đây, cái mà chúng ta phải nắm thật rõ và nó mang tính là một cái bản đồ chiến lược trong cái hành trình khởi nghiệp hoặc là quản trị một cái doanh nghiệp, đó chính là cái mô hình kinh doanh. Và đây nó được xem là một cái chủ đề cốt yếu của trong tất cả các cái chương trình huấn luyện liên quan đến khởi nghiệp. Các anh chị hình dung rằng là một cái doanh nghiệp nó cũng như là một cái ngôi nhà. Một ngôi nhà mà muốn xây dựng lên mà nó vững chắc thì nó phải có cái bộ khung sườn đúng không? Cái bộ móng, rồi cái kết cấu về các cái trụ, các cái kèo, các cái mái đó. Thì cái doanh nghiệp nó cũng y như vậy. Nó là một cái hệ thống hoàn chỉnh, nó có cấu trúc. Và cái cấu trúc này á, nó được vẽ lên ở chỉ trên một trang giấy thôi. Trên thế giới bây giờ là người ta đang chuyển sang cái xu hướng là quản trị cái gì là quản trị theo hướng tinh gọn. Những cái gì rối rắm phức tạp thì người ta đều làm cho nó gọn lại. Và tất cả các công cụ quản trị hiện đại thì bây giờ nó đều nằm trên một trang giấy, các anh chị ạ. Trước đây thì chúng ta nghe đến cái kế hoạch kinh doanh đó, là đâu đó là đến mấy mười mấy cái trang giấy. Đấy, như vậy chúng ta lập xong cái kế hoạch kinh doanh thì chúng ta để đó luôn. Hầu như chúng ta không quan tâm nữa bởi vì nó quá rồi lắm. Thì để khắc phục những cái nhược điểm như vậy thì trên thế giới người ta đưa ra một cái công cụ nó mang tên là khung mô hình kinh doanh, và cái này nó chỉ nằm trên một trang giấy để giúp chúng ta quản trị toàn bộ cái chiến lược và cách thức vận hành của một cái doanh nghiệp để chúng ta tối ưu được cái mô hình của mình và luôn luôn trở thành một cái mô hình tiên phong. Cái chủ đề này thì có nhiều cái chuyên gia họ đang bán cái khóa học này ở trên 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 không gian mạng đó, là với cái tên gọi là chiến lược quản trị doanh nghiệp trên một trang giấy. Cho nên lúc nào các anh chị nghe cái tên đó thì các anh chị hình dung rằng nó chính là cái chủ đề về khung mô hình kinh doanh này. Và cái khung đó nó như thế nào thì trên cái hình vẽ các anh chị thấy nó là chính là cái ô như vậy đó, cái hình mà xanh đỏ vàng đó chính là cái khung mô hình kinh doanh của chúng ta. Và trong vòng một tiếng rưỡi sắp đến thì tôi chỉ chia sẻ với các anh chị đúng chín cái ô ở trong cái khung mô hình kinh doanh này mà thôi, và chúng ta sẽ thấy nó vô cùng là hiệu quả. Sáng nay tôi cũng không có đủ thời gian để tôi trình chiếu cho các anh chị những cái video clip để chúng ta hình dung từ cái hành trình từ khi một cái ý tưởng cho đến một cái mô hình kinh doanh. Nhưng mà các anh chị cứ nghĩ rằng là cái mô hình kinh doanh là nó như một cái trò chơi lắp ghép vậy. Chúng ta ghép từng mảnh, từng mảnh, từng mảnh, từng mảnh nó với nhau. Và trong cái mô hình này nó có 9 mảnh, chúng ta ghép lại thì nó trở thành một cái mô hình kinh doanh. Đơn giản vậy thôi. Khi chúng ta bắt đầu vận hành một cái ý tưởng khởi nghiệp thì rất nhiều các cái doanh nghiệp
để phạm phải một cái sai lầm ngay từ đầu, và cái sai lầm này nó rất khó để mà chúng ta sửa. Cái gì chúng ta nhận thức ngay từ đầu thì chúng ta làm đúng luôn, thì nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều các cái nguồn lực. Vậy thì cái sai lầm mà tôi muốn nói đến đây, đó là cái sai lầm chúng ta chỉ tập trung vào cái vấn đề sản phẩm. À, theo các anh chị thì một cái sản phẩm tốt, tức là một sản phẩm nó tương thích với cái nhu cầu của thị trường, đã đảm bảo cho chúng ta có thể thành công trong kinh doanh được chưa? Mời các anh chị nào có thể bật mic lên để tương tác được không ạ? Nếu trong tay các anh chị có một sản phẩm tốt, tốt ở đây có nghĩa rằng là sản phẩm nó phù hợp với cái nhu cầu của thị trường ngoài kia đó, thì các anh chị nghĩ rằng cái công việc kinh doanh của mình nó đã có thể thành công được chưa? Em nghĩ là chưa đủ ạ. À, vâng, thì chúng ta sẽ cần thêm cái gì ạ? Thì đó là marketing thêm sản phẩm của mình. Marketing. Vâng. Rồi, cảm ơn chị. Có cần gì nữa không? Ngoài marketing ra thì em nghĩ là có mã cái sản phẩm tốt của mình cũng cần phải bắt mắt. Màu mà của sản phẩm, quy quất bao bì đấy. Dạ vâng ạ. Rồi còn gì nữa không ạ? À, và thị trường tiêu thụ nữa, nó phải thì phù hợp với lại thị hiếu của địa phương đó. Rồi phù hợp với thị hiếu là cái điều kiện đầu tiên tôi đã nói rồi, là chúng ta giả sử là nó phù hợp rồi đấy. Dạ vâng ạ. Sản phẩm tốt có nghĩa rằng là sản phẩm đó phù hợp với nhu cầu của thị trường. À, cái này tôi nói thêm một chút để các anh chị phân biệt này. Tôi đố các anh chị là có cái sản phẩm gì trên thế giới nó mang tên, nó được gọi là sản phẩm tốt nhất không? Có cái sản phẩm gì nó được gọi là sản phẩm tốt nhất ở trên thị trường này không? Không đúng không ạ? Tôi không nghe chị trả lời nhưng mà tôi chỉ nhìn khẩu hình và đoán thôi. Có anh chị nào tìm cho tôi ra một cái sản phẩm nó tốt nhất trên thế giới không? Bản chất không có sản phẩm nào là tốt nhất cả. Mà chỉ có sản phẩm, chỉ có sản phẩm phù hợp nhất với từng phân khúc khách hàng khác nhau mà thôi. Không có cái sản phẩm nào trên thế giới này nó được gọi là tốt nhất cả. Ví dụ, có anh chị nào đi so sánh một cái điện thoại iPhone, một cái điện thoại của Oppo và bảo rằng cái điện thoại của Oppo nó tốt hơn cái điện thoại của điện thoại của iPhone nó tốt hơn của Oppo á? Có ai đang suy nghĩ như vậy không? Ai suy nghĩ như vậy là không làm kinh doanh được đâu nha. Không bao giờ ai khẳng định rằng được là cái dàn điện thoại của iPhone nó tốt hơn cái điện thoại của Oppo, hay là nó tốt hơn cái điện thoại của Samsung hay của Sony, của LG. Vậy thì cái từ tốt này có nghĩa là gì? À, anh Hưng đâu rồi nhỉ? Anh Hưng bây giờ có thể có ở đây không? Màn hình tôi nó không thể xuất hiện. Vâng, có em ạ. À, bây giờ không thấy được, mà thấy ở đây ngồi đây đang nhìn màn hình chung đúng không? Vâng. Rồi bây giờ anh Hưng đang sử dụng điện thoại gì đấy? Dạ, em đang dùng laptop HP ạ. À, em dùng điện thoại Samsung ạ. Samsung mà gì? Bản Z7 ạ, bản cỏ lắm. Rồi Z7, đây. Thì lý do mà anh Hưng đưa ra quyết định mua cái điện thoại đó, bởi vì cái điện thoại đó là cái điện thoại nó như thế nào? Có phải là tốt nhất trên thị trường không? À, theo em, cái điện thoại của em bây giờ nó phù hợp với cái nhu cầu của em hiện tại ạ. Và đó, cũng chưa hẳn là tốt nhất ạ. Nhưng mà tốt nhất với mình, tức là nó phù hợp nhất với mình thì mình mới đưa ra quyết định mua cái sản phẩm đó. Đó, cho nên sản phẩm Samsung Z7 là phù hợp nhất, tức là tốt nhất với anh Hưng, nhưng chưa chắc đã phù hợp với anh Hải. Đó.
Vậy thì trên thị trường không có cái sản phẩm nào nó được gọi là sản phẩm tốt nhất cho tất cả mọi người cả, mà nó chỉ có sản phẩm phù hợp nhất cho từng cái nhóm người khác nhau mà chúng ta gọi họ là phân khúc khách hàng. Đấy. Vậy thì cái từ tốt chúng ta phải hiểu chứ không phải là tốt theo cái nghĩa là nó là nồi đồng cối đá, kiểu như điện thoại Nokia cục gạch mà ném con trâu nó chết mà điện thoại vẫn gọi được đó. À, cái ý nghĩa tốt không phải là tốt về mặt chất liệu. Chắc phía anh chị đang bật mic cho nên là nó bị vòng lại đó, các anh chị có thể tắt giúp cái mic nhé. Đấy, thì sản phẩm tốt có nghĩa là sản phẩm phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Và nếu chúng ta suy nghĩ rằng sản phẩm tốt tức là tốt về mặt chất lượng như sản phẩm điện thoại Nokia thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ biến mất y như cả điện thoại Nokia nó đang biến mất trên thị trường của chúng ta hiện nay. Nokia là một tượng đài về ngành điện thoại di động. Nó là một cái đế chế, nó thống trị toàn cầu trong bao nhiêu năm. Nhưng ngày hôm nay Nokia đã không còn nữa. Vậy nếu hỏi sản phẩm Nokia có tốt không? Thì ai cũng nói sản phẩm của Nokia tốt mà. Nhưng tại sao nó lại bán không được? Lý do là gì ạ? Lý do là vì Nokia đã quá chậm trong việc chuyển đổi mô hình kinh doanh. Nokia vẫn tiếp tục làm ra một cái sản phẩm mà những người khác họ không còn mong muốn nó nữa. Đấy. Vậy một sản phẩm tốt chưa bao giờ là đủ để đảm bảo cái sự thành công trong vận hành một cái doanh nghiệp, mà nó cần một cái thứ kèm theo, đó là mô hình kinh doanh. Đấy. Và lý do khởi nghiệp thất bại hàng đầu trong 20 lý do được thống kê trên toàn thế giới thì chúng ta thấy những cái lý do ví dụ như là làm ra một sản phẩm không phù hợp với nhu cầu thị trường nó chiếm cái tỷ lệ lớn nhất là 42%. Nhưng trong đó có một cái lý do nó rất quan trọng mà rất nhiều người không để ý đến, nó chiếm đến 17%, đó là thiếu một mô hình kinh doanh. Vậy chúng ta có khả năng thất bại chỉ vì một cái thứ mà chúng ta không hề biết đến nó, các anh chị ạ? Nó có đau đớn không? Trước giờ có ai nói với chúng ta rằng là vận hành một doanh nghiệp phải có một cái mô hình kinh doanh đâu, mà chúng ta hay nói đến là kế hoạch kinh doanh rồi là cái chiến lược rồi cái gì đó nó rất là mong lung, không có một cái thứ để chúng ta tổ chức bài bàn, chúng ta tư duy một cách logic tổng thể cái thứ mà chúng ta đang vận hành đó, thì chúng ta vẫn đối mặt với 17% cái nguy cơ thất bại. Đấy. Vậy làm thế nào? Sai thì sửa có gì đâu, đúng không ạ? Chỉ sợ chúng ta không biết, còn khi chúng ta biết thì chúng ta sẽ sửa cái đó. Vậy để cho cái cơ hội chúng ta có thể thành công khi vận hành một cái doanh nghiệp nó cao hơn, nó giảm thiểu đi 17% cái nguy cơ thất bại, thì chúng ta sẽ xây dựng nó. Đây, và đây là cách thức chúng ta xây dựng một cái mô hình kinh doanh ngay từ khi trong giai đoạn ý tưởng. Còn doanh nghiệp nào đã vận hành rồi thì hãy dùng cái này để chúng ta soi chiếu lại với cái doanh nghiệp của mình và đưa các cái cấu phần trong doanh nghiệp chúng ta đang vận hành vào trong cái khung này để chúng ta vận hành. Đấy. Cho nên cái khung mô hình kinh doanh này đó, tiếng Anh gọi là Business Model Canvas, nó vận dụng được cho tất cả mọi thời điểm từ khi ý tưởng cho đến khi chúng ta trở thành một tập đoàn to lớn. Chứ không phải nó chỉ dùng như giai đoạn ý tưởng nhé. Nhiều người cứ nghĩ rằng là nó là giai đoạn để chúng ta gọi là như là phác thảo để phân tích ý tưởng này kia. Không phải, nó là một công cụ thực chiến 100%. Và chúng ta quản trị toàn bộ cái hành trình khi chúng ta đang còn làm kinh doanh trên một trang giấy này mà thôi. Chủ đề này thì có thể là rất là nhiều các người họ sẽ giảng dạy, nhưng mà các anh chị nếu mà không có hiểu được cái vai trò quan trọng của nó thì chúng ta chỉ dừng ở cái mức là nó như là một cái công cụ chúng ta tham khảo, chúng ta làm cũng được, không làm cũng được, thì là như vậy là hiểu không chính xác, bởi vì nó vô cùng hiệu quả. Và cái này thì khi mà chúng ta hiểu thấu nó, chúng ta có thể vận dụng để quản trị chính cuộc đời của chúng ta. Cho nên nó có một cái phiên bản gọi là Business Model U. Đấy, cái này là Business Model Canvas. Còn có một cái phiên bản gọi là Business Model U, là chúng ta sẽ bỏ cái cuộc đời của mỗi con người vào trong này
để chúng ta quản trị vận hành, để làm sao mà chúng ta luôn hiệu quả trong cuộc sống, dù chúng ta làm bất kỳ công việc gì, chứ không phải là chỉ liên quan đến kinh doanh. Là một nhà giáo, là một nhà khoa học, là một bác sĩ, là một doanh nhân, hoặc là làm một cán bộ ở trong các cái cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể. Chúng ta hoạch định chính cuộc đời của chúng ta trong cái khung này thì nó đều hiệu quả hơn rất là nhiều. Và cái khung mô hình kinh doanh thì nó gồm có 9 cấu phần. Và các anh chị thấy là các cái tập đoàn lớn trên thế giới, ví dụ như Facebook, đó, một cái mô hình nó khổng lồ, là một cái doanh nghiệp công nghệ thông tin dẫn đầu thế giới hiện nay. Và ông chủ của nó, anh Mark Zuckerberg, là một trong những cái người giàu nhất thế giới và là tỷ phú dưới 40 tuổi giàu nhất thế giới hiện nay. Đấy. Thì anh cũng chỉ dùng đúng một cái khung mô hình kinh doanh này để ông vận hành cái tập đoàn Facebook từ khi ra đời cho đến tận bây giờ. Và nó luôn luôn hiệu quả. Nó là một cái nền tảng xã hội mà rất khó để các cái nền tảng khác có thể đánh bại, chỉ vì nó dùng cái này để nó đổi mới sáng tạo hàng ngày hàng giờ. Các anh chị có thấy là Facebook nó liên tục thử nghiệm các cái tính năng mới không? Khi chúng ta sử dụng đó, đúng không? Nó lâu lâu nó ra thêm cái này, lâu lâu nó bỏ cái kia, nó ra 2-3 bữa, nó cảm thấy không phù hợp, người dùng không thích, ít tương tác cái đấy đó, nó bỏ. Đấy, nó cứ dùng cái này để nó đổi mới. Chúng ta sẽ thấy cái cơ sở đằng sau của việc đổi mới sáng tạo của Google, nó lấy cái cơ sở từ đâu? Hay nó từ nghĩ ra, hoàn toàn nó không hề nghĩ ra. Nó cải tiến bất kỳ cái chức năng gì, chưa nói đến cái mô hình kinh doanh tổng thể nha. Đây là chức năng trong sản phẩm thôi, thì nó đều dựa vào trong cái khung này. Nó nghiên cứu cái hành vi của khách hàng và nó đưa ra thử nghiệm. Như là câu chuyện tôi nói là Finno đã thử nghiệm mất hơn 1.5 năm thì mới định hình được cái mô hình kinh doanh và đưa ra cái sản phẩm mà nó tương thích với cái nhu cầu của từng cái phân khúc khách hàng khác nhau. Ở trên cái bảng này các anh chị thấy nó có những cái màu khác nhau, thì cứ một màu như thế này các anh chị hình dung đó là họ hướng đến phục vụ cho một khách hàng khác nhau, một cái phân khúc, một cái nhóm khách hàng khác nhau. Màu vàng là một nhóm, màu xanh là một nhóm, màu xanh là cây là một nhóm. Và mới đây thôi, trên báo Cà Phê Biz có một câu chuyện của anh sáng lập và chủ tịch của Con Cưng. Con Cưng thì chắc ở Hải Dương cũng có rồi đúng không ạ? Các hệ thống cửa hàng của Con Cưng đó, chuyên cả các sản phẩm cho ba mẹ trẻ em ấy. Đây là một cái tập đoàn dẫn đầu của Việt Nam về cái hệ thống và các cái sản phẩm liên quan đến ba mẹ và trẻ em, và nó tăng trưởng cực nhanh trong vòng 2-3 năm qua. Đấy, thì anh này anh cũng đưa ra một cái lời nhận định này. Cái này hình là tôi vừa mới chụp ở trong cái bài báo gần đây của anh này anh phát biểu trên Cà Phê Biz. Với tôi, khi kinh doanh đầu tiên phải trả lời đối tượng phục vụ là ai, sau đó mới nghĩ đến sản phẩm của mình phục vụ là cần cái gì. Vậy thì khi chúng ta bắt đầu xây dựng một cái mô hình kinh doanh, chúng ta luôn phải tập trung vào cái yếu tố đầu tiên là khách hàng chúng ta là ai, luôn luôn là như vậy. Mà tôi thì hay gần dùng những cái triết lý nó mang tính là cổ truyền để chúng ta giải thích những cái triết lý, những cái nguyên lý, những cái khái niệm kinh doanh mới. Thì trong này tôi nói đơn giản là biết người, làm gì trong cuộc sống này cũng là mối quan hệ giữa con người và con người. Chúng ta sinh ra một chuyên nghiệp cũng là để phục vụ con người mà thôi. Vậy thế phải biết người trước, sau đó biết ta trăm trận trăm thắng. Và tôi sẽ dẫn cái biết người biết ta đó cho các anh chị hình dung là trong này người là đâu và ta là đâu, và cái nào là nó quan trọng trong cái khung mô hình kinh doanh này, làm sao để mà ta hiểu người hơn, người đến với ta và ở lại với ta, thì chúng ta trăm trận trăm thắng. Nó đơn giản lắm, mà không có khó khăn. Vận hành một cái doanh nghiệp nó không khó khăn như chúng ta nghĩ khi chúng ta biết cách. Vậy thì luôn bắt đầu từ khách hàng đầu tiên này. Các anh chị nào mà có ý tưởng hoặc là các anh chị muốn hướng dẫn các cái doanh nghiệp, các cái nhóm ý tưởng, thì các anh chị luôn đi theo cái quy trình như thế này nhé. Đầu tiên, khách hàng của các anh chị muốn hướng đến là ai? Trước đây các doanh nghiệp thường hay sai lầm đó là chọn sản phẩm gì để bán. Có đúng không ạ? Nếu anh chị nào đang có doanh nghiệp thực sự, ví dụ bây giờ Huyền khuyến khích là nuôi heo rừng, ví dụ như vậy, thì cả làng cả xã đều đi tập trung nuôi heo rừng.
vận động là trồng cam, thì cả làng cả xã đi trồng cam. Và vì lý do đó cho nên năm này năm qua năm khác chúng ta phải đối mặt với câu chuyện giải cứu nông sản. Giải cứu kiểu gì được? Đó không phải là giải pháp, vì chúng ta đi sai trên mất rồi. Trước khi trồng cây gì, nuôi con gì, phải nghĩ đến con đó, cây đó làm ra phục vụ cho ai, phân khúc khách hàng chính là ai, tại sao họ sẵn sàng mua cái giống cam của chúng ta mà không phải là mua của những giống cam từ Trung Quốc về hoặc là từ những cái địa phương học được phân khảo họ đã trồng. Ở Hải Dương chúng ta là có cái cây gì là chủ lực ạ? Trong cả cái phong trào mà phát triển kinh tế cho bà con nông dân, cây gì là đang là cái cây được chú trọng ạ? Dạ vâng, ở Hải Dương thì có rất nhiều cây cây chủ lực ạ, trong đó nổi bật nhất là cây vải ạ. Cây vải. À. Đúng rồi. Vải thiều ạ. Vải thiều. Một đây. Cây rất là chủ lực. Ngoài ra còn như là ổi, rồi nhãn, rồi bưởi, rồi la, rất nhiều, nhưng trong đó là vải là chủ lực nhất. Vâng. Vải thì năm nay là trong cái lô hàng xuất khẩu đó thì bà con cũng được lời rất nhiều đúng không? Vâng, năm nay thấy báo cáo sơ bộ theo em nắm được là khoảng độ chắc là chục tấn xuất khẩu sang Nhật gì đó. Vâng. Tức là năm nay không có phải giải cứu như vải đúng không? Dạ vâng ạ. Đấy. Nhưng mà nếu chúng ta không tính cái bài toán là khách hàng chúng ta là ai mà chỉ phụ thuộc vào những cái biến động của thị trường, tức là lúc này thì có thể là đơn vị này họ cần, lúc kia đơn vị kia nó cần đó, thì sang năm là chúng ta lại quay lại câu chuyện giải cứu. Đó. Bởi vì chúng ta chỉ tập trung vào cái sản phẩm chúng ta thôi. Chúng ta cứ muốn là cái khu vực đó nó có điều kiện thuận lợi về trồng cây vải thì chúng ta khuyến khích trồng cây vải, nhưng mà không nghĩ được cái đầu ra. Chúng ta hướng đến cái khách hàng là ai chứ? Và tại sao họ mua cái vải chúng ta mà không phải là mua vải của những cái đơn vị khác? Thì về thế phải biết người trước, luôn xác định được khách hàng là ai. Yeah. Cái hành trình chúng ta đang nói chuyện với nhau là để chúng ta chuyển đổi cái cách thức chúng ta làm cho nó hiệu quả hơn. Các anh chị lưu ý thì phải chuyển đổi các cái thứ từ, các cái bước. Được đây là chúng ta chỉ tập trung sản phẩm của mình trước, rồi sau đó mấy sản phẩm làm ra thì chúng ta lo nào là hoàn thiện bao bì nhãn mác, rồi sau đó tập trung vào là đi tìm khách hàng, tìm hoài một hồi không ra thì chúng ta lại trong chờ giải cứu. Thế nó sai quy trình quá. Cho nên trước khi làm cái gì đối với các cái dự án khởi nghiệp thì luôn đặt câu hỏi là các bạn làm ra sản phẩm đó để hướng đến phục vụ cho phân khúc khách hàng nào, ai sẽ là cái người mua sản phẩm của các bạn. Các bạn làm ra một cái sản phẩm và các bạn nói là để phục vụ cho những người có nhu cầu thì các bạn đã chết ngay từ thời điểm đó. Ngay từ thời điểm nó bắt đầu xuất hiện cái ý nghĩ rằng sản phẩm làm ra là để phục vụ cho những ai có nhu cầu là chúng ta đã sai rồi. Vậy là ai? Những người có nhu cầu đó là ai? Nếu chúng ta không xác định được rõ họ là ai trong xã hội này thì không cách gì mà chúng ta hiểu được họ thực sự cần cái gì. Vậy thì khi phân khúc, chúng ta sẽ phân thành từng nhóm người, và những nhóm người này càng cụ thể thì càng dễ thấu hiểu. Mà tôi hay nói đùa đó, ví dụ như các anh mà đi tán gái, một lúc mà các anh tán 10 cô so với một lúc các anh chỉ tập trung tán 1 đến 2 cô thì tôi hỏi là anh nào có cơ hội thành công hơn? Theo anh Hưng thì thế nào? Theo em cái này cũng khó lắm. Thì mang tính chất là anh Hưng có gia đình chưa? À, vâng, em có rồi ạ. Hồi xưa chiến lược áp dụng là gì? Em chỉ chiến lược là đơn đấu thôi ạ. À, đơn đấu tức là một ạ. Vâng. Đúng không? Vâng. Đấy, thì cho nó chứng minh cái hiệu quả là anh đã cưới vợ được đúng cái cô mình mong muốn rồi đó. Đấy, có câu trả lời luôn rồi, còn gì nữa? Vâng. Trong trường hợp này, chắc chắn cái anh nào mà chỉ tập trung 1 đến 2 cô thì sẽ có cơ hội thành công hơn là anh nào mà tung một lúc 10 cô.
Chỉ mỗi việc nhớ ngày sinh nhật của cô đó không là đã khó khăn lắm rồi, mà chỉ cần nhầm một cô là đi luôn cả 10. Vậy cái nguyên lý đằng sau là gì? Trong khi chúng ta lại hiểu, trước đây chúng ta lại hiểu sai là ở chỗ là có ấn ấy. Đến bây giờ mà vẫn FA vẫn cô đơn là ở chỗ là hiểu là chúng ta cứ phải thả thính khắp nơi, thì đâu đó một trong 10 cô đó sẽ dính. Nhưng như vậy là quá sai, bởi vì nó đi sai nguyên lý. Vậy thì chúng ta phải hiểu này, thực sự khách hàng chúng ta là cần gì, tức là các cô cần cái gì. Bây giờ hỏi hỏi một bạn, bạn nữ đang ngồi đây, nãy giờ bạn tương tác nhưng mà tôi chưa biết tên của bạn, đang ngồi bên cạnh anh Hải đó. Em à? Em tên gì? Tên Hoài ạ. À Hoài. Hoài, cho mình biết cái lý do mà em chọn người yêu hoặc là chọn chồng đó. Vì sao em chọn? Nói thực tâm nha. Thực tâm thì nếu mà sẽ phải chưa chuẩn thì không có chưa chuẩn thì chỉ tính hợp thì đến với nhau thôi. Đúng rồi, thấy hợp. Thấy hợp ạ. Bản chất của từ hợp đó là gì? Đó là sự thấu hiểu, cái sự đồng cảm. Có phải không Hoài? Vâng ạ. Đấy. Vậy thì khách hàng của chúng ta 10 người đó thì đố các ông có thể thấu hiểu được 10 cô đó chứ, mà hơn những cái ông ngồi đứng bên cạnh mà ông chỉ tập trung vào đúng có một cô đó thôi. Đấy. Chúng ta nghe cái câu là đẹp trai không bằng trai mặt đó. Lý do là bởi vì không phải các cô thấy là các ông này theo mình 10 năm cho nên thấy thương 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 hại đâu. Mà đơn giản là 10 năm chỉ tập trung vào một cô thì tôi đảm bảo rằng ngày mai cô đó mới nhức đầu sổ mũi. Thì hôm nay anh này đã chuẩn bị sẵn Panadol trong túi để đưa rồi. Em ơi, ngày mai em sẽ sổ mũi đấy, em cầm sẵn cái Panadol này đi. Đấy. Thế là cô Hoài cô bảo rằng là anh hâm à, tôi đang khỏe mình thế này. Đấy. Nhưng mà vẫn nhận, nhận thì sáng mai ngủ dậy đúng sổ mũi thật, lấy Panadol ra dùng. Thế là cạp đồng quá, hôm nay con hiểu, hiểu mình còn hơn cả chính mình nữa. Thôi thì anh ơi, ta ra phường đi, làm cái giấy, xong, chốt. Đó. Vậy thì hãy xem khách hàng của mình như là những người yêu của mình vậy. Bất kỳ doanh nghiệp nào mà xem được người yêu của mình, khách hàng như là người yêu, thì đều chiến thắng trong cái cuộc đua khốc liệt này cả. Chỉ cần thấu hiểu thôi. Vậy thì muốn thấu hiểu được người khác, thì chúng ta phải tập trung vào 1, 2 hoặc 3 cái phân khúc khách hàng mục tiêu mà thôi. Trong giai đoạn khởi nghiệp thì thông qua cái thời gian tôi chinh chiến trên cái thị trường đó, thương trường đó, thì tôi luôn đưa ra cái khuyến nghị với các cái doanh nghiệp là hãy chọn cho tôi đừng quá 3 cái nhóm đối tượng trong thời gian 5 năm đầu khởi nghiệp, vì nó sẽ vượt quá cái năng lực để thấu hiểu của các bạn. Và đơn giản, nếu các bạn không thấu hiểu được khách hàng của mình thì các bạn không tài nào để có thể làm tốt hơn những anh chàng, những cái đơn vị, những cái doanh nghiệp ngoài kia và đang cung cấp cái sản phẩm tương tự như cái của chúng ta. Lưu ý cái điểm đó. Tập trung 1 đến 2 hoặc 3 cô thôi nha. Còn nếu tập trung một lúc 10 phân khúc, 10 nhóm khác nhau, 10 cô khác nhau, thì chúng ta không hoài lòng bất kỳ một ai trong số đó. Như trong cuộc sống, nếu chúng ta muốn làm hài lòng tất cả những người chúng ta gặp trong cuộc trong cuộc đời này, thì chúng ta không bao giờ làm hài lòng bất kỳ ai trong số đó. Trong lớp học này cũng vậy, tôi không biết tổng số bao nhiêu người đang nghe, nhưng tôi muốn làm hài lòng tất cả mọi người, tức là ai cũng hài lòng về tôi như nhau, thì bản chất tôi sẽ không làm cho bất kỳ ai trong số các anh chị hài lòng cả. Trong cuộc sống này, đó là quy luật các anh chị. Và vì sao mà các anh chị thấy có một cái người mà chúng ta vừa mới gặp cái thì chúng ta rất là thiện cảm, mặc dù trước đây chúng ta chưa hề biết gì về người đó, chỉ thấy gương mặt của họ thôi, chúng ta đã cảm thấy rất là thân quen, rất yêu mến. Nhưng có người thì mới gặp một cái là muốn cầm cục đá thật to thật nặng chọi ngay cái vào mặt rồi, họ không làm gì chúng ta cả. Vì sao vậy? Nó có những cái lý do mà khuôn khổ sáng hôm nay tôi không có nói những cái này ngoài lề này được. Cho nên tôi nói cái lý do đó là để cho các anh chị thấy, trong cuộc đời này các anh chị có nỗ lực đi chăng nữa thì các anh chị cũng không thể làm hài lòng một vài người nào đó ở trong xã hội đâu.
Bởi vì nó có những cái lý do mà ở trong chỉ một cái kiếp này chúng ta không thể giải quyết được. Tôi không muốn đi sâu về cái chủ đề bên đó nhé. Chỉ dẫn ra để các anh chị hiểu rằng cái nguyên lý. Cho nên khách hàng cũng vậy. Nếu các anh chị nghĩ rằng cái sản phẩm làm ra mà để hài lòng tốt, ai mua cũng thích hết, thì không bao giờ các anh chị vận hành một doanh nghiệp được. Và sản phẩm của các anh chị nó sẽ nhạt nhòa, nó sẽ nhạt nhòa. Vậy bây giờ tôi chỉ đơn giản này. Tôi sẽ phân ra cái đối tượng của tôi. Chỉ tập trung duy nhất là khu vực quân sở khoa học công nghệ Hải Dương. Tập trung vào nghiên cứu khoa học thôi. Tôi chỉ tập trung nghiên cứu mỗi khoa học thôi. Tôi không nghiên cứu ai nữa hết đấy. À. Và tôi làm ra cái sản phẩm cho riêng khoa học. Tức là khoa học cô sẽ là cái người đại diện cho cái nhóm phân khúc khách hàng là những người từ độ tuổi. Tôi cứ đoán đại thôi nhé. Từ đâu đó từ tầm 25 đến 30. Đấy. Ví dụ nhé, cô Hoài nó có sai tuổi thì cô Hoài cũng hoan hỉ cho nhé. Đó. Từ 25 đến 30. Đó. Làm công việc là cán bộ hoặc là chuyên viên văn phòng cơ quan nhà nước. Đó. À, cô Hoài có cái đặc tính đó là mắt thì phải đeo kính. Rồi gì đó. Phải sử dụng điện thoại liên tục. Dù đang học nhưng cũng phải nhìn chăm chú vào cái điện thoại, ví dụ như vậy. Tức là cô này có thói quen sử dụng không tách rời ra được cái điện thoại. Đó. Tôi sẽ tập trung vào cái phân tích thấu hiểu luôn cô Hoài. Rồi tôi tạo ra một cái sản phẩm chỉ phục vụ cho cái nhóm đối tượng như cô Hoài là cái người mà đại diện đó mà thôi. Thì chắc chắn sản phẩm của tôi khi làm ra, cô Hoài cô sẽ ưa chuộng hơn là những cái sản phẩm mà phục vụ cho những cái người ngoài kia. Bởi vì nó không có một cái phân khúc nào nó cụ thể cả. Đấy, vậy thì tôi sẽ chọn là một là phân khúc là như vậy nhé. Thì gọi là phân khúc càng cụ thể. Nó có cái đặc tính về độ tuổi, về sở thích, về thói quen, về nghề nghiệp và thậm chí về thu nhập. Đó, chúng ta dùng những cái chỉ tiêu đó và để chúng ta chia ra cái phân khúc khách hàng của mình. Rồi. Có một cái lỗi thường gặp nữa là chúng ta hay gộp nhiều cái phân khúc vào trong một phân khúc. Ví dụ bây giờ có người là bảo rằng là đối tượng của tôi là phụ nữ làm nhân viên văn phòng từ 22 tuổi cho đến 40 tuổi. Quá rộng. Như vậy là nó cái phân khúc mà từ 22 đến 40 tuổi, cái đặc tính tâm sinh lý là nó quá là khác biệt với nhau. Mà chúng ta gộp vào một thì làm sao chúng ta hài lòng được? Không cách gì mà chúng ta có thể làm hài lòng. Tôi chỉ nói một cái sản phẩm rất là thân quen với các chị em. Hôm nay thì chắc là các chị em là chiếm đa số, đặc biệt là có các chị ở hội phụ nữ nhiều nữa mà, là son môi. Sản phẩm rất thân quen. Bây giờ tôi làm theo xu hướng luôn này. Là bây giờ đang muốn sử dụng cái sản phẩm son môi gì? À, bây giờ tôi chỉ có thể tương tác được với bạn Hoài thôi. Thưa thầy ạ, đối với cái mùa này thì em nghĩ là son môi dưỡng ẩm sẽ bán được nhiều hơn. Rồi, son môi dưỡng ẩm mà cụ thể là bây giờ đang xu hướng là nó phải thiên nhiên kia, nguồn gốc thiên nhiên kia. Đúng không à, Hoa? Vâng ạ, thiên nhiên đấy. Thảo mộc ạ. Ừ, đây, nó đang là xu thế. Vậy thì bây giờ tôi cũng làm son môi và tôi có ý tưởng là sẽ làm ra một cái son môi gì đó mà nó cho nó phải hơn những cái son môi đang có trên thị trường. Và tôi xác định là phân khúc khách hàng của tôi là từ 22 cho đến 40 tuổi. Cái lỗi này là lỗi phổ biến luôn. Vậy thì tôi sẽ hỏi này. Riêng về cái màu sắc thôi nhé. Của cái son đó, cho cái phân khúc là 22 tuổi. Và cái màu son của cái một chị là 40 tuổi. Nó đã phải khác biệt như thế nào rồi? Bạn Hoài. Có khác đấy thầy ạ. Đối với các bạn trẻ thì các bạn sẽ yêu chuộng màu sắc sẽ sặc sỡ hơn, thiên về màu đỏ hay là màu hồng hay là đỏ cam, đỏ cam hồng ấy. Còn đối với phân khúc tuổi trung trung hơn thì sẽ thiên về các màu trầm hơn ạ. Đúng vẫn rồi. Là đỏ nhưng mà đỏ sẽ trầm hơn. Vậy thì bản chất làm sao có một cái sản phẩm mà nó vừa hài lòng được khách hàng là 22 tuổi và 40 tuổi được, đúng không? Vì chỉ riêng cái màu sắc tôi chưa nói những cái khác. Màu sắc là tuổi trẻ từ 20 cho đến 25 tuổi đi. Thì nó sẽ thích cái tông màu là nó càng đậm,
Đấy, nó càng sặc sỡ nó càng tốt. Cái lý do đằng sau là gì các bạn biết không? Các anh chị biết không? Lý do đằng sau có nghĩa là giai đoạn này đó là giai đoạn thả thính tối đa. Các bạn cần phải có cái gì để thu hút ánh nhìn của những cái người khác, đặc biệt là những anh chàng khác phái. Giai đoạn thả thính tối đa còn cái tuổi 40 đó là cần cái màu nó cong đậm, bởi vì các chị mệt lắm rồi, các em đừng có theo em nữa, em đã mệt mỏi lắm rồi, giai đoạn này không thả thính nữa. Đó, màu nó phải đậm đậm lại, nó phải đậm lại. Đấy, một cái ví dụ nó thân quen như vậy để các anh chị thấy là riêng cái màu sắc nó đã phải khác biệt. Vậy thì thay vì một phân khúc như vậy, chúng ta sẽ chia ra thành những phân khúc nhỏ hơn. Đó, cũng là phụ nữ, nhưng mà phụ nữ cũng là nhân viên văn phòng, cũng là cán bộ. Đấy, nhưng mà là từ 22 cho đến 25 tuổi, ví dụ như vậy, hoặc là 22 đến 27 tuổi. Đó, từ 27 cho đến 32 tuổi. Từ 32 đến 37 tuổi, từ 37 cho đến 42 tuổi. Chúng ta chia ra từng phân khúc như vậy. Đó. Và đối với các cái sản phẩm mà liên quan đến chăm sóc cho phụ nữ, rồi là sản phẩm về sức khỏe đồ này kia đó, thì tôi khuyến khích là các anh chị nên lấy cái nhóm độ tuổi đó là năm, tức là chúng ta cái khoảng cách mà chúng ta lấy thân từng phân khúc là 5 tuổi, 5 tuổi, đừng có lấy hơn 5 tuổi, bởi vì hơn 5 tuổi thì đặc tính tâm sinh lý nó sẽ khác nhau và chúng ta không bao giờ làm ra được cái sản phẩm nó hài lòng trong một cái dài nó rộng như vậy đến 10 tuổi như vậy được. Các anh chị nghe cái từ là thứ riêng nhất, thì riêng nhất là do chúng ta chọn là cái phân khúc nó rất là cụ thể. Vậy thì từ phân khúc mà tôi chọn ra, ví dụ cũng là nữ nhân viên văn phòng độ tuổi từ 22 cho đến 27 tuổi, thì riêng cái phân khúc này tôi sẽ tạo cho họ một cái dòng sản phẩm chuyên cho họ mà thôi. Nói thêm những cái đặc tính khác, các anh chị sẽ thấy cái độ tuổi mà từ 20 đến 27 tuổi này đó là sức khỏe cực tốt. Và cái gì mà nó không có liên quan trực tiếp đến cái vấn đề mà chúng ta đang gặp phải ở đời sống hàng ngày thì xin thưa chúng ta nói cho vui, chứ nó không có quan tâm. Ví dụ chúng ta nói rằng là sản phẩm thì phải là sản phẩm có nguồn gốc an toàn hoặc là sản phẩm thiên nhiên. Nhưng mà phân khúc từ 22 đến 27 tuổi đó chưa phải là yếu tố quan tâm hàng đầu. Quan tâm hàng đầu là màu sắc có đẹp hay không? Có độ bền màu có tốt hay không? Có đúng không ạ? Vậy thì với cái phân khúc này, chúng ta chưa tập trung lắm vào cái tính năng là an toàn và thiên nhiên. À, và thêm một yếu tố nữa là cái khả năng chi trả của phân khúc ở giai đoạn từ 22 đến 27 tuổi nó hạn chế hơn rất nhiều so với cái phân khúc là từ 37 đến 42. Lúc này thì cái thu nhập nó đã ổn định rồi, đã có của ăn của để. Đấy, thì mới ưu tiên cho cái vấn đề là sản phẩm an toàn, còn giá nó cao cũng ok. Lý do là giai đoạn này đã có những cái biểu hiện về mặt sức khỏe. Chúng ta sẽ không bao giờ quan tâm đến cái gì nếu như cái đó nó đang xảy ra hàng ngày hàng giờ của chúng ta. Ai cũng nói rằng ung thư nó đang tràn lan, phải ăn uống cẩn thận. Nhưng xin thưa, nếu nó không có xảy ra với chính mình đang có dấu hiệu liên quan đến sức khỏe thì mình chỉ nói cho vui thôi. Chứ còn mình chưa đưa ra một cái gọi là mang tính quyết định trong cái việc chúng ta tiêu thụ cả cái sản phẩm trên thị trường. Chúng ta chỉ có mang tính là khuyến khích như vậy thôi. À, đi chợ thì cũng hỏi là cái sản phẩm này có an toàn không? À, sản phẩm này không? Thì và người bán thì họ sẽ luôn nói rằng sản phẩm này an toàn là chúng ta mua. Còn nếu khi chúng ta đã có vấn đề về sức khỏe thì chúng ta phải hỏi bằng chứng đâu? Có tiêu chuẩn Việt Gáp chưa? Có tiêu chuẩn về sản xuất hữu cơ chưa? À, phải có minh chứng. Còn giai đoạn đầu mà chúng ta chưa có phải gặp phải vấn đề đó thì chúng ta chỉ hỏi cho nó vui thôi, hỏi theo xu hướng mà. Sản phẩm này phải thiên nhiên không em? Đó, son môi đó phải thiên nhiên không? À, và chỉ cần người bán nói rằng là sản phẩm thiên nhiên thì chúng ta mua, chưa cần phải kiểm chứng. Còn khi mà chúng ta đã đang có cái tiềm năng là sẽ có cái bệnh gì đó mà liên quan đến ung thư đó, thì sản phẩm đó chúng ta muốn sử dụng chắc chắn chúng ta sẽ tìm cho ra cái gốc của nó là cái gì, nó đã được chứng nhận bởi những cái tiêu chuẩn gì rồi thì chúng ta mới dám mua. Đó. Cho nên là mỗi phân khúc khách hàng cụ thể khác nhau thì nó sẽ có những cái yêu cầu khi quyết định mua một cái sản phẩm hoàn toàn khác nhau.
cho nên không được vội vàng. Các anh chị muốn đổi mới cái mô hình của mình thì phải luôn bắt đầu từ cái việc là phân nhỏ cái phân khúc khách hàng mục tiêu ra để thấu hiểu họ. Còn không làm được việc này, xin thưa đừng có đổi mới sáng tạo gì hết, bởi vì chúng ta đang đi thầy bỏ xem voi cho nó vui thôi, nói cho vui thôi, chứ làm ra sản phẩm cuối cùng vẫn không tương thích với những cái nhóm người cụ thể trong xã hội này. Vì sao cái phân khúc khách hàng này mà tôi phải nói rất là kỳ? Bởi vì nó là cái lỗi quá phổ biến và nó quá nghiêm trọng, chứ không gì hết đấy. Chúng ta không đi ra khỏi được cái thói quen rằng là cứ mua cái sản, cứ làm ra cái sản phẩm rồi đi tìm cái người để bán. Chưa làm ra sản phẩm, chúng ta đã phải tìm xem ai là người sẽ sử dụng sản phẩm đó khi chúng ta làm ra, và họ có cái mong muốn gì, họ có nỗi đau gì. Trong khởi nghiệp thì chúng ta gọi là nỗi đau gì, khi họ đang sử dụng những cái sản phẩm tương tự như cái chúng ta định làm. Không hiểu được nỗi đau khách hàng, không cần gì để khởi nghiệp hết. Các anh chị nhớ cho tôi cái đó. Khi đi cố vấn, hỏi về các cái doanh nghiệp, luôn hỏi cái này trước. Khi chúng tôi thẩm định kể cả chương trình Shark Tank, chúng tôi luôn hỏi câu này: phân khúc khách hàng cả các em hướng đến của các cái dự án hướng đến là ai? Nếu bạn nào chỉ cần nói câu này thôi này là loại ngay từ đầu, không nói thêm cái gì hết á. Đó là em làm ra sản phẩm này cho những ai có nhu cầu, loại ngay, không có tư duy. Mà phải là ví dụ phân khúc của em hướng đến là một gồm có các bạn nữ nhân viên văn phòng từ 22 đến 25 tuổi và thu nhập từ 10 triệu, xung quanh mốc 10 triệu một tháng, ví dụ như vậy. Thì chúng tôi hiểu rằng à, bạn này có tư duy, như thế mới trở thành chuyên nhân được. Còn chúng tôi không cần quan tâm cái thông tin các bạn nói ở trong là cái gì đâu, chúng tôi chỉ cần đo cái tư duy thôi. Còn cái phân khúc đó có thể ở thời điểm này các bạn xác định những ngày là phân khúc đó, nhưng ngày mai các bạn có quyền chuyển đổi sang một phân khúc khác đó. Bởi vì cái nhu cầu của con người chúng ta nó biến chuyển từng ngày từng giờ, và cái việc các bạn sẽ hướng cái sự tập trung của mình theo những cái biến chuyển nào của những nhóm khách hàng nào là hoàn toàn dựa vào cái chiến lược của các bạn, vào cái thế mạnh, cái sự phát hiện ra nỗi đau của các bạn. Đấy, vậy thì khi xây dựng mô hình kinh doanh, chúng ta luôn bắt đầu từ phân khúc khách hàng các anh chị nhé. Rồi cái thứ hai này, nó mới nhảy vào cái giữa này, đó là khi hiểu được người rồi, biết người, thì đến cái việc là biết ta, trăm trận trăm thắng. Đơn giản vậy thôi. Trong chính cái ô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 này đó, thì cái ô số 1 và cái ô số 2 này là nó chiếm cái sự quan trọng đến 50%. Còn 7 ô còn lại nó chỉ chiếm 70% tầm quan trọng, à 50% tầm quan trọng mà thôi. Cái số 1 và cái số 2 là quan trọng hàng đầu. Và đây là cái yếu tố mà chúng ta phải thảo luận nhiều nhất trong quá trình hoàn thiện cái mô hình kinh doanh. Biết người. Trong cái việc biết người biết ta, theo các anh chị biết cái nào khó hơn ạ? Trong cuộc sống hàng ngày đó. Mời các anh chị từ các đầu câu chúng ta tương tác một chút ạ. Biết người về biết ta, theo các anh chị cái nào khó hơn? Vâng, đường truyền nó hơi bị kém, thật ra là em không rõ cái giải pháp giá trị gì ạ. À, không nghe được hả? Vâng. À, tôi đang hỏi trong cuộc sống thì biết người và biết ta thì cái nào khó hơn? Em nghĩ là cả hai ạ. Vâng. Cái nào khó hơn? Cái nào cũng khó, đúng rồi, nhưng mà theo các anh chị, theo Hưng thì cái nào khó hơn? Cái từ biết người ạ, biết lòng người ạ, là khó, khó hơn ạ. Biết ta không dễ, nhưng biết người thì khó hơn gấp ngàn lần. Còn biết người rồi thì đơn giản, ta chỉ tùy thuần theo người thì ta sẽ thành công. Vận hành doanh nghiệp nó dựa trên những nguyên lý căn bản trong vũ trụ, và nó chuyển hóa trong doanh nghiệp, trong kinh doanh thành những học thuyết này, học thuyết kia mà thôi.
Còn bản chất nó đều dựa trên những nguyên lý gọi là nguyên lý gốc. Tôi cũng học trong nước, ngoài nước, cũng đủ các cái thứ học thuyết rồi. Đó. Thì tôi nghiệm lại là tất cả nó đều đến từ những cái nguyên lý rất là gốc, rất là căn bản. Và tôi rất là muốn là làm sao trong quá trình chia sẻ là dẫn dắt. Hôm nay là chỉ cái thời gian rất là ít. Đấy, cho nên tôi chỉ dẫn được một vài nguyên lý. Còn nếu chương trình dài hơi, các anh chị sẽ nói tôi nói những cái câu nói hàng ngày, hàng giờ các anh chị nghe và vận dụng vào trong kinh doanh nó như thế nào. Thì ai cũng dễ nhớ hết. Vậy thì biết người là cái việc khó hơn và chúng ta phải dành nhiều thời gian nhất. Chính là biết khách hàng đấy. Xem họ là ai, họ thực sự có nỗi đau gì và chúng ta có thể tạo ra cái giải pháp để giúp cho họ giải quyết cái nỗi đau của họ, những cái sự không hài lòng, những sự than phiền của họ. Khi mà đã biết rồi đó, bây giờ tôi biết, ví dụ như là đây này, tôi sẽ làm một ví dụ luôn. Bạn Hoài cho tôi tương tác tiếp nha. Bạn không hài lòng nhất khi sử dụng son ở điểm gì? Bạn nói ra thật thật tâm của mình luôn đấy. Bạn đang sử dụng son và bạn không hài lòng nhất là cái gì? Bạn, nỗi đau lớn nhất là gì? Đó là trong son nó là có thành phần gì? Tức là trong son thì có thành phần gì? Còn nếu mà dùng son tự nhiên thì cái độ lì thì lại sẽ kém đi. Trời, đúng rồi. Hai cái nỗi đau này thì tôi nghe cả chị nói mà. Đó. Sản phẩm son môi đang bán trên thị trường mà không phải nguồn gốc thiên nhiên đó, thì cái hàm lượng chì nó quá cao, và ai cũng biết hàm lượng chì cao thì nó sẽ là một trong những nguyên nhân để nó gây nên ung thư. Và điều đó thì ai cũng đáng sợ, là một đau rất lớn. Vậy thì giải pháp trên thị trường là xuất hiện những dòng son môi thiên nhiên, xem như là một giải pháp và đang là xu hướng được thị trường chấp nhận. Tuy nhiên nỗi đau mới nó là xuất hiện trong cái sản phẩm son môi thiên nhiên hiện tại, và đây là nỗi đau mà chưa nhiều sản phẩm giải quyết được, đó chính là đồ ly, tức là nó nhân bị phai màu quá. Vậy thì tôi hiểu được cái phân khúc khách hàng của tôi, mà chị Hoài là cái người đại diện đấy, chỉ có nỗi đau đó. Thì tôi đơn giản này, biết người đau cái đó thì tôi tìm ra giải pháp để tôi chữa nỗi đau đó mà thôi. Tôi sẽ làm ra một cái dòng son môi thiên nhiên mà sẽ tăng cái thời gian cái đồ ly đó trên môi cho chị Hoài. Và tôi sẽ tiếp tục hỏi chị Hoài này, bây giờ thì cái son môi chị đang sử dụng thì nó khoảng bao nhiêu tiếng thì chị phải đánh lại một lần? Đối với các chị em khác thì không biết thế nào, nhưng đối với em thì đánh son thì nó theo tâm trạng này. Tức là cái đồ đồ ly đó, tức là bao nhiêu lâu thì chị phải 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 lấy cây son ra và phải 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 bôi lại một lần nữa? Em nói như này bởi vì vì sao, là theo tâm trạng này. Nếu mà hôm nào mà vui ấy, thì ăn nhiều ấy, thì là khả năng chắc chỉ khoảng 3-4 tiếng nữa đã phải đánh lại một lần rồi. Còn hôm nào mà không có tâm trạng ăn uống ấy thì chắc là cả ngày đến đầu giờ chiều thì chắc một ngày đến 2 lần ạ. Rồi, như vậy thì tôi phát hiện thêm một nỗi đau nữa. Cái này gọi là cái phương pháp về phỏng vấn khám phá khách hàng. Mà tôi phải xác định được phân khúc trước tôi mới khám phá được nhé. Chứ còn mà nếu mà tôi không có xác định trước là không kết gì tôi ra tôi biết hỏi ai. Không khéo là tôi lại đi hỏi một cụ già, cụ ba khoảng từ 70 tuổi trở lên là hỏng. Đúng không? Tôi đi hỏi ba con, ba của tôi trong nhà đó. Đó tôi hỏi bà ơi, bây giờ son môi thì bà nghĩ rằng là bao nhiêu tiếng một ngày là vừa? Bao nhiêu tiếng là mình sẽ bôi một lần một vừa? Thì bà bảo rằng là thời của bà là bà chỉ cần bôi một sáng là buổi sáng hay buổi trâu đó hay gì đó. Đối với các bà em nghĩ là nên chuyển sang bán trầu ạ. Thế đấy thì là hỏng mất đấy, cho nên là chúng ta phải xác định cái phân khúc chúng ta muốn phục vụ là ai. Tôi muốn phục vụ cho chị Hoài thì tôi sẽ hỏi chị Hoài đó. Vậy thì tôi phải nhìn thêm một nỗi đau nữa, đó là cái son này trôi là thì do là cái thói quen khi chúng ta ăn uống đó, nó sẽ trôi theo cái thức ăn đấy. Vâng đúng ạ. Đó cho nên là tôi sẽ bắt đầu chuyển hướng này, cái son của tôi mà làm sao mà nó có thể vừa tăng cái độ ly nếu mà không có ăn uống, và vừa tăng cái độ ly khi mà khách hàng có cái thói quen là ăn uống nữa. Bởi vì khách hàng của tôi là làm việc văn phòng, cho nên là hay thói quen là ăn vặt, rồi chị em hay chia sẻ cái này cái kia, nửa giờ rủ nhau đi ăn uống cái gì đó. Đấy, tôi hiểu cái hành vi của họ như vậy. Và đơn giản là tôi sẽ tạo ra giải pháp. Tôi chỉ phục vụ đúng cái phân khúc này thôi nha. Tôi tạo ra giải pháp để làm sao mà son mà khi dùng ăn uống mà nó không có bị trôi. Tôi chỉ tập trung vào cái đó thôi, tôi chỉ nghiên cứu đúng một cái thứ đó thôi. Vậy thì bây giờ tôi làm ra được sản phẩm đó.
Khi chúng ta đã hiểu ra được vấn đề, có nghĩa là chúng ta đã giải quyết được 50% của vấn đề. Đấy, chị nhớ câu nói đó. Giải pháp bây giờ nó không khó. Nhà bác học Albert Einstein, ông đã có một câu nói: nếu tôi có 1 tiếng đồng hồ thì tôi sẽ dành ra 55 phút để tôi tìm hiểu xem vấn đề là cái gì, và tôi chỉ mất 5 phút để ra giải pháp. Và với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và trí tuệ của loài người hiện nay thì giải pháp nó vô cùng đơn giản. Chỉ là chúng ta không biết cái vấn đề là gì để giải quyết thôi. Chứ còn đã xác định được vấn đề thì giải pháp không phải là vấn đề quá khó. Đấy. Vậy tôi sẽ nghiên cứu cùng đội ngũ của mình, sẽ nghiên cứu ra một cái công thức để làm sao mà cái son này nó vẫn giữ được màu khi khách hàng của tôi ăn uống và tôi tạo ra được sản phẩm đó. Vậy thì khi tôi tạo ra được cái sản phẩm đó và tôi chỉ cần truyền thông trên trên mạng thôi, tôi chưa cần làm gì nhiều. Tôi chỉ cần bỏ một cái thông tin trên Facebook, tôi đã có cái sản phẩm này là phục vụ cho các chị em như vậy, và nó sẽ không bị phai màu khi chúng ta ăn uống. Đó. Và cái thông tin này sẽ đến tai của chị Hoa, thì lập tức chị Hoa chị sẽ chủ động liên hệ tôi để mua sản phẩm đó, chứ không cần tôi phải đem đến để bán hàng cho chị nữa, vì đó là cái nỗi đau thường trực hàng ngày hàng giờ mà, đúng không ai? Thì cái đó Đúng ạ. chúng ta gọi là chúng ta đã tạo ra một cái giải pháp giá trị hơn cho khách hàng. Nhớ nha, cái từ giải pháp giá trị này nó có thêm cái từ hơn nữa là các anh chị sẽ dễ hình dung. Bất kỳ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nào, chúng ta phải tạo ra một thứ nó có giá trị hơn những thứ đang có trên thị trường đó. Và ở đây tôi chỉ tập trung vào đúng một giá trị thôi, không cần nhiều, giải quyết đúng một nỗi đau của chị Hoài. Giá trị có nghĩa là chúng ta tạo ra được một cái phương thức mà giải quyết một nỗi đau của khách hàng thì nó được gọi là một giá trị. Đấy, cái từ nó rất là mơ hồ với các anh chị từ trước đến nay, là cái từ giá trị. Thì các anh chị nhớ rằng giá trị có nghĩa là chúng ta đem đến cho người khác một cái lợi ích tốt hơn những gì nó đang có. Tức là nó hàm nghĩa ở trong cái từ giá trị nó phải có cái từ vượt trội, từ hơn đấy. Ví dụ tôi nói rằng tôi là người có giá trị thì đó là tôi nói cho vui. Còn nếu người khác tiếp xúc với tôi mà không thấy rằng tôi mang lại cho họ bất kỳ một cái giá trị gì, từ một lợi ích gì hơn so với họ tiếp xúc với những cái người xung quanh tôi, thì tôi chính là người không có giá trị. Đấy. Giá trị là một thứ gì đó nó phải mang đến lợi ích tốt hơn cho những người mà chúng ta đang tương tác. Và nó không phải là một cái tính năng công năng của sản phẩm, mà đó là cái cách thức chúng ta tạo ra cái niềm vui và giải quyết những cái vấn đề, những cái sự không hài lòng, những nỗi đau của khách cứ một cái gì đó mà khách hàng không hài lòng mà chúng ta giải quyết cho họ được thì nó được gọi là một giá trị các anh chị nhé. Đấy. Và bản chất thì khách hàng họ không phải mua sản phẩm về để dùng đâu, mà họ mua một cái sản phẩm như là một cái giải pháp để giải quyết một vấn đề của họ. Ví dụ như bạn tôi tạo ra một cái dòng son môi nó mang tên là hạt tê đi, ví dụ như vậy, son môi thiên nhiên, thì chị Hoài chị bỏ tiền ra chị mua cái sản phẩm đó của tôi, không phải là chị mua cái sản phẩm son môi về để đánh trên môi đâu, mà chị đang mua cái sản phẩm của tôi để giải quyết vấn đề đó là làm sao mà không bị trôi cái son khi chúng ta ăn uống. Đấy, các anh chị hình dung không ạ? Để có thể khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chúng ta phải hiểu sâu đằng sau cái động cơ mà khách hàng mua một cái sản phẩm là cái gì. Nếu mà chị muốn mua một cái sản phẩm để mà bôi son lên rồi cho nó đẹp, rồi cho nó xinh gì đó, thì chị có thể mua những người khác mà, chị đâu cần nhất thiết phải mua tôi. Nhưng mà chị mua tôi là chị vì chị đang có một vấn đề, Đọc qua chị mua tôi là như một giải pháp để giải nó quyết vấn không đề đó của sao chị. đủ đấy. À, nó đơn giản vậy thôi nha. Vậy thì tôi phải có cái giá trị vượt trội là chúng tôi chữa được cái nỗi đau cho chị Hoài. Vậy thì biết người, biết ta là cực kỳ quan trọng, và đó là 2 cái phần mà tôi phải nói rất là nhiều trong cái mô hình kinh doanh này. Phải luôn bắt đầu từ biết người xong rồi đến biết ta. Và có những cái gợi ý để các anh chị có thể tạo ra những cái tính vượt trội, những cái giá trị, những cái lợi ích cho khách hàng. Thì các có thể nó là tính mới, tức là chúng ta làm ra một cái thứ mà chưa từng xuất hiện, hoặc là chúng ta thêm một cái
cái tính mới vào trong một sản phẩm hiện có. Cái này thì cả các chị làm ở trong cái lĩnh vực khoa học công nghệ thì đều hiểu cái khái niệm tính mới là gì. Là chúng ta không nhất thiết phải làm ra một cái gì đó nó mới hoàn toàn, mà chúng ta chỉ cần thêm một cái đặc tính gì đó trong một cái thứ cũ thì cái đó nó được gọi là có tính mới rồi. Ví dụ như bây giờ son môi các anh chị đang dùng là dùng theo cái hình thức là các chị đang dùng là cái thỏi son đó. À, và cái thỏi son đó hình tròn. Ví dụ như vậy, bây giờ tôi không làm cái thỏi son đó hình tròn được, tôi làm cái thỏi son đó hình vuông. Tức là tôi đang nói cái thỏi son phía trong nhà chứ không phải là cái bao ở phía ngoài đâu, cái hộp phía ngoài đâu. Đó. Bởi vì tôi biết có một cái phân khúc khách hàng họ rất là dị ứng với cái hình tròn. Tôi ví dụ thôi nha. Và hoặc là họ chỉ đơn giản họ muốn một cái gì nó khác biệt. Người khác dùng cái ống son mà cái lõi nó hình tròn, tôi phải dùng cái lõi hình vuông kia, tôi mới cảm thấy cái sự đẳng cấp khác biệt của mình. Đó, thì tôi tạo ra một cái thỏi son mà nó là hình vuông hoặc là hình tam giác chứ nó không phải là hình tròn nữa. Thì trong cái chủ đề mà về tư duy đổi mới sáng tạo mà cái huấn luyện đầy đủ đó, là tôi có cái câu chuyện về trái dưa hấu đó. Vì sao trái dưa hấu tròn thì cho bò ăn, mà trái dưa hấu vuông thì nó có giá đến hơn 4 triệu một quả mà vẫn cháy hàng. Đấy. Cho nên chúng ta tạo ra cái sự tính mới nó không phải không hề khó, nhưng mà phải hiểu là cái đó ai cần không. Chúng ta luôn luôn đặt cái câu hỏi rằng là có ai thực sự trên thị trường cần một cái thỏi son hình vuông hoặc hình tam giác hoặc là hình gì đó. Chúng ta phải lựa chọn ra cái phân khúc đó và chúng ta hỏi họ, chứ không phải là chúng ta tự nghĩ ra cái tính mới là chúng ta rồi chúng ta làm đâu. Như vậy thì chúng ta đang đi vào cái con đường là tạo ra sản phẩm trước rồi mới sau đó mới đo lường xem cái sản phẩm đó có ai cần hay không, là chúng ta đi ngược quy trình. Ví dụ tôi sẽ hỏi bạn Hoài, và bạn Hoài nói rằng là cái hình tròn này nó nhìn nó cũng chán lắm, nó có cảm xúc khi chúng ta bôi vì ngày nào năm nào mấy chục năm nay rồi vẫn dùng cái hình tròn. À, thế bây giờ tôi sẽ hỏi là vậy thì bạn thích cái hình gì? Anh thì có vẻ hợp với cái hình tam giác, ví dụ như vậy. Và tôi hỏi 10 người như vậy thì có hết 9 người họ thích cái hình tam giác, thì tôi chắc chắn về sẽ làm cái thỏi son hình tam giác, và đó sẽ là tạo ra một sản phẩm rất đặc biệt trên thị trường. Còn dân sản xuất là những người như chị hỏi. Buồn quá, tôi thấy là chương trình chúng ta thì lại là phần lớn các anh chị đang tham gia cả cái chương trình hội thảo gì đó. Các anh chị thấy khi tôi chia sẻ với toàn cái tâm huyết của mình, và khi mà chia sẻ trước cái máy như thế này đó, cái năng lượng nó tiêu hao cực kỳ lớn, các anh chị không hình dung được đâu. Cái các anh chị ngồi trong một lớp học đó thì nó khác, cái tính tương tác nó khác, và cái cảm xúc của cái giảng viên họ sẽ khác. Còn ngồi trước máy như thế nó rất là mệt, và đặc biệt mà khi biết được các anh chị vừa phải bật lên thế nhưng mà các anh chị đang theo dõi một chương trình nào đó nữa thì nó đúng là rất là tụt cảm xúc đó. Trong khi với cái tinh thần là tôi rất là hỗ trợ như thế này. À, rồi cái tính độc đáo. À, ví dụ như các anh chị thấy là cái chiếc xe đi, cái hình chiếc xe, thì thay vì những cái chiếc xe khác người ta mở cửa ra hai bên hoặc là mở lui, à, như các cái dòng xe cao cấp Bentley rồi này kia thì người ta mở lui hoặc là cửa trượt, à, vậy thì chiếc xe mà nó làm ra nó mở lên trên trời đó, nó là gọi là cái sự độc đáo. Thực ra mở lên trên trời nó không chưa chắc là thuận tiện hơn so với cái mở lui, à, hoặc là mở trượt, nhưng mà người ta muốn cái sự độc đáo để thể hiện một cái gì đó. Những cái người mà phân khúc khách hàng mà hướng đến cho cái dòng xe, những cái dòng xe mở cửa lên trời này là dành cho một phân khúc giới trẻ, đúng không? Muốn thể hiện có những người họ thích chơi ngóng như thế, họ thích sự đặc biệt, không đúng ha? Chứ cái sản phẩm này đâu có thể bán cho tôi được, ví dụ như vậy. Trách nhiệm hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội kiên quyết đấu. Đấy, cho nên cái sự độc đáo cũng là một cái điểm để chúng ta có thể tạo ra cái sự đột phá cho sản phẩm của mình. Bây giờ có mở lên trời rồi, tôi không mà chưa có mở xuống đất, tôi sẽ làm một cái dòng xe mở xuống đất và chúng ta bước lên như đi lên máy bay vậy đó, được không ạ? Được mà. Đấy, sẽ có một cái phân khúc họ thích những cái thứ gì mà người khác không có, và các anh chị hình dung cái mô hình này gọi là mô hình bán ít mà lợi nhiều, gọi là bán giá trị đấy. Chúng ta không bán theo cái giá thân của sản phẩm mà chúng ta bán giá trị. Đấy. Và đây là chính là xu hướng khởi nghiệp trên toàn thế giới, chứ không phải là cái xu hướng nó sẽ bán nhiều mà lợi ích đâu các anh chị ạ. Đấy chính là cái xu hướng mới.
một chiếc xe như thế này này, nó bán về thì nó có thể thu lợi nhuận và bằng 100 chiếc xe khác nó bán ra. Tại sao nó không bán? Thay vì chúng ta phải nỗ lực đi tìm kiếm 100 khách hàng, bây giờ chúng ta chỉ cần phục vụ cho một cái phân khúc mà chưa ai hài lòng họ, nó chỉ chiếm đâu đó khoảng 1% dân số trên thế giới thôi. Nhưng mà họ sẵn sàng bỏ tiền ra. Chúng ta bán cho 1% dân số này, nhưng nó là doanh, không nói đến doanh thu, nhưng mà chỉ lợi nhuận nó bằng so với cái việc chúng ta bán cho hết 50% dân số. Thì tại sao chúng ta không bán cho 1% này? Để mà bán được cho 50% dân số trên trái đất này là câu chuyện vô cùng khó khăn. Vì sẽ có nhiều người chơi khác cùng chơi trong sân chơi này. Anh chị hình dung không? Cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Nhưng mà còn một cái quả trống dù nhỏ nhưng mà khả năng chi trả cao. Và đây chính là cái ưu điểm của cái mô hình mà các cái sản phẩm thiên nhiên mà đang hướng đến các anh chị. Chúng ta bán giá trị. Rồi là sản phẩm về thực phẩm sạch. Tôi rất tiếc không có thời gian để phân tích thêm về cái mô hình mà vì sao các cái mô hình làm về thực phẩm sạch mà lại thất bại. Mà đặc biệt là trong đối tượng là hội nông dân, hội phụ nữ, các anh chị hay đổ một cái lỗi đó ra. Khách hàng họ không chịu mua giá cao. Xin thưa, vì chúng ta không hiểu đúng cái phân khúc mà họ sẵn sàng mua giá cao hơn gấp 2-3 lần so với cái mức giá mà các anh chị đang nghĩ rằng nó cao đó. Cái phân khúc đó trong xã hội vẫn chưa ai phục vụ họ hết. Nhưng lý do vì sao mà họ có tiền, họ sẵn sàng mua mà họ không chịu mua, theo các anh chị là vì cái gì? Ví dụ các anh chị sản xuất ra một bó rau cải đi, mà theo phương pháp hữu cơ, theo tiêu chuẩn sản xuất an toàn 100% luôn đấy. Thì cái bó cải đó, nó sản phẩm là ví dụ như nó sẽ gấp cho tôi cho là đâu đó gấp 3 lần so với một cái bó cải bình thường. Và các anh chị bán không được. Và các anh chị nói rằng là do là khách hàng không chịu mua, là do cái giá cao như vậy. Thì đó có phải là cái lý do đúng đắn hay không? Và anh chị nào có thể chia sẻ cái này với tôi không? Có phải lý do là khách hàng không 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 thể mua với giá cao được không ạ? Em không có ý kiến ạ. À, xin mời. Vâng. Thầy gọi là vì sao là không mua cái bó cải giá cao gấp 3 lần so với mẹ một bó cải là mấy ạ? Thì em nghĩ rằng là vì rằng là cái mình sử dụng cái sản phẩm rau quả này ông đối với mớ ở ngoài chợ ấy, thì nó chưa khác biệt lắm với lại cái bó cải hữu cơ ấy. Nghĩa là cái tác động của cái bó cải ngoài chợ có thể rằng là hàm lượng chất bảo vệ thực vật hay là hàm lượng đạm này nó cao hơn, nhưng khi mà mua hai mớ về cùng ăn thì là nó chưa có sự khác biệt rõ ràng. À, khác biệt mà Hoài đang nói đến đây là khác biệt về mặt chất lượng hay là về cái gì? Cả hai ạ. Thứ nhất là về chất lượng sản phẩm. Thứ hai là về cái độ độc hại mà cái hàm sinh khuẩn là cái các dư lượng ở trong trong thực vật ấy nó chưa đủ để gây ra độc tố cho con người. Nó nghĩa là ngay lúc đấy người ta chưa có thể cảm nhận được rằng là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người ta, thì người ta sẽ thấy được rằng là ồ thế cái bó cải trồng theo phương thức hữu cơ hay là trồng theo phương thức ở ngoài chợ thì nó cũng không khác biệt mấy. Thì so với giá tỷ lệ thì là giá cả thì là người ta sẽ chọn hàng ở ngoài chợ hơn. Theo em thì là như vậy. Rồi, cảm ơn Hoài. Cái vấn đề của Hoa nói đó thì nó đang còn liên quan đến một cái yếu tố nữa, đó là chúng ta kinh doanh không chính trực. Tôi là giảng viên của UNDP về cái chương trình khởi nghiệp liên chính nữa, cho nên là đấy cũng là một vấn đề mà chúng ta phải cân nhắc. Khi mà chúng ta đã tuyên bố chúng ta làm là sản phẩm sạch thì vui lòng hãy cam kết với cái giá trị đó, không được bỏ lộn xộn cái sản phẩm. Ví dụ như một cái trang trại bây giờ chúng ta bảo rằng là sản phẩm mà làm theo sạch đó bán không được, cho nên chúng ta phải làm thêm 50% là sản phẩm theo cân tác bình thường, và chúng ta chia ra làm hai dòng sản phẩm, bên này sạch bên này không sạch, thì xin thưa các anh chị không bao giờ xây dựng được cái niềm tin cho khách hàng để họ sẵn sàng mua cái sản phẩm sạch hết. Bởi vì họ sẽ nói rằng, họ sẽ luôn nghĩ rằng chúng ta làm ăn nhập nhằng, chúng ta lấy sản phẩm không sạch để mà bán trở thành sản phẩm sạch đấy.
kiểu mà chúng ta hay nói là treo đầu dê bán thịt chó đấy. Vậy thì À. cuối cùng cái vấn đề ở đây nó chính là niềm tin. Các anh chị ạ, các anh chị nào ở đặc biệt trong hội phụ nữ và nông dân, lưu ý cho tôi cái này, nói với bà con nông dân, vấn đề không phải là khả năng chi trả của khách hàng. Họ sẵn sàng trả gấp gấp 10 lần, cái phân khúc đó vẫn có. Bây giờ các anh chị biết không, có tiền mà không biết ăn, không dám ăn gì. Các anh chị ạ, một cái phân khúc, một cái nhóm người đó, đó ở trong xã hội tinh thần nào cũng có, họ sẵn sàng trả rất nhiều lần cho vấn đề ăn uống, bởi vì những người có thu nhập từ khá trở lên, cái chi tiêu cho ăn uống nó không chiếm bao nhiêu hết so với thu nhập hoặc là so với chi tiêu cả cái dịch vụ khác trong đời sống của họ. Họ chỉ mong muốn rằng sản phẩm đó nó an toàn cho chính họ và gia đình của họ thôi, nhưng mà họ không có niềm tin. Chúng ta chưa làm đến cái câu, chưa làm đúng cái mà tôi nói ngay từ câu chuyện của Findo, đó là xây dựng cái thương hiệu. Thương hiệu là một cái hiệu để cho người khác thương, và để người khác thương mình không phải là câu chuyện ngày một ngày hai. Các anh chị ạ, khi xây dựng một niềm tin với một ai đó ở trong xã hội, không phải gặp một cái họ tin mình được, họ chỉ mới thích thích thôi, còn để họ tin mình nó mất một thời gian. Vậy thì khi các anh chị xây đi theo cái con hướng đường là thực phẩm trang trại sạch này, chăn nuôi hữu cơ đâu đấy, các anh chị phải mất một khoảng thời gian. Nếu các anh chị biết làm truyền thông tốt thì kinh nghiệm của tôi là 6 tháng, còn nếu không biết làm truyền thông nó còn có thể mất đến 1 đến 2 năm. Mà truyền thông về các cái sản phẩm thật sự là nó có một cái cách thức khác so với cái truyền thông bán những cái sản phẩm thông dụng trên thị trường. Truyền thông này nó phải nhấn mạnh vào cái sự chân chất về cái trải nghiệm của khách hàng, hãy cho khách hàng thấy cái quá trình chúng ta trăn trở với cái nỗi đau về sản phẩm sạch, cái sản phẩm bị nhiễm hóa chất trên thị trường nó như thế nào. Trước khi chúng ta hình thành nên cái trang trại, chúng ta đã truyền thông về cái đó rồi, chúng ta nói về câu chuyện đó rồi, rồi những ngày đầu tiên chúng ta làm từng cái, gieo từng hạt mầm xuống, cải tạo đất, rồi bón những cái phân hữu cơ như thế nào, quy trình tạo ra cái phân vi sinh như thế nào đấy, chúng ta chăm sóc nó như thế nào, để khi người ta thấy cả cái quy trình từ khi mới gieo hạt giống xuống cho đến khi ra một cái sản phẩm. Các anh chị phải truyền thông liên tục, có thể là chụp hình, có thể là bài viết, có thể là video quay ngày này qua ngày khác đưa lên Facebook, hoặc là Facebook cá nhân, hoặc là cái fanpage của hợp tác xã, của doanh nghiệp của mình, gọi là mang, gọi là truyền thông chân chất. Còn nếu truyền thông mà dựa vào kiểu mà dựa vào KOL, tức là nhờ những người nổi tiếng nói rằng a sản phẩm này tôi ăn của cái doanh nghiệp này nó rất là an toàn, xin thưa cách đó không hiệu quả trong cái truyền thông đối với những cái sản phẩm sạch. Bây giờ có ai tin các nghệ sĩ nói chuyện nữa đâu, có ai tin những người nói chuyện, ai cũng hiểu rằng là người đó đang được thuê để PR cho một sản phẩm. Vậy thì cách này gọi là cách từ truyền thông. Chúng ta làm gì, chúng ta trăn trở như thế nào, hãy cho người khác thấy cái sự trăn trở đó ngay trước khi chúng ta bắt đầu cái câu chuyện tạo ra sản phẩm, rồi cái hành trình chúng ta tạo ra sản phẩm như thế nào. Còn những cái phương tiện chỉ giúp chúng ta có là tiếp cận được nhiều người hơn, nhanh hơn mà thôi. Còn nguyên liệu vẫn là, tức là cái content, cái nội dung vẫn là yếu tố, content là vua mà. Đấy, vẫn yếu tố hàng đầu. Tức là nội dung ở đây là nội dung chân chất như tôi nói đấy. Hãy cho người khác thấy cái hành trình của mình làm từ ngày này qua ngày khác như thế nào, thì họ mới tin đó là sản phẩm sạch. Và tất nhiên sẽ đến một lúc chúng ta đạt được tiêu chuẩn chứng nhận là sản phẩm hữu cơ chẳng hạn. Đó là thêm một cái sự minh chứng cho người ta thấy rằng mình làm và mình đã nỗ lực đạt được cái chứng nhận đó, thì người ta sẽ mua sản phẩm với giá rất là cao. Lưu ý cái cách thức đi cái đối với các mô hình kinh tế sạch như vậy các anh chị nhé. Rồi còn ngoài ra còn có nhiều cái cách để chúng ta tạo ra cái sự ưu việt cho sản phẩm của mình, như là cái sự hiệu quả, rồi giúp khách hàng giải quyết vấn đề, rồi thiết kế, rồi cái thương hiệu cá nhân của chúng ta cũng được, rồi thương hiệu của doanh nghiệp đó. Ví dụ như cả các sản phẩm của Apple, các anh chị thấy không, nó luôn duy trì cái thương hiệu ở một cái, ở cái tầm rất là cao cho khách hàng á. Họ cảm thấy rằng khi sở hữu một cái điện thoại iPhone 13 ví dụ như bây giờ nó đang ra đời, thì nó nâng chúng ta lên một cái tầm khác, nó thể hiện cái đẳng cấp, cái sự khác biệt của chúng ta, cái sự cập nhật của chúng ta đấy.
chúng ta chỉ duy trì một cái hình ảnh thật đẹp về cái thương hiệu của mình thì khách hàng cũng đã có thể là chấp nhận được bộ sản phẩm của mình rồi, nhiều thứ đúng không ạ? Rồi hai cái số 1 và số 2 cực kỳ quan trọng, cho nên là chúng ta phải mất rất nhiều thời gian anh chị nhé. Và bây giờ này, khi đã biết người cần gì, chúng ta tạo ra được cái mà mọi người cần, thì chúng ta phải chuyển sang cái bước tiếp theo. Và bước này các doanh nghiệp nhỏ và vừa cực kỳ yêu, đó là kênh truyền thông và kênh phân phối. Chúng ta chỉ tập trung mỗi cái việc là kênh bán hàng, tức là kênh phân phối đó, mà quên mất cái kênh thông tin. Kênh thông tin là gì? Như là như tôi nói đó, Facebook, Zalo, website, fanpage, đấy, tham gia hội chợ trưởng đạo, tham gia cuộc thi khởi nghiệp của tỉnh. Thi không phải để làm mà thi, thi không phải để tham gia, tham gia hội chợ không phải để bán hàng. Đây là những cái các anh chị phải nhận thức cho đầy đủ này. Tham gia cuộc thi không phải là để thắng giải, tham gia hội chợ triển lãm không phải để bán hàng. Chúng ta không hiệu quả là vì chúng ta chưa hiểu đúng bản chất. Thi là để truyền thông và kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái đến với cái mô hình của mình. Rất nhiều các bạn đã tăng trưởng vượt bậc khi tham gia các cuộc thi nhờ các nguồn lực nó đến. Nguồn lực gồm có cả hỗ trợ của chính quyền địa phương, nguồn lực đến từ các đối tác, mình tham gia mình xuất hiện ở đó người ta mới biết mình. Rồi chúng ta cần vốn thì các nhà đầu tư họ ở đó, ở trong các cuộc thi đó đó. Và cái lợi được nhất đó là chúng ta được hội đồng giám khảo và cái chương trình tổ chức cuộc thi đó, họ huấn luyện, họ đào tạo và họ góp ý để hoàn thiện cái mô hình của mình, được lời rất nhiều thứ. Rồi tham gia hội chợ, vì sao tôi nói không phải để bán hàng, mục đích của hội chợ là giao thương, tức là chúng ta kết nối các cái đối tác lớn, kết nối các cái nguồn lực. Còn bán hàng, một tham gia hội chợ thường là tư duy chúng ta tham gia bán được 5-7 triệu như một ngày mừng lắm, 5-7 triệu để làm cái gì đâu, mà khi mà sau đó về lại vẫn là một ngày thì bán được có vài ba trăm ngàn, 5-7 triệu trong cuộc đời này trong vài ngày nó không giải quyết được cái gì hết. Tới đó vui lòng này, nếu các chị bên hội phụ nữ thì dành các cái chị em của mình cho tôi, tham gia hội chợ là phải đi kết nối, đi quấn cả cái gian hàng đó, xem có ai là cái đối tác là khách hàng của mình không, giới thiệu cái sản phẩm với họ, chứ đừng có tập trung đứng một chỗ, kết thúc hội chợ không biết ai xung quanh mình hết, bán được vài sản phẩm và vui mừng, và mãi mãi chúng ta khó khăn là vì vậy, vì làm không đúng thì không hiệu quả. Vậy trước khi nói đến cái chuyện bán hàng, hãy làm về truyền thông, tức là về thông tin cho tôi. Thả thính khắp nơi, có bao nhiêu doanh nghiệp nhỏ và vừa đã biết cách tận dụng cái nền tảng của Zalo, của Facebook, và đặc biệt là trong các cái hội nhóm đó, để đưa thông tin về sản phẩm của mình. Hay là một tháng chỉ đưa lên trên, trên thông tin lên Facebook, trên một hội nhóm nào đó một lần thì thôi. Tôi có cái chuyên đề về truyền thông cho khởi nghiệp, cùng nó là một chuyên đề riêng, thì tôi chỉ những cái cách thức nó rất đơn giản để các anh chị có thể làm. Trong một hội nhóm mà cái thông tin nó trôi qua liên tục, các anh chị thả lên là một giây sau nó đã vụt qua rồi, vậy thì mình phải thả liên tục. Khi mình thả liên tục đó, thì cái sự xuất hiện của mình nó bắt buộc người khác phải chú ý. Ví dụ như bây giờ các anh chị gặp một người lạ, các anh chị không bao giờ quan tâm đến họ, nhưng các anh chị gặp người lạ đó lần thứ hai bắt đầu quan tâm, lần thứ ba bắt đầu quan tâm, lần thứ tư càng quan tâm hơn. Đi đâu cũng gặp cái người lạ đó thì người lạ nó trở thành quen. Nguyên tắc trong cuộc sống như vậy và áp dụng vào trong kinh doanh. Vậy thì hãy thả cái hình ảnh thương hiệu sản phẩm chúng ta lên trên các diễn đàn thường xuyên thì nó trở thành một cái gì đó thân quen, đi vào tiềm thức của khách hàng một cách nào đó rất là tự nhiên, chứ không phải là chúng ta phải quảng cáo, phải giới thiệu về sản phẩm trực tiếp thì người ta mới nhớ đến mình. Nguyên tắc đầu tiên là người ta phải biết đến, thứ hai người ta phải nhớ, sau đó người ta mới thương. Anh chị biết rồi nhớ rồi mới thương. Chứ không phải gặp ai cả là thương được liền đâu. Hành trình nó rất là dài và phải làm, nó là phải thường xuyên lặp đi lặp lại. Và tôi luôn nói là truyền thông thì luôn là trước, trong và sau. Không bao giờ thúc đẩy được bán hàng hiệu quả nếu mà truyền thông không đi trước. Truyền thông các anh chị phải hình dung nó như là hồi xưa bộ đội chúng ta tấn công ấy, thì là luôn luôn là pháo binh đi trước dọn đường, là truyền thông đấy.
Bây giờ tôi muốn đổ bộ cái sản phẩm của tôi vào Hải Dương thì tôi bắt đầu ngồi tại vị trí của tôi bắn nạ pháo vào trước, vào Hải Dương trước. Thì tôi nạ bằng cái truyền thông đấy, tôi sẽ thả cái thông tin của tôi vào trong các hội nhóm ở tại khu vực của Hải Dương. Đó, cả cái khách hàng mục tiêu của tôi, ví dụ tôi bán son môi đi, thì tôi sẽ bắt đầu lân la vào các cái hội nhóm của chị em phụ nữ là bằng cách là tôi vào trong cái Facebook của chị Hoài đó, tôi lấy một người, xong rồi tôi xem bạn bè của chị là ai, thì tôi chỉ cần kết bạn xung quanh cái mạng lưới của chị Hoài thôi, tôi chọn những cái người nào mà nhìn mặt trẻ 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 giống như chị Hoài đó, tôi kết bạn đó, rồi tôi xem chị Hoài chị thường hay tương tác ở cái hội nhóm nào, tôi nhảy vào đó, tôi thả thông tin vào, mặc dù khi đó tôi chưa xuất hiện ở Hải Dương, cái đó gọi là nạ pháo tầm xa và truyền thông, được chưa? Vậy thì khi mà sản phẩm tôi xuất hiện một cái, tôi không cần phải chào bán gì nữa, mọi người sẽ đổ xô đến mua sản phẩm của tôi khi cái đó xuất hiện ở tại Hải Dương. Chứ còn khi mà chúng ta chưa làm cái công tác là truyền thông đi trước đó, nạ pháo mà đã đổ bộ binh vào rồi đó, không hiệu quả, vào một cái địch nó bắn nó đánh cho chúng ta chết luôn, vì chúng ta không biết họ ở, người dân ở đó họ không biết mình là ai cả, thì sản phẩm của chúng ta mất thời gian, để mất nguồn lực để mà là thuê chi phí mặt bằng này, rồi là thuê nhân công để mà trực cái kho hàng đó cho chúng ta, cái showroom đó cho chúng ta, nhưng khách hàng chưa biết đến thì vô cùng không hiệu quả, được chưa? Còn khi mọi người đã biết hết rồi thì tôi chỉ cần mở cửa hàng, thì hôm đó khai trương là cái tập khách hàng tiềm năng của tôi đã lao đến để sử dụng sản phẩm, và cứ một người dùng thì giới thiệu cho một người dùng được đấy. Cho nên luôn luôn là cân thông tin đi trước rồi cân phân phối mới đi sau đấy. Cân phân phối là tôi đang nói là mở cửa hàng đấy, đúng không? Hoặc là tôi sẽ bắt đầu phân phối sản phẩm của tôi cho các cái cửa hàng bán mỹ phẩm thiên nhiên ở tại Hải Dương đó. Thì khi mà mọi người đã bắt đầu có nhu cầu về sản phẩm đó rồi, thì khi tôi thông báo rằng sản phẩm đã có mặt tại các nhà phân phối ABCD thì họ sẽ chạy đến mua, rất đơn giản. Hoặc tôi bán tại siêu thị thì mọi người sẽ tìm đến siêu thị để mua đấy. Vậy thì thông tin kênh truyền thông đi trước, kênh phân phối đi sau. Cái thứ ba, cái thứ tư, khi khách hàng đã biết đến này và sử dụng sản phẩm của mình rồi, thì cái lỗi mà phần lớn các doanh nghiệp tiếp tục gặp mắc phải đó là quên mất khách hàng hiện tại, tập trung vào tìm kiếm khách hàng mới thôi. Sai ơi là sai. Các anh chị có biết là chi phí để mà có một khách hàng mới nó gấp 100 lần chi phí để lưu giữ một khách hàng cũ không? Cho nên đừng có quên mất cái khách hàng họ đã mua sản phẩm của mình, mà phải luôn luôn quan hệ với họ. Đó, quan hệ khách hàng tức là chăm sóc khách hàng họ đã mua sản phẩm của mình, hoặc là chúng ta có thể nói dễ hiểu đó là chăm sóc khách hàng chính sách hậu mãi đó, chính sách hậu mãi. Các anh chị cứ hình dung chúng ta phải có những chính sách dành cho khách hàng đã mua sản phẩm của mình, phải có cái đó. Đó, và khách hàng họ sẽ tiếp tục sử dụng thì họ sẽ giới thiệu sản phẩm cho chúng ta. Đấy. Và trong cái thời gian Covid vừa qua thì có một cách thức này mà tôi đã cố vấn cho rất nhiều doanh nghiệp để giải quyết được cái dòng tiền ngay từ khi mà chúng ta đang không có bán được sản phẩm mà dòng tiền vẫn về. Đó. Xin lỗi các anh chị một chút, tôi làm cái điện này, máy nó sắp hết pin. Các anh chị nghe là không? Tức là sản phẩm chúng ta không bán được nhưng mà tài theo tiền nó về được, bằng cái chiến lược là tập trung vào cái khách hàng họ đã sử dụng sản phẩm của mình. Và cách thức tôi chỉ nói một trong những cách thức như sau để các anh chị thấy này. Thường dòng tiền nó đến từ việc là sản phẩm chúng ta phải bán ra, khách hàng phải tiếp nhận thì tiền nó mới về chúng ta. Nhưng các anh chị có thể bán một cái thứ mà nó không phải liên quan đến sản phẩm của mình mà khách hàng vẫn cảm thấy vô cùng trân trọng khi nhận được thứ đó. Đó là cái gì? Có anh chị nào nghĩ ra không? Làm sao mà chúng ta cho khách hàng một cái giá trị, khi họ nhận được cái giá trị đó họ cảm thấy vô cùng tự hào, vô cùng biết ơn chúng ta, mặc dù họ phải trả tiền cho cái đó nhưng mà họ rất tri ân chúng ta.
Mà cái này không phải là sản phẩm. Và anh chị nào nghĩ ra cái gì không? Rồi thời gian không còn nhiều nên tôi phải nói luôn. Tôi lấy một ví dụ. Và anh chị nào đang thải sở hữu một cái thẻ thẻ VIP, thẻ VIP đó của một cái hãng nào đó không? Chắc là các anh chị sẽ có đúng không? Đấy. Vậy thì bây giờ ví dụ tôi làm Somo Thiên Nhiên. Tôi đã bán sản phẩm của tôi cho khoảng 100 khách hàng thường xuyên và đã sử dụng sản phẩm của tôi tối thiểu là 5 lần trở lên trong những năm qua rồi. Và bây giờ tôi nghĩ thêm một sáng kiến để có thể tạo thêm cái giá trị cho họ, nhưng mà tôi lại có thêm được cái dòng tiền bằng cách tôi sẽ phát thân thẻ VIP, tức là thẻ VIP cho những người nào là khách hàng mà đạt được điều kiện của tôi mới họ mới được sở hữu. Và điều kiện tôi đưa ra là phải sử dụng được cái, phải mua ít nhất là 5 lần sản phẩm của mình trong vòng 1 năm đã từng mua. Đấy, vậy thì tôi sẽ chọn lọc ra khoảng đâu đó được 100 người và tôi sẽ thông báo rằng là chương trình tri ân khách hàng thường xuyên của sản phẩm San Son Môi là HT, ví dụ như vậy. Đó. Và tôi sẽ phát hành ra 100 thẻ với mệnh giá một thẻ. Thẻ VIP này nó có cái đặc biệt là nó có mệnh giá. Như là thẻ mà chúng ta đi siêu thị, mà siêu thị hay bán cái thẻ mệnh giá đấy. Thì mệnh giá là 1 triệu. Và ai sở hữu được cái thẻ này thì sẽ được giảm giá 30% cho mỗi lần đơn hàng tiếp theo trong vòng 1 năm. Đấy. Vậy thì hãy cho khách hàng một cái điều kiện mà họ cảm thấy rằng là họ thực sự được trân trọng. Họ là cái người không phải giống như tất cả khách hàng đều được. Đấy. Chỉ chúng ta là cả người được cái thẻ VIP đó và chúng ta có một lợi ích như vậy. Đấy. Và tôi sẽ phát hành cái thẻ đó với mệnh giá 1 triệu và ai mà đồng ý với chương trình thì sẽ bỏ ra 1 triệu để mua cái thẻ. Và các anh chị biết không, có doanh nghiệp theo cái sự cố vấn của tôi triển khai cái chương trình này mà từ đầu năm 2020 các anh chị nhé, chứ không phải là năm nay đâu. Từ khi mà đại dịch nó vừa mới cái đợt đầu đó. Đó. Thì họ phải dừng sản xuất, sản phẩm cùng cái chuỗi cung ứng nó cũng bị gián đoạn đấy, không chuyển được sản phẩm cho khách hàng. Thì họ đã thu về trong vòng 1 tháng đầu tiên họ phát hành thôi đã có doanh nghiệp đã thu về hơn 100 triệu đồng về chính sách này. Đó. Và khách hàng họ sử dụng cái thẻ đó, họ cảm thấy vô cùng là hoan hỉ, họ cảm thấy vô cùng tự hào. Thiết kế một cái thẻ nó rất là đàng hoàng luôn các anh chị nhé. Và chương trình này thì không có thời gian để tôi nói cái cách các anh chị mà có thể phát hành cái thẻ VIP mà không cần phải đi ra ngoài làm cái thẻ như là cái thẻ như thế này, không phải những cái thẻ ngân hàng như thế này, không nhất thiết. Không cần nhất thiết nó phải là hình thức là một cái thẻ như thế này, mà nó là một hình thức thẻ kỹ thuật số, mặc tốn làm mà không phải tốn một đồng nào anh chị ạ. Tôi rất tiếc là thời gian nó quá ít, tôi không thể chia sẻ những cái kỹ thuật như vậy cho các anh chị. À, làm một cái thẻ mà các anh chị có thể chỉ cần lưu trên điện thoại thôi, có hình ảnh có này, nó rất là sang trọng mà các anh chị tự làm được. Và các anh chị chỉ cần khi mỗi lần mua hàng á, các anh chị chỉ cần mở cái điện thoại lên đưa cái thẻ đó thì bên phía họ sẽ dùng cái điện thoại của họ quét một cái. Đấy. Ai cũng có thể làm được các anh chị nhé. Các anh chị dùng cái điện thoại của các anh chị luôn. Bây giờ đó. Rồi các anh chị sẽ quét lên đó một cái. Thì người đó lúc đó họ mua 100 ngàn đồng thì nó sẽ trừ đi 100 ngàn đồng. Và nó sẽ bảo về trong cái thẻ còn lại của cái người đó ở trên máy này là còn 900 ngàn. Và về phía kế toán hoặc là phần các anh chị quản lý cái giao dịch của mình, nó sẽ bảo là cộng thêm trong tài khoản của mình là 100 ngàn. Đấy. Mà cách này là hoàn toàn nhìn nó rất là 4.0, vô cùng hiện đại, vô cùng thuận lợi mà ai cũng có thể làm hết, dựa trên cái nền tảng của cái mã QR đó các anh chị. Để anh chị nào mà có biết và học là sử dụng mã QR thì chúng ta nghĩ thêm nó sẽ ra cái cách đơn giản thôi, dùng cái mã QR mà chúng ta đi đâu cũng phải khai báo y tế đó. Đấy, thì đó là một cách các anh chị thấy không, chúng ta vừa chăm sóc khách hàng cũ nhưng mà họ lại cảm nhận được một cái giá trị và họ sẽ trung thành với chúng ta và họ sẽ giới thiệu chúng ta cho những cái người khác nữa. Và trong marketing có một câu nói rằng là đỉnh cao của bán hàng đó là biến khách hàng trở thành những người bán hàng không công cho chúng ta. Hôm nay tôi nhận được, ví dụ như tôi biết là ngày mai là sinh nhật của bạn Hoài, tôi sẽ gửi cho bạn Hoài một bó hoa cộng thêm một phiếu giảm giá 50% cho lần mua hàng tiếp theo. Trước giờ bạn Hoài mua hàng của tôi bạn không nhận được cái gì hết. Hôm nay tự nhiên học về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, biết thêm cách thức đó
cho nên chủ quán mới bắt đầu tôi này bắt đầu gửi cho bạn bạn Hoài một cái bó hoa cùng một cái phiếu giảm giá cho lần mua hàng tiếp theo. Thì lập tức khi bạn Hoài nhận được, tôi không báo trước gì cả, sẽ chuyển phát tận nơi. Bạn Hoài nhận được thì cảm xúc sẽ vỡ hoa. Mà bất kỳ một cái cảm xúc bất chợt khi nó đến với chúng ta ngày hôm nay thì lập tức nó sẽ xuất hiện ở trên Facebook. Bạn Hoài sẽ nói ô món quà sinh nhật đặc biệt trong năm nay, tự nhiên nhận được cái sự tri ân của shop Son Môi Thiên Nhiên HT đó, đây một bó hoa dễ thương cùng với phiếu giảm giá. Thì lúc đó bạn Hoài làm á, cái việc đó là chỉ là một hành động hết sức ngẫu nhiên, một cái sự thể hiện cảm xúc trên cộng đồng mạng, nhưng mà vô tình bạn Hoài đã bán hàng không công cho cái shop HT của chúng ta. Và nhiều khách hàng khác họ sẽ thấy ồ hay quá, cái shop này nó làm có chính sách hay quá đó, thì vì lần sau mình sẽ mua nó để sang năm mình cũng có được bó hoa và một cái phiếu giảm giá đó. Vậy thì bạn Hoài sẽ dẫn đến cho mình tối thiểu, tôi nói tối thiểu thôi nha, một người, một khách hàng mới, và một khách hàng mới lại tiếp tục như thể dẫn đến cho mình một cứ một nó nhân ra một chuỗi như vậy. Đấy, các anh chị hình dung không? À, cách thức để chúng ta quan hệ khách hàng, thì chúng ta đổi mới sáng tạo trong cái lĩnh vực quan hệ khách hàng thì cái mô hình chúng ta nó cũng sẽ đổi mới sáng tạo. Rồi tiếp, khi chúng ta làm tốt được bốn cái cấu phần là khách hàng là ai, chúng ta trao cho họ giá trị gì hơn những cái đang có, chúng ta cho họ biết và chúng ta bán hàng cho họ qua kênh nào, và họ sẽ ở lại với chúng ta bởi những cái cách thức chăm sóc nào, thì tất nhiên khách hàng sẽ tri ân cho chúng ta bằng tiền. Trong khởi nghiệp tôi luôn dùng từ khách hàng tưởng hưởng chúng ta bằng tiền. Chúng ta sinh ra một cái sản phẩm không phải để móc túi khách hàng hoặc để bán cho khách hàng đâu, chúng ta đang trao đi một viên thuốc để giải quyết một nỗi đau họ đang gặp phải hàng ngày hàng giờ, và họ sẽ cảm ơn chúng ta bằng tiền. Khởi nghiệp phải làm được việc đó, thì hành trình này mới là một cái hành trình hạnh phúc, chứ không phải là một hành trình toàn là đau khổ. Sinh ra một doanh nghiệp để làm gì? Làm gì khi nó làm cho cuộc đời chúng ta đau khổ hơn? Chúng ta làm gì trong cuộc sống này cũng là đem hướng đến sự hạnh phúc mà thôi. Và khởi nghiệp chỉ là một trong những phương tiện để giúp chúng ta đạt được cái mong muốn đó. Còn nếu sinh ra làm theo đuổi một cái gì mà làm chúng ta hạnh phúc, làm chúng ta đau khổ, xin hãy xem lại, đó không phải là cách chúng ta đang hiểu sai và đang làm sai. Đấy, vậy thì dòng tiền trong mô hình kinh doanh chúng ta, dòng tiền nó đến từ việc nào? Bán sản phẩm, hay chúng ta có thể cho khách hàng thuê bao, hay là bán thẻ VIP như tôi vừa nói. Và khi chúng tôi thẩm định các cái dự án thì thường hay để ý đến cái dòng doanh thu này này. Nếu cái mô hình nào, ví dụ chỉ là trang trèo nuôi heo thôi, trang trại nuôi heo đó, mà chỉ ghi rằng dòng doanh thu đến từ việc bán heo, thì mô hình đó rất khó. Nó phải có cái nguồn doanh thu gì đó nó sáng tạo hơn nữa. Bán heo vẫn là cái nguồn doanh thu chính, ok, nhưng mà có thể là từ cái việc là du lịch trang trại, edu farm đó, đó, cho chúng ta làm cải tạo là cái môi trường trang trại, làm sao đó cho sạch sẽ, rồi chúng ta sẽ giới thiệu trang trại của mình cho cả cái trường tiểu học, trường mầm non. Từ sau này mỗi trường đem đến mỗi chỉ cần một em học sinh thôi, chúng ta thu 1.000 thôi, các anh chị ạ, không cần nhiều, thì chúng ta đã có thêm một cái nguồn thu khá rồi. Và cái trang trại chúng ta nhờ đó nó được nhiều người lan tỏa, báo chí nói đến. Đấy, thì khách hàng sẽ tìm đến để mà mua heo với cái giá tốt hơn, mà không bị thương lái nó ép giá được. Bây giờ chúng ta có quyền lựa chọn khách hàng để bán. Đấy, đó gọi là những cái mô hình kinh doanh sáng tạo. Rồi những cái mô hình mà sau này các bạn làm về công nghệ thì nó còn thường có là về cái phí đăng ký sử dụng hàng tháng, hay là thuê bao đó, cái việc chúng ta thuê bao về internet, rồi là hoặc là chúng ta muốn sử dụng các cái dịch vụ mà lưu ảnh, lưu file ở trên máy tính này, lưu lên trên cloud đó, thì chúng ta phải trả hàng tháng. Ví dụ như tôi bây giờ là làm việc online hết, cho nên là hệ thống dữ liệu tôi không phải lưu trong máy tính mà nó lưu ở trên đám mây ấy, thì tôi phải trả phí hàng tháng đó, mà nó cũng không có nhiều, một tháng đâu đó chưa tới 100.000. Tôi đang sử dụng cái gói đó thôi, thì đi đâu tôi cũng có thể truy cập được cái dữ liệu của mình. Đấy, thì dòng doanh thu thì đơn giản là các anh chị cố gắng nghĩ xem là mình có thể thu được gì ngoài cái việc bán sản phẩm. Khi nghĩ thì nó sẽ ra, không nghĩ thì nó không bao giờ ra. Nếu cái nghĩ rằng trang trại là chỉ để bán heo và mặc định như vậy thì không bao giờ chúng ta nghĩ ra được một cái dòng doanh thu khác, và cái mô hình chúng ta mãi mãi nó rất truyền thông. Còn bây giờ các cái mô hình ví dụ như quán cà phê lúc này tôi nói thì họ có thu rất là lớn từ cái việc nhượng quyền
nhượng quyền đấy, nhượng quyền thương hiệu, họ đóng gói nguyên cả quy trình đó. Và bây giờ họ không phải khi họ muốn mở tại Hải Dương, cái quán đó muốn mở tại Hải Dương tìm một cái nơi có cái địa thế là cũng có ao hồ sông núi đó, họ mở thì họ không phải họ tự đầu tư ở Hải Dương được, mà họ sẽ chuyển nhượng cho, ví dụ bây giờ tôi sẽ chuyển nhượng cho anh Hải, đại tôi cho anh quy trình đó, tôi sẽ hỗ trợ đào tạo máy móc thiết bị tất cả sản phẩm tôi có cho anh hết, tôi chỉ lấy của anh 1 tỷ đồng vậy thôi, và tôi sẽ giúp anh vận hành trong vòng 3 tháng đầu, tức là sẽ có một cái quản lý để vận hành cái đó, xong chuyển giao cái quy trình quản lý cho anh trong vòng 3 tháng, tức là tiền anh Hải sẽ bỏ ra cái để mà đầu tư cái cơ sở đó, nhưng mà quy trình đóng gói cách thức mọi thứ đó tôi chỉ bán cho anh là cái quy trình đó thôi, anh phải trả cho tôi 1 triệu đồng, à 1 tỷ đồng đấy, cái đó gọi là nhượng quyền. Thì có nhiều cấp độ nhượng quyền hoàn toàn hoặc nhượng cùng cùng đầu tư đồ này kia, thì tôi chỉ nói qua như vậy các anh chị hình dung. Và trong việc khởi nghiệp tôi luôn khuyến khích các bạn đi theo hướng đó nha, đừng kiếm tiền trên từng sản phẩm dịch vụ mình bán ra được, hãy kiếm tiền dựa vào cái việc nhân bản cái mô hình đó và nhượng quyền bằng việc xẻ thịt mình ra bán, tức là gọi vốn đấy. Chúng ta xây dựng ra một cái doanh nghiệp, tôi làm ra cái thương hiệu cà phê đó, tôi đã đầu tư vào đó khoảng tầm 5 tỷ ví dụ như vậy. Đó. Bây giờ thay vì tôi cứ tiếp tục đầu tư, tôi sẽ ra tôi xây dựng được một chuỗi khoảng 5 quán rồi. Bây giờ tôi kêu gọi đầu tư, ai muốn sở hữu cái chuỗi này cùng với tôi sẽ bán 10% cổ phần với giá 2 tỷ. Đó, cái đó gọi là xẻ thịt mình ra mà bán, và tôi lấy luôn cái cục tiền 2 tỷ đó, chứ tôi không phải là đi xây từng cái quán cà phê rồi tôi sẽ kiếm lời dựa trên những cái ly cà phê nữa. Đó là con đường đi của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các anh chị lưu ý. Và kể cả các cái tập đoàn to lớn như Facebook, Google, Microsoft nó trở nên to lớn là nhờ đi theo con đường đó các anh chị nhé. Cái này cũng vô cùng quan trọng này. Nếu mà không xẻ thịt mình ra mà bán đấy, tức là kêu gọi vốn và bán cổ phần đấy, thì các công ty đó không bao giờ trở nên to lớn như vậy. Và một con đường để mà chúng ta xẻ ra nhiều đó là lên IPO, tức là lên sàn thương mại, là xin lên lên giao dịch sàn giao dịch chứng khoán. Nào, chúng ta đang nghe thời gian gần đây là VinFast chuẩn bị lên, rồi Tiki, rồi là các cái doanh nghiệp lớn của Việt Nam chúng ta chuẩn bị niêm yết ở trên thị trường chứng khoán của Mỹ đấy. Các anh chị có biết là bây giờ một trong những người giàu nhất thế giới là Bill Gates của Microsoft á, đấy, là ông chủ của Microsoft trước đây mà chúng ta cần nhắc đến Microsoft và nhắc đến Bill Gates, thì tỷ lệ cổ phần mà ông đó sở hữu hiện tại này của Microsoft là bao nhiêu không? Không có thời gian để hỏi các anh chị nhưng mà tôi nói luôn, các anh chị sẽ giật mình nếu anh chị nào chưa biết. Ông đó là ông đang là người người một trong những người giàu nhất thế giới mà ông chỉ sở hữu có 1,37% cổ phần của Microsoft ở thời điểm hiện tại. Tức là ông cả một cái hành trình cả mấy chục năm đó là ông cứ bán dân, nó mà trở thành một cái tập đoàn có cái định giá lớn như vậy. Rồi, trong 9 cổ phần thì 5 cổ phần bên trái là vô cùng quan trọng và nó nói đến cái việc là chúng ta phục vụ khách hàng. Làm sao ra tạo ra được cái giá trị tốt hơn cho những cái nhóm người trong xã hội và họ sẽ tưởng thưởng chúng ta bằng tiền. Nó cực kỳ quan trọng. Còn lại 4 cổ phần bên này thì nó rất đơn giản. Nó là những cái gì chúng ta cần phải làm. Nguồn lực chúng ta có cái gì là thứ 6, đúng không? Bắt đầu này. Chúng ta không thể nào tạo ra một thứ hay ho nếu chúng ta không có thể mình trong lĩnh vực đó. Tôi không thể nào tạo ra một cái short môi và đúng với ý của bạn Hoài nếu tôi không có am hiểu về mặt công nghệ, hoặc là trong đội nhóm của tôi phải có người am hiểu về công nghệ. Đấy, về nguồn lực chính của tôi là gì? Là con người. Tôi có năng lực gì trong lĩnh vực đó? Là những cái đăng ký sở hữu trí tuệ, hoặc là những cái kinh nghiệm trong kinh doanh liên quan đến sản phẩm đó, hoặc là thương hiệu cá nhân mà tôi đã xây dựng. Ví dụ bây giờ tôi có cái mạng lưới của cái doanh nghiệp và cái hệ sinh thái trên cả nước, tôi đi đâu mọi người cũng yêu quý mình. Thì các anh chị có hình dung không? Bây giờ tôi kinh doanh cái gì mọi người cũng dùng hết. Và trong chương trình về bán hàng là tôi nói đó, chúng ta không bán sản phẩm dịch vụ, chúng ta bán chính bản thân mình. Chỉ cần người ta quý mến tôi thì tôi bán gì người ta cũng quý, cũng mua hết. Người ta không mua bản chất sản phẩm dịch vụ mà người ta mua chính tôi. Vậy trong khởi nghiệp thì các anh chị lưu ý cho tôi, các bạn phải xây dựng cho được cái hình ảnh thương hiệu cá nhân. Nếu các bạn làm về sản phẩm sạch mà các bạn
tức là hướng thiên nhiên rồi là sản phẩm nó an lành ấy, mà các bạn suốt ngày lên lên Facebook chém gió rồi nói những câu chuyện đả kích thế này ê ba người khó, một đời không bao giờ các bạn có thể vận hành nổi. Dù sản phẩm các bạn làm ra nó có an toàn 100% thì người khác cũng không mua. Chúng ta không bán sản phẩm dịch vụ, chúng ta bán chính bản thân mình. Rồi hoặc là chúng ta có cái tài chính lớn tích lũy được đâu đó 10 tỷ để khởi nghiệp thì đó cũng là nguồn lực chính. Và đây là cái cấu phần mà chúng tôi cũng sẽ hỏi rất nhiều trong các cái chương trình thẩm định để đầu tư. Nếu một cái dự án nào liên quan đến công nghệ thông tin mà trong đội nhóm không có bạn nào có chuyên gọi là chuyên gia ở mức chuyên gia về công nghệ thông tin thì chúng tôi bỏ qua, bởi vì năng lực thực hiện rất yếu. Thế cả anh chị chấm cả cái ý tưởng khởi nghiệp rồi mà sáng tạo vui lòng cùng lưu ý cái cấu phần này cho tôi. Dự án của sinh viên kinh tế mà làm về một cái dịch vụ công nghệ thông tin mà trong đội nhóm không có ai hiểu về công nghệ thông tin cũng xin bỏ qua. Một dự án làm về du lịch sinh thái đó, nhưng mà một cái nhóm là chỉ có là cả cái kỹ sư nông nghiệp thôi, không ai có cái kinh nghiệm về là vận hành du lịch và dịch vụ hết thì cũng chưa đạt yêu cầu. Cho nên năng lực của cái cá nhân, năng lực của đội ngũ là cực kỳ quan trọng. Và khi mà đầu tư vào các cái dự án thì các anh chị lưu ý cho các nhà đầu tư sẽ tập trung là đầu tư vào cái đội nhóm đó chứ không phải là bản thân cái ý tưởng đó. Anh chị lưu ý cái này. Họ nhìn vào cái tổ chức của đội nhóm đó, xem năng lực của đội nhóm đó có thể đi đến đâu, và nếu thất bại ở cái ý tưởng này thì họ vẫn có thể làm được những cái gì to lớn hơn không, chứ không phải là họ cân nhắc quá nhiều về cái ý tưởng nó là cái gì. Thế nên mới có cái câu chuyện của Sắc Phú và Miền vừa, cái năm vừa rồi trong Shark Tank đấy. Tôi không cần quan tâm sản phẩm em là gì, tôi chỉ cần quan tâm em như thế nào và tôi đầu tư vào em đấy, câu nói và Miền vừa rồi dậy sóng. Cô founder của WeBuy đó, cô lên trên trên Shark Tank, cô kêu gọi vốn đấy, và cô mang phong cách nó rất là hiện đại, một cái quần jean có xẻ một lỗ đó đấy. Và đó là một cái điểm mới lạ, cho nên Sắc Phu thì cũng nói theo cái quan điểm của nhà đầu tư nhưng mà nói theo một ngôn ngữ đời thường mà nó vui vui, và những người khác không hiểu thì nói rằng là à, Sắc Phu là có cái ý đồ gì đó và nó đang là làm quyền về cái quyền bình đẳng giới đồ này kia. Bản chất nguyên lý đầu tư của các sắc đó là đầu tư vào đội nhóm, tức là quan tâm đội nhóm đó là như thế nào, còn cái ý tưởng nó chỉ là một phần để họ cân nhắc mà thôi. Rồi khi chúng ta có các nguồn lực chính thì các hoạt động chính trong mô hình kinh doanh của mình là gì? Cái này vô cùng dễ, chúng ta làm gì thì chúng ta ghi đó. Nếu mà làm trang trại thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải chọn mua con giống, chúng ta phải xây dựng trang trại, chúng ta phải có mua thức ăn, chúng ta phải có cái quy trình chăn nuôi, làm về son môi thì cũng phải đi thu mua nguyên liệu, chọn lựa chọn nguyên liệu, rồi làm nghiên cứu về công nghệ đấy. Là chọn các cái đối tác cung cấp về các cái bao bì nhãn mác đấy. Nói chung là chúng ta làm gì trong mô hình của mình thì chúng ta ghi ra ở đó, cái hoạt động chính này thì đơn giản rồi, làm gì ghi thì ghi đó. Và chúng ta không làm tất cả mọi thứ một mình mà chúng ta luôn cần phải có những người cùng làm chúng ta, và chúng ta nghe mãi cái câu nói muốn đi xa thì đi cùng nhau, và hành trình khởi nghiệp là một hành trình đi rất xa, con đường này rất xa. Nếu ai đó nó khởi nghiệp mà mong muốn rằng trong 1-2 năm đạt thành quả thì xin hãy dừng lại, hãy chọn con đường khác. Đó là lời khuyên hết sức chân thành. Và khi các anh chị hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp cũng nói thẳng câu đó luôn. Khởi nghiệp là một hành trình để chúng ta giải quyết một vấn đề đau đầu của xã hội mà người khác chưa giải quyết được thì nó cần thời gian. Và để trở nên to lớn thì chúng ta phải hy sinh giai đoạn đầu. Đó, cái hành trình đi như thế này. Đúng không? Còn nếu mà chỉ mong chờ đâu đó khoảng 2-3 năm mà đạt được thành quả xây nhà, mua ô tô, xin hãy dừng lại. Đây không phải là hành trình cho các bạn. Nhưng mà các em chỉ cần qua được 10 năm thì các em lúc đó mua nửa trái đất cũng được nữa. Đấy. Như bây giờ các tỷ phú số 1. Tỷ phú số 1 của chúng ta bây giờ là đang giữa hai ông là ông Jeff Bezos của Amazon và ông Elon Musk của tập đoàn Space, của chiếc xe Tesla đó. Đó. Thì các anh chị thấy họ xây dựng cái khối tài sản của họ khổng lồ như vậy, bây giờ tiền không biết để làm gì đó, mà như Bill Gates cũng là cho hết 99% đấy. Thì họ sẽ trở thành những cái người to lớn như vậy, nhưng mà trong một khoảng thời gian rất dài.
không phải là ngày một ngày hai được. Vậy thì đối tác của chúng ta là ai? Chúng ta phải có những cái người đi cùng mình, và đây chính là những người họ liên minh, liên là liên doanh, liên kết với chúng ta để phục vụ cho cái đầu vào, các yếu tố đầu vào. Ví dụ chúng ta không thể nào mà làm luôn cả cái vỏ son được, cái hộp son đấy, rồi chúng ta không thể in luôn cái bao bì nhãn mác, thì chúng ta sẽ có cái đối tác để cung cấp cho chúng ta những thứ đó. Vậy họ là ai? Và chúng ta phải ghi rõ ra từng đối tác một thì chúng ta mới tối ưu được đối tác. Bởi vì có một cái tập quán rất tệ ở trong kinh doanh, đó là quen mặt thì đắt hàng. Đấy anh chị ạ. Rồi về các cái mô hình nhỏ, thì tôi nói chuyện về các cái mô hình nhỏ của các anh chị ở phụ nữ đó, ở địa phương đó, thì các anh chị lưu ý cái này. Chúng ta bị vướng vào cái này mà không biết. Chọn một đối tác và dùng họ 5-7 năm và cứ tin vào họ. Trong khi thì trên thị trường xuất hiện những người chơi mới, họ cung cấp chúng ta những giải pháp tốt hơn rất nhiều với giá thành cạnh tranh hơn, chất lượng thì đã được cải thiện, mà chúng ta quên luôn, chúng ta không để ý đến việc đó. Đó. Con người chúng ta ai cũng ngại sự thay đổi hết. Cứ nghĩ rằng là việc đó đi tìm thì bây giờ mệt quá, mất công lại phải làm việc với họ một thời gian xem uy tín họ đến đâu này, này kia. Xin thưa, những cái thứ đó bây giờ nó không còn quá phức tạp nữa. Tất cả nó diễn ra trên môi trường mạng cả. Và tất cả những khách hàng bây giờ họ định lựa chọn các nhà cung ứng, nó dựa vào những cái phản hồi trực tiếp, từng đánh giá cộng đồng trên mạng. Đó. Ví dụ như vừa rồi chúng ta nghe cái cơn bão một sao đó. Các anh chị nào tham gia nghe câu chuyện của Khoa Búc và Jenny Đăng đó. Ông Trung Kim Cương của Việt Nam ở tại Mỹ. Đến trang Khoa Búc đã từng làm cho một resort chúng ta cơn bão một sao đấy. Đấy. Thì nó chỉ cần lên đó chúng ta thấy cái chỗ nào mà được review nhiều tốt, chất lượng dịch vụ tốt, khách hàng phản hồi tốt. Đấy, thì chúng ta lựa chọn rất đơn giản. Rồi, và cuối cùng ở trong cổ phần của mô hình kinh doanh đó là tiền. Đấy, cuối cùng nhưng mà là đầu tiên là tiền đâu và tiền để làm gì. Trong mô hình kinh doanh này muốn vận hành được thì các anh chị phải bỏ ra những khoản chi phí nào cho những hạng mục chính nào. Đối với các cái dự án mà liên quan đến trang trại thì chắc chắn là sẽ chi phí về đất đai, nhà xưởng, cơ sở vật chất, con giống, thức ăn, nó lại lớn. Nhưng mà đối với những cái dự án mà liên quan đến công nghệ thông tin thì chi phí duy nhất nó tốn nhiều là chi phí cho nhân sự, tức là những cái lập trình viên đấy, các bạn đã làm coding. Cho nên tùy vào mô hình kinh doanh của chúng ta là cái gì thì chi phí chính nó sẽ khác nhau. Những cái nguồn lực chính chúng ta chỉ cần liệt kê là ví dụ như là chi phí nhân sự chiếm 70%, đấy. Chi phí về máy móc thiết bị chiếm 20%, chi phí để vận hành 10%, ví dụ như vậy. Chỉ cần ghi cấu trúc chi phí, chứ không cần ghi liệt kê là nó bao nhiêu tiền hết. Vì đấy chúng ta đang quản trị tổng thể. Các anh chị hình dung khi chúng ta hoàn thành những cái thông tin trong từng cấu phần này thì chúng ta có một bức tranh mà nó có cái sự liên kết lẫn nhau giữa các cấu phần của một doanh nghiệp, và hoàn toàn một cái hành trình để chúng ta vận hành một doanh nghiệp nó chỉ xoay quanh đúng chừng này cái vấn đề thôi. Đấy. Và chính bản thân của chúng tôi đã vận dụng cũng như là cố vấn cho các cái doanh nghiệp khác để họ trở nên những cái doanh nghiệp vượt trội và họ có thể trụ vững và phát triển ngay trong thời kỳ COVID vừa qua, cũng chỉ quân cái này thôi các anh chị ạ. Như tôi nói lúc này đó, lúc mà chúng ta đứng về khách hàng thì tôi chỉ tập trung vào giải quyết cái mối quan hệ khách hàng này mà thôi, nó đã ra có ngay cái dòng doanh thu, trong khi những doanh nghiệp khác nằm yên đợi dịch qua thì càng ngày càng thua lỗ, bởi vì hàng thứ tồn đọng không giải quyết được, trong không đi ra thị trường được. Vậy từng cái cấu phần này chúng ta luôn có cơ hội để chúng ta làm cho nó hiệu quả hơn, và chúng ta gọi là đổi mới sáng tạo. Và khi chúng ta làm cho hiệu quả hơn một trong những cấu phần này thì bản chất những cấu phần khác nó sẽ phải có sự thay đổi, nó là một cái dây chuyền mà. Đó. Ví dụ tôi thực hiện cái việc là phát hành thẻ VIP thì chắc chắn giải pháp giá trị của tôi đưa cho khách hàng ở đây nó sẽ thay đổi, nó sẽ có cái sự thay đổi, và cái cân để tôi tương tác với các cái khách hàng của tôi nó sẽ thay đổi. Các hoạt động chính tôi cũng phải thay đổi, tôi phải có thêm một cái bàn để chuyên làm cái thẻ VIP này và liên hệ với khách hàng, ví dụ như vậy. Đấy. Vậy thì khi một cấu phần nó thay đổi thì chúng ta gọi là đổi mới sáng tạo nguyên cả mô hình kinh doanh. Điểm này các anh chị lưu ý cho tôi, đổi mới sáng tạo mô hình kinh doanh hoặc là đổi mới chiến lược của một công ty, nó không phải là chúng ta thay da đổi thịt toàn bộ, mà nó chỉ đơn giản là chúng ta điều chỉnh một cái gì đó trong cấu phần của cái mô hình kinh doanh, thì nó đã phải thay đổi cả
những cổ phần khác. Có nhiều người nghĩ rằng là cái việc tái cấu trúc doanh nghiệp đó, rồi đổi mới sáng tạo nguyên môn kinh doanh là chúng ta phải đổi trắng thay đen, lột xác toàn bộ. Xin thưa, không có chuyện đó. Nếu như vậy là chúng ta làm ra một cái doanh nghiệp khác rồi, cũng là một cái hành trình đổi mới mà các anh chị lưu ý. Đổi mới dựa trên nền tảng cũ, và chỉ cần một thứ thay đổi thì những thứ khác nó sẽ thay đổi theo, và khi đó chúng ta đã gọi là chúng ta đổi mới sáng tạo mô hình kinh doanh hoặc là chiến lược công ty. Và cái hành trình này, cái slide cuối tôi cũng muốn nhắn gửi với các anh chị, hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một hành trình vô cùng gian nan. Nó không phải là cái một bức tranh màu hồng, và những người huấn luyện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chân chính như chúng tôi luôn cho mọi người thấy cái hành trình đó nó vất vả như thế nào. Khi các anh chị được tham gia vào cái chương trình từ đầu đến cuối, các anh chị sẽ thấy các cái công cụ và các kỹ thuật chúng ta đi nó kỹ càng, nó hết sức cẩn thận đến mức nào đấy. Bởi vì ông Eric Ries mà tác giả của cuốn sách Khởi nghiệp tinh gọn đấy, ông nói một câu này: khởi nghiệp có thể đạt được thành công đơn giản chỉ việc tuân thủ quy trình. Và những ai đã trải nghiệm cái này, những ai đã nghiên cứu sâu nhiều năm như chúng tôi thì mới thấy câu đó nó đúng như thế nào. Bởi vì các anh chị nếu theo quy trình, chúng ta hầu như không có cơ hội để sai luôn. Làm nó kỹ từng bước như thế làm sao sai được đó. Khách hàng chúng ta là ai, họ thực sự đau cái gì, chúng ta có năng lực giải quyết đó hay không. Nó giải quyết được 50% rồi, chúng ta có năng lực tạo ra được cái thứ hay ho trước những người khác đó. Rồi bây giờ mô hình kinh doanh như thế, vận hành như thế, bỏ nó vào là chúng ta vận hành thôi. Cái gì chưa có thì chuẩn bị cho nó có rồi hãy bắt đầu, thì làm sao mà có cái rủi ro được. Vậy thì hành trình đó nó mất rất nhiều thời gian, và một cái nguyên lý để thành công trong cuộc sống này đó là sự kiên trì. Những người thành công không phải là những người kiệt xuất, không phải là khó quá tài giỏi. Tôi hôm nay có những cái gì để nói với các anh chị cũng không phải vì tôi tài giỏi, chỉ đơn giản là tôi kiên trì hơn những người khác trong cái hành trình này. 10 quán quân của Việt Nam bây giờ đang làm cái công việc như tôi đang làm đây chỉ còn lại 5, mà 5 người kia thì họ đã phải rời cái cuộc chơi này chỉ trong vòng 1 năm sau khi hoàn tất cái chương trình, tức là vào 2016 là họ đã phải dừng bước rồi. Đấy. Thì ai là cái người kiên trì thì chúng ta tập trung vào đó, và chúng ta sẽ đào sâu nghiên cứu hơn thì chúng ta sẽ đạt được những thành tựu hơn người khác. Vậy thì khởi nghiệp nó cũng vậy. À, như bức hình này các anh chị thấy, chỉ một nhát bộ nữa thôi, rất nhẹ nữa thôi thì một kho báu nó sẽ kim cương nó đổ ra cho cái bạc ở phía dưới, nhưng bạc đã bỏ cuộc. Còn thành quả sẽ đến với cái người ở phía trên. Họ cứ kiên trì, họ cứ kiên trì. Sai đâu sửa đó. Gặp một viên đá to thì họ bộ nhỏ nó ra, bộ nhỏ ra từng viên đá vá, nó vừa tầm để vứt ra khỏi cái cuộc đời mình, giải quyết được đó. Và họ sẽ thần tưởng sẽ được cả một kho báu. Không quan trọng người đi trước hay người đi sau, ai kiên trì người đó sẽ đạt được thành quả. Và trong cái thời kỳ Covid như thế này, chúng ta còn càng cảm nhận hơn là hôm nay thì khó khăn và ngày mai nó có thể nó sẽ còn tồi tệ hơn, nhưng nếu chúng ta kiên trì thì ngày kia mọi thứ nó sẽ rất là tuyệt vời. Hành trình khởi nghiệp của chúng ta là một hành trình rất dài, và cái đích đến nếu chúng ta đã hoàn thiện được cái mô hình của mình thì với cứ kiên trì thì cái ngày tuyệt vời đó nó sẽ xảy ra. Và nếu chúng ta có bước phương pháp, có được phương pháp, có người dẫn dắt thì cái ngày đó nó sẽ được rút ngắn. Còn nếu chúng ta cứ mò mẫm chúng ta đi và trả giá bằng chính thời gian, tiền bạc, công sức của mình thì có thể cái ngày đó nó sẽ xa hơn những gì chúng ta đáng ra được hưởng, nó gần hơn. Và cái vai trò của cái việc là chúng ta phải học rồi trước khi làm là vô cùng quan trọng. Trong cái slide mà tôi nói lúc đầu đó là khởi nghiệp cần gì thì các anh chị biết không, yếu tố đầu tiên đó là học về khởi nghiệp. Học khởi nghiệp mà học miễn phí mà tại sao không học, là khi vậy chúng ta muốn bơi không có chết đuối thì phải học bơi trước chứ. Thương trường nó như một dòng sông, chúng ta nhảy vào thương trường như nhảy xuống sông mà chúng ta không học bơi thì chắc chắn tỷ lệ chết nó cao hơn. Còn nếu học bơi rồi thì tỷ lệ sống sót nó sẽ cao hơn. Không khẳng định rằng những người biết bơi thì không chết, không khẳng định rằng những người học về khởi nghiệp thì sẽ không thất bại trong khởi nghiệp, nhưng ít nhất sẽ hạn chế được rủi ro tối đa khi khởi nghiệp. Thì đấy là toàn bộ những gì tôi tâm huyết chia sẻ với các anh chị trong sáng hôm nay. Thời gian rất ít nhưng mà tôi cố gắng đưa nhiều cái nội dung vào vì tôi muốn là cuộc đời tôi luôn có một cái quan điểm rằng có thể chúng ta sẽ không gặp nhau ở ngày mai. Bất kỳ có cơ hội nào tôi chia sẻ với các anh chị thì tôi sẽ cố gắng làm sao để các anh chị có được cái góc nhìn nó toàn cảnh nhất có thể. Bởi vì tôi biết rằng cuộc sống bây giờ nó vu cao lắm.
cho nên là không có hứa hẹn tương lai, tôi cứ trân thủ từng cái thời khắc một. Và tôi biết rằng cái nội dung nó nhiều thì các anh chị sẽ mệt, nhưng đó là cái tâm huyết của tôi. Đó. Tôi nghĩ rằng là những cái gì tôi chia sẻ nó sẽ mang lại được các anh chị một ít nhất một cái góc nhìn gì đó. Tôi không cần nhiều đâu, các anh chị nhớ cho tôi ít nhất một thông điệp gì đó trong ngày hôm nay với tôi là đủ. Ví dụ hoặc là cái câu là kinh doanh cái đó không phải là cái đó, đối với tôi nó cực kỳ quan trọng, các anh chị cần nhớ cái đó thôi thì các anh chị sẽ hiệu quả trong khi các anh làm việc gì trong cuộc sống cũng như là cố vấn cho các dự án khởi nghiệp. Và xin cảm ơn ban tổ chức và xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Thì chúng ta kết thúc buổi sáng hôm nay tại đây. Các anh chị muốn liên hệ với tôi thì có cái thông tin đó các anh chị nhé. Xin cảm ơn anh Hùng. Một lần nữa thay mặt ban chủ nhiệm đề án và ban tổ chức lớp học, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn anh Hùng và chị Hương qua hai ngày hôm nay cũng đã giúp cho hai lớp tập huấn của Hải Dương, và tôi cũng tin rằng là qua cái buổi hai buổi tập huấn này, các cái học viên tham dự cũng sẽ nắm được một số kiến thức kỹ năng cơ bản về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng trong thời gian tới anh Hùng và chị Hương cũng quan tâm theo dõi và giúp sức cho Hải Dương trong cái thực hiện cái đề án. Một lần nữa kính chúc anh Hùng và chị Hương dồi dào sức khỏe, thành công, và kính chúc các anh chị học viên tham dự lớp tập huấn sức khỏe dồi dào, thành đạt. Xin trân trọng và cảm ơn các anh các chị. Một lần nữa cảm ơn anh Hùng và chị Hương ạ. Vâng, cảm ơn anh Hải và các anh chị. Cái này ngoài lên cho tôi nói thêm một cái ngắn thôi. Tức là về bây giờ thì nói về cái cương vị của Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia, thì chúng tôi cũng có cái sứ mệnh đó là hỗ trợ cho các cái địa phương để mà xây dựng cái hệ sinh thái một cách bài bản và có cái nói chung là nó có cái nền cơ sở vững chắc. Thì nếu như Hải Dương ở giai đoạn đầu của hệ sinh thái mà cần có một cái đơn vị bảo trợ và cố vấn để mà chúng ta có cái lộ trình, có cái cách thức để xây dựng, thì cử Hải Vui Long bây giờ có tôi đây là đại diện cho Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia, có thể là đầu mới luôn. Các anh chị muốn có cái nhà ý đó thì có thể là trao đổi với tôi thì tôi sẽ chuyển cho Hội đồng để chúng ta cùng có cái kế hoạch để mà phối hợp hỗ trợ cho tỉnh. Anh Hải nhé. Dạ vâng, hết sức cảm ơn anh ạ. Cảm ơn chị Hương ạ. Vâng. Và cảm ơn các anh ban tổ chức của Sở Khoa học Công nghệ Hải Dương cũng đã tạo cái cầu nối để cho anh Hùng và tôi hiểu hơn được về các hoạt động các anh chị đã làm và sẽ làm trong thời gian tới. Thì rất là hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một buổi offline trong năm 2022 để cùng chia sẻ các cái giá trị của các cái tổ chức như tôi đang làm việc cũng như anh Hùng. Và rất mong rằng các anh chị sẽ sở công nghệ Hải Dương cũng sẽ là đầu mối để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hải Dương, phát triển để hỗ trợ cho các cái em khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hơn nữa. Và cảm ơn anh Hùng rất là nhiều, đã rất là có cái bố trí thời gian để hỗ trợ Hải Dương trong thời gian tới. Vâng, chào vâng, các chị. Chị Hương được kết nối với Hải Dương. Vâng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các anh các chị, và sau đây thì xin mời các anh các chị nghỉ ạ. Lớp tập huấn của chúng ta kết thúc tại đây ạ.